Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 2. Phong Hàn có thể đuổi, nhưng tà khí lợi hại tới mức nào cơ chứ, há có thể dùng vài ba thủ pháp phụng về là có thể trị khỏi. Châm cuối cùng này, chỉ cần đâm xuống là có thể kích phát tà khí, tới lúc đó đúng là không thể xoay chuyển được cục. Diện nữa. Câm mồm Triệu Thiên Thông tức giận nói, thằng nhóc thối, mày còn dám nói bậy ở chỗ này à? Có phải bọn tao nể nang mày quá rồi đúng không? Đây là người nào, sao dám ở đây làm loạn, ngay cả Lưu Thần Y cũng dám nghi ngờ. Ông cụ Triệu cũng không nhìn được nhỏ người ngồi dậy nhìn thoáng qua. Lúc này ông mới phát hiện ra Diệp Lâm cũng ở đây. Là cậu, ông cụ Triệu nhìn thấy Diệp Lâm lập tức giận sôi máu, là cậu ngày hôm qua nguyền rủa già này sắp chết, hôm nay lại đứng ở chỗ này nói chuyện linh tinh, rốt cuộc cậu có âm mưu gì? Nhà họ Triệu chúng ta không có ai đắc tội cậu đúng không? Thấy Diệp Lâm năm lần bảy lượt mở miệng ngăn cản Lưu Thần Y chữa bệnh, ngay cả Hoa Quốc Đống cũng bắt đầu thay đổi ấn tượng về Diệp Lâm, anh ta cũng dần dần nghi ngờ không biết mục đích của đối phương là gì. Thậm chí anh ta còn cảm thấy hơi hối hận vì sáng nay đã dẫn Triệu Huyền Đình đi tìm Diệp Lâm. Nên biết nếu như có thể mời được Lưu Thần Y thì cần gì phải cầu xin sự giúp đỡ từ một người ngoài nghề. Tìm Diệp Lâm tới, không chỉ không giúp được gì mà ngược lại còn gây ra phiền phức lớn. Thằng nhóc kia, cậu có phục hay không? Lưu Văn Cảnh cả giận nói, hai châm vừa rồi của tôi đã chữa khỏi cho ông cụ Triệu 7-8 phần. Cho dù châm cuối này không đâm thì chỉ cần trở về chậm rãi bồi dưỡng cũng có thể khôi phục lại sức khỏe. Cậu còn dám nói chuyện linh tinh, thật sự cho là mấy lời đó có thể khiến tôi sợ hãi ư? Châm cuối cùng này tôi nhất định phải đâm, nhất định phải khiến cậu tâm phục khẩu phục. Tôi nhất định phải nỗ lực xua tan hàn khí ở trong cơ thể ông cụ Triệu. Diệp Lâm đáp, tôi thấy là ông đang nỗ lực đưa người ta về Tây Thiên thì có. Nực cười. Ông cụ Triệu không nhịn nổi nữa. Hôm qua thì nguyền rủa ông ấy là người sắp chết, hôm nay lại nguyền rủa ông ấy sắp về Tây Thiên. Mau, đuổi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi, liệt tên cậu ta vào danh sách đen của nhà họ Triệu. Lời còn chưa dứt một đám người nhà họ Triệu đã tiến lên, ý muốn đuổi khách quá rõ ràng. Không cần các người làm, tự tôi sẽ đi. Nói xong, Diệp Lâm đi thẳng ra ngoài, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Ê, anh Hùng à, để tôi tiễn anh. Hoa Quốc Đống thấy Diệp Lâm lẻ lỏi thì không đành lòng, cũng đi theo anh ra ngoài. Lúc này, Triệu Huyền Đình cũng không đuổi theo, thậm chí ánh mắt của cô cũng rất phức tạp. Tuy rằng Diệp Lâm từng cứu cô một lần, nhưng lại nguyền rủa ông nội cô hai lần, giống như không ưa ông nội cô vậy, chuyện này khiến Triệu Huyền Đình rất tức giận. Ai ra, anh Hùng à, anh cần gì phải làm như thế? Ra khỏi phòng bệnh, Hoa Quốc Đống bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, anh Hùng, tôi đưa anh về. Diệp Lâm đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, cũng không có ý rời đi. Không gấp, không đến một phút sau, người bên trong sẽ kêu khóc cầu xin tôi trở lại. Nghe Diệp Lâm nói như thế, Hoa Quốc Đống không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh Hùng à, anh vui tính thật đất. Cục diện trước mặt không phải là con giận trên đầu của Hòa Thượng, cực kỳ rõ ràng sao. Lưu Thần Y đã gần như trị khỏi bệnh cho ông cụ Triệu rồi còn gì để nói nữa đâu. Mấy lời mà Diệp Lâm bảo là bọn họ sẽ khóc lóc cầu xin anh trở về, chỉ toàn là lời vô căn cứ. Trong mắt của Hoa Quốc Đống, đợi lát nữa ông cụ Triệu hoàn toàn khỏe mạnh đi ra mà còn thấy Diệp Lâm đứng chờ ở cửa, chỉ e là sẽ vội vàng đuổi anh đi. Nhưng giọng điệu của Diệp Lâm lại cực kỳ chắc chắn, chỉ cần Lưu Văn Cảnh dám ấn châm thứ ba, ông cụ Triệu sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Diệp Lâm nói sai vậy thì xem như 5 năm đi theo ngũ sư phụ học y thuật đã hoàn toàn uổng phí rồi. Anh Hùng à, cho dù anh không đi thì cũng đừng đứng ở cửa phòng bệnh nữa. Hoa Quốc Đống có lòng tốt khuyên nhủ, nếu không lát nữa đám người nhà họ Triệu bước ra nhìn thấy anh lại tức giận nữa. Hay là chúng ta xuống tầng dưới trước? Anh ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng thét và tiếng khóc chói tai truyền từ phòng bệnh ra. Âm thanh càng lúc càng lớn, âm thanh ấy khiến cả phòng bệnh như muốn nổ tung, hồng rồi. Chuyện gì thế? Hoa Quốc Đống ngẩn ra. Thầm nghĩ không phải là mọi chuyện đúng như lời Diệp Lâm nói đó chứ. Tuy rằng anh ta đang đứng bên ngoài phòng bệnh nhưng cũng không thể nhìn thấy được tình huống ở trong phòng. Nhưng nghe tiếng khóc gào truyền từ trong phòng ra, không giống kiểu chúc mừng ông cụ Triệu khỏi bệnh mà lại giống. Thương tiếc. Rầm. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy trên mặt Triệu Huyền Đình đầy nước mắt, vẻ mặt đầy sự hối hận và hoảng loạn. Sau khi nhìn thấy Diệp Lâm đang đứng ngoài cửa thì ánh mắt lập tức lóe lên chút vui mừng. Diệp Lâm,
Mau lên, mau cứu ông nội tôi. Ông nội tôi, không ổn eo em. Triệu Uyển Đình vừa khóc nức nở vừa túm chặt tay Diệp Lâm, sau đó lại kéo Diệp Lâm vào trong phòng bệnh. Ôi vãi, không thể nào. Hoa Quốc Đống ngơ ngác, anh ta không nghĩ tới điều Diệp Lâm nói lại thành sự thật. Đúng là chưa đầy một phút người bên trong đã khóc lóc cầu xin anh trở về. Anh Hùng, đúng là quá lợi hại. Sau đó Hoa Quốc Đống cũng bước vào trong phòng bệnh. Lúc bấy giờ trong phòng bệnh đã cực kỳ hỗn loạn, đám người nhà họ Triệu y như phát điện, bọn họ vừa dục viện trưởng Trần gọi bác sĩ tới cứu người, lại vừa chửi mảng Lưu Văn Cảnh là tên lang băm hại chết cha của mình. Sao lại thế này, sao có thể như vậy? Mà Lưu Văn Cảnh giống như học sinh tiểu học làm sai, gương mặt hoảng sợ đứng ở góc tường, cả người run rẩy, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu tại sao lại như vậy. Lấy năng lực của ông ta đúng là không thể nhìn ra được vấn đề, rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Chẳng lẽ là thằng nhóc kia nói đúng ư? Thủ pháp của bản thân đã kích phát tà khí trong cơ thể người bệnh ư? Không, không thể như vậy được. Lưu Văn Cảnh lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật. Ngài Diệp, mau, mau cứu ông nội của Triệu Uyển Đình lại kéo Diệp Lâm tới trước giường bệnh. Lúc này ông cụ Triệu đang nằm trên giường bệnh, bên gối còn có một bững máu. Lại nhìn bản thân ông ấy, trên giường bệnh ông cụ Triệu nấm im không nhúc nhích, cả người tím đen, không còn khí huyết. Thảm trạng như thế, ngay cả viện trưởng Trần ở một bên. Cũng chỉ khe khẽ lắc đầu, tỏ vẻ người đã chết, có cấp cứu cũng vô dụng, chỉ bằng để lại tôn nghiêm cho người chết, không đụng chạm tới di thể của ông ấy nữa. Rõ ràng ban nãy còn rất tốt, vừa nói vừa cười, tại sao, lại như TH. Hai anh em Triệu Thiên Thông và Triệu Bình Minh cực kỳ đau buồn, suýt nữa khóc ngất ở trước giường bệnh. Chợt vui lại chợt buồn, sống chết chỉ trong giây lát, ai mà chịu được thay đổi này cho nối. Sao mày lại quay lại đây? Muốn xem chuyện cười của nhà bọn tao à? Triệu Thiên Thông ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Lâm đầy phần nộ. Là do mày nguyền rủa, thế này đã đúng ý của mày chưa? Bản quyền ó phải mày rất vui mừng hay không? Bởi vì những chuyện trước mặt hoàn toàn đúng với những gì Diệp Lâm nói, mà Triệu Thiên Thông chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Lâm ông ta vẫn luôn dùng lời lẽ ác độc mắng mỏ anh. Hai, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu lời tôi nói mà linh nghiệm như vậy thì tôi khác nào là thần tiên. Hơn nữa ban nấy tôi cũng đã nhắc nhở rồi, là các người không nghe, giờ còn trách ai? Hóc con à, ban nấy là chúng tôi trách nhầm cậu, xin lỗi cậu. Triều Bình Minh vẫn rất lý trí, ông ta vội vàng xin lỗi Diệp Lâm, muốn làm hòa với anh để tiện xin anh ra tay giúp đỡ. Cậu xem, cha của tôi còn cứu được không? Ha ha, Diệp Lâm cười khổ một tiếng, mất bò mới lo làm chứ ông. Người chết rồi các người mới nhớ tới tôi. Vốn lý bệnh này cũng không nặng, là do các người cố tình chữa lợn sống thành lợn què, khiến người bệnh chết. Ban nấy tôi đã nói rồi, chỉ cần để ông ta ấn châm thứ ba, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi. Đám người nhà họ Triệu nghe xong thì hối hận không thôi, không biết nên làm thế nào cho đúng. Có người nóng tính đã, chuẩn bị đứng dậy liều mạng với Lưu Thần Y. Ngài Diệp, không phải anh là đồ đệ của Thánh Y sát nhân. Cầu xin anh đấy, anh mau nghĩ cách gì đi. Tôi biết anh còn có cách mà đúng không? Dưới tình huống cấp bách, thế mà Triệu Uyển Đình lại thịch một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin Diệp Lâm cứu người. Hai, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ chuyện này rất đơn giản thế nhưng lại bị các người biến thành phức tạp. Nhưng, xem như hôm nay các người may mắn, gặp được tôi. Không sai, tôi là đồ đệ của Thánh Y sát nhân. Cứu người chết, đáp nặn lại thân thể từ xương trắng, chỉ cần chưa bị đốt thành tro thì vẫn có thể cứu được. Anh vừa nói xong, khung cảnh vốn đang ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng lạ thường. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm, không biết là anh đang nói đùa hay nói thật. Anh Hùng, thật hay đùa đấy. Hoa Quốc Đống khiếp sợ, hỏi, không phải, không phải ban nấy anh còn bảo, thần tiên cũng không cứu được à? Đúng thế, thần tiên cũng không cứu được, giọng nói Diệp Lâm chắc nịch. Nhưng tôi không bảo tôi không cứu được. Bởi vì, tôi là ngoại lệ. Lời của Diệp Lâm như thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong lòng mọi người nhà họ Triệu. Thật sự, còn có thể cứu được sao? Cậu không nói đùa đấy chứ? Mọi người vừa khiếp sợ, lại vừa không dám tin. Triệu Uyển Đình vui mừng hòa khóc, tôi biết mà, nhất định ngài Diệp đây sẽ có cách. Chỉ cần anh có thể cứu được ông nội của tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Triệu Uyển Đình là đứa cháu gái mà ông cụ Triệu yêu thương nhân,
ông cháu hai người tình cảm sâu nặng, vì cứu ông nội, cô ấy nguyện trả bất cứ cái giá nào. Nhóc con à, nếu như cậu thật sự có thể cứu cha tôi, vậy thì nhà họ Triệu chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Cha của Triệu Uyển Đình là Triệu Bình Minh cũng nghiêm túc nói. Hừ, nhưng nếu mày dám đùa bỡn bọn tao, nhà họ Triệu bọn tao nhất định không bỏ qua cho mày. Tới lúc này Triệu Thiên Thông vẫn cảm thấy không thể tin được. Mà lúc này Lưu Thần Y Lưu Văn Cảnh cũng khôi phục lại tinh thần từ sự cố ban nấy. Ông ta cũng không cho là bản thân đã làm sai, dù sao trị bệnh cứu người có ai dám đảm bảo có thể thành công 100% chứ. Ngay cả bệnh viện làm phẫu thuật còn phải cho người nhà ký một tờ giấy đảm bảo trước đấy. Nhưng ông ta lại thấy Diệp Lâm vốn nên rời đi lại quay lại, hơn nữa còn tuyên bố có thể cứu được người chết. Chuyện này khiến Lưu Văn Cản không bình tĩnh nổi. Người chết sao có thể sống lại? Cho dù già tôi trị liệu không có hiệu quả, nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là cậu có thể thay chuyển thế cục. Huống hồ thứ anh phải đối mặt hiện tại chính là một thi thể vừa mới chết. Thật sự cho rằng bản thân mình là thần tiên sao? Đúng thế, Hoa Quốc Đống nhìn về phía di thể của ông cụ Triệu, gương mặt ông ấy trắng bệch, cả người không còn khí huyết. Anh Hùng à, hay là anh kiểm tra trước xem có cứu được không rồi hãng nói tiếp, nếu không lát nữa anh mà không cứu được lại bị người ta hiểu lầm đấy. Dù sao giữa Diệp Lâm và nhà họ Triệu cũng có hiểu lầm sẵn, lỡ như khiến nhà họ Triệu có hy vọng sau đó lại khiến bọn họ tuyệt vọng, vậy thì càng không thể nói rõ ràng được. Không sao, Triệu Uyển Đình vội nói, chỉ cần anh dùng hết năng lực là được, lần này nhà họ Triệu bọn tôi sẽ không trách anh. Đúng thế, đám người nhà họ Triệu vội vàng gật đầu, sau khi mọi người bình tĩnh lại thì lý trí bắt đầu hoạt động, dù sao. Bọn họ cũng là người của gia tộc lớn, cũng không phải là loại người không nói lý lẽ. Tuy chịu đựng nhiều điều tiếng, nhưng Diệp Lâm vẫn cười cho qua chuyện. Tất cả tránh ra đi, tôi phải bắt đầu cứu người. Anh vừa dứt lời. Đám người nhà họ Triệu vây quanh giường bệnh tự giác lùi qua một bên. Nhóc con, cậu có cần công cụ hay thiết bị gì không? Thấy hai tay Diệp Lâm trống trơn, viện trưởng Trần ở một bên tỏ vẻ có thể trợ giúp. Không cần mấy thứ đó, Diệp Lâm bình tĩnh đi tới trước. Giường bệnh, đừng làm phiền tôi là được. Hừ, thùng rỗng kêu to. Lưu Văn Cảnh vẫn không phục, ông ta khoanh tay nhìn, tôi cũng muốn xem, cậu định cứu người đã chết như thế nào. Viện trưởng Trần cũng cảm thấy hoang mang, nếu như tay không mà có thể cứu người, vậy thì đúng là kỳ tích của y học. Diệp Lâm nhìn thoáng qua ông cụ Triệu nằm trên giường bệnh, cả người ông ấy như mới vớt từ trong mỏ than ra, mặt không có chút máu nào, tử trạng cực kỳ thê thảm. Đây đúng là trạng thái sau khi tà khí bị kích phát, hậu quả để lại chính là lập tức mất mạng. Đúng là ra tay độc ác. Tuy Diệp Lâm là đồ đệ của thánh y sát nhân, nhưng anh cũng cảm thấy cho dù sư phụ mình có đứng ở đây cũng sẽ lắc đầu. Diệp Lâm chợt vươn một ngón tay ra. Trên đầu ngón tay ngưng tụ một sợi chân khí màu trắng như ngọn lửa, không ngừng uốn éo trên đầu ngón tay anh. Lấy khí ngự châm. Lưu Văn Cảnh thấy hình ảnh này lập tức kinh ngạc há hốc miệng, biểu cảm trên mặt giống như đang nhìn thấy quỷ. Lưu Thần Y, cái gì gọi là lấy khí ngự châm? Viện trưởng Trần ở một bên nhỏ giọng hỏi. Hỏi đi hỏi lại vài lần mới kéo Lưu Văn Cảnh từ trong nỗi khiếp sợ trở về hiện thực. Lưu Văn Cảnh lấy ngân châm của mình ra, thực hiện biện pháp lấy châm ngự khí. Cách làm của tôi chính là lấy châm ngự khí, ngưng tụ chân khí ở trên mũi châm. Chân khí của tôi không thể phóng xuất ra bên ngoài, nhất định phải có ngân châm làm vật dẫn. Đây cũng là phương pháp châm cứu mà hầu hết các trung y đều biết. Vừa nói Lưu Văn Cảnh vừa chỉ về phía Diệp Lâm. Run rẩy nói, ông nhìn cậu ta mà xem L. Cậu ta không hề mượn ngoại vật gì cả nhưng vẫn có thể ngưng tụ chân khí ở đầu ngón tay, đó gọi là lấy khí ngự châm. Khó trách cậu ta dám bảo có thể trị bệnh cứu người. Chỉ mình chiêu thức lấy khí ngự châm ấy, số người có thể làm được ở đại hạ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe Lưu Thần Y giải thích xong, viện trưởng Trần cũng kinh ngạc há hốc mồm. Lợi hại như vậy sao? Nói vậy có nghĩa là... Thiếu niên trẻ tuổi kia, thật sự là đồ đệ của thánh y sát nhân. Gương mặt Lưu Văn Cảnh nặng nề gật đầu. Lúc trước ông ta cũng không tin, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Lâm thi triển châm pháp ấy thì không thể không tin. Nếu như cậu ta thật sự là truyền nhân của thánh y sát nhân, vậy thì đúng là có thể cứu người chết thành người sống. Ông Triệu được cứu rồi. Khoảng chừng 15 phút sau, chân khí của Diệp Lâm đã ngưng tụ xong. Bởi vì anh đang chữa bệnh cho người chết cho nên không thể không tốn thời gian chuẩn bị. Tiếp đó Diệp Phong điểm nhẹ vào vài huyệt trên ngực ông cụ Triệu,
mỗi một đạo chân khí được rót vào trong thân thể là mỗi một ít tà khí được đánh tan. Nhìn về phía gương mặt của ông cụ Triệu chỉ thấy khí sắc trên gương mặt ấy đang khôi phục lại bình thường bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khí sắc trên mặt ông cụ đang khôi phục lại rồi. Đám người nhà họ Triệu nhìn thấy cảnh này kích động tới mức nín thở, thấp giọng không dám kêu thành tiếng. Chỉ trong chốc lát, Diệp Lâm đã ấn xong 9 châm, hoàn toàn tiêu trừ tà khí đang ăn mòn trong cơ thể ông cụ. Cuối cùng, Diệp Lâm dùng đầu ngón tay ấn vào ấn đường của ông cụ, chân khí chảy tới toàn bộ ngóc ngách trong cơ thể. Mà cơ thể như được bật lại công tắc hoạt động, khôi phục hô hấp, khôi phục mạch đập, máu lưu thông. Ông cụ Triệu hít mạnh một hơi, thân thể ông ấy giống như con cá chép, khẽ giật giật vài cái. Tiếp đó, hai mắt mở to. Đói quá. Câu đầu tiên sau khi ông cụ Triệu tỉnh dậy chính là kêu đói, muốn ăn thứ gì đấy. Dù sao thân thể cũng bị tà khí ăn mòn, sau lại được chân khí thanh tẩy, thân thể vốn gầy yếu cho nên không chịu được dày vò như thế. Bệnh nặng mới khỏi là lúc thân thể suy yếu nhất, việc cần thiết chính là ăn thứ gì đó để bổ sung thể lực. Cha, nhưng đáp lại lời của ông cụ là một đám con cháu nhà họ Triệu vui tới phát khóc, cả đám chạy tới giường bệnh hỏi thăm ông. Nhìn bộ dạng kỳ lạ của bọn họ, ông cụ Triệu ngây ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ký ức của ông ấy dừng lại ở hình ảnh Lưu Văn Cảnh vì mình ấn châm thứ ba. Ông cũng không biết chuyện mình vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng. Thậm chí ông còn tưởng rằng bản thân mới được Lưu Thần y cứu. Ông cụ thật sự sống lại rồi. Cha, cha dọa chết bọn con rồi. Ông nội, cháu còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa đấy. Đám con cháu tụ tập ở trước giường bệnh mồm năm miệng mười trần thuật lại chuyện vừa xảy ra. Tuy rằng thời gian chỉ vài phút ngắn ngủn thế nhưng ông cụ Triệu nghe xong cũng không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Miệng ông khế lẩm bẩm, thế mà mình lại chết một lần rồi. Sao mình không nhớ gì thế này? Đúng thế, cha à. Triệu Bình Minh kích động chỉ vào Diệp Lâm, nếu không phải cậu nhóc này ra tay, chỉ sợ cha thật sự phải rời xa bọn con rồi. Lúc trước chúng ta tránh oan người ta rồi. Nghe vậy, ông cụ Triệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Lại kèm theo chút xấu hổ. Nhóc con à, xin lỗi cậu nhé. Là già này hồ đồ rồi, tối hôm qua lại trách lầm cậu. Ông cụ vừa tỏ thái độ, con trưởng Triệu Thiên Thông cũng đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Lâm, cúi người nói, cảm ơn cậu đã cứu cha của tôi. Sau đó lại cúi đầu thêm một cái, ban nãy đã xúc phạm cậu, mong cậu thứ lỗi. Nhìn thấy Triệu Thiên Thông chủ động khom lưng xin lỗi với Diệp Lâm, đám người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm. Phải biết Triệu Thiên Thông chính là con trai trưởng, lại là người nối nghiệp do ông cụ Triệu đích thân chỉ định, là người cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ chưa từng thấy ông ta cúi đầu nhận lỗi với người nào cả. Hình ảnh hiếm có này khiến đám người khiếp sợ không thôi. Ngài Diệp, thật sự cảm ơn anh. Triệu Huyền Đình kích động ôm chặt Diệp Lâm, thậm chí còn xúc động hôn lên má Diệp Lâm một cái, thể hiện lòng biết ơn và sự vui mừng của mình. Thế nhưng vừa hôn xong Triệu Uyển Đình lại phát hiện hành vi của mình quá mức đường đột cho nên gương mặt nhỏ. Nhăn đỏ bừng, cô ấy lùi qua một bên, không dám nhìn thẳng Diệp Lâm. Anh hùng quá lợi hại rồi, Hoa Quốc Đống khiếp sợ há hốc mồm, không chỉ đánh nhau giỏi, mà y thuật cũng giỏi như vậy. Thế mà nhà họ Diệp lại đồng ý trục xuất một nhân tài như vậy ra khỏi gia tộc. Đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Viện trưởng Trần ở một bên mới hồi phục tỉnh thần từ trong nỗi khiếp sợ cũng không nhịn được dùng sức véo mình một cái mới dám khẳng định bản thân không nằm mơ. Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích trong giới y học. Hơn nửa đời người chú tâm vào y học, viện trưởng Trần cảm giác hôm nay bản thân mới thực sự bước chân vào lĩnh vực y học, còn những thứ trước kia học cũng chỉ là vài ba thứ râu ria bên ngoài mà thôi. Đúng lúc này, Lưu Thần Y Lưu Văn Cảnh từ xa bước vội tới trước mặt Diệp Lâm. Thịch một tiếng, quỳ xuống. Ngay cả Diệp Lâm cũng bị hành động này dọa cho giật. Mình không cây ết về phía sau một bước, anh thầm nghĩ, cho dù là xin lỗi thì cũng không cần phải làm đại lễ như thế chứ. Thánh y, Lưu Văn Cảnh ôm chặt đùi Diệp Lâm, năn nỉ nói, cầu xin cậu nhận tôi làm đồ đệ đi. Sau khi nhận thức được y thuật siêu phàm của Diệp Lâm, sao Lưu Văn Cảnh có thể bỏ qua cơ hội này chứ, gì thì gì cũng. Phải bái anh làm sư phụ mới được. Cho dù chỉ học được vài thứ linh tinh từ chỗ Diệp Lâm cũng khiến ông ta thỏa mãn rồi. Tôi không nhận đồ đệ. Diệp Lâm bất đắc dĩ lùi về phía sau một bước. Như vậy sao được, Lưu Văn Cảnh quỳ lết theo, ban nãy chúng ta đã đánh cược rồi, nếu tôi không trị khỏi bệnh cho ông cụ Triệu thì sẽ bái cậu làm sư phụ. Tôi nhận thua. Bái kiến sư phụ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa nói Lưu Văn Cảnh vừa dập đầu với Diệp Lâm. Lúc này Lưu Văn Cảnh rất giống cao da chó, quấn lấy Diệp Lâm khiến anh muốn bỏ cũng không xong. Diệp Lâm chỉ có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng tuyệt đối không nhận đồ đệ. Vào lúc mọi người đang lên tiếng chúc mừng thì Diệp Lâm lại mở miệng nói, các người đừng vui mừng quá sớm, tuy rằng đã cứu được người, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi, cái gì? Anh vừa dứt lời, xung quanh lại hoàn toàn tĩnh lặng. Lời của Diệp Lâm không khác gì một chậu nước lạnh đột nhiên hắt vào trên người đám người nhà họ Triệu, khiến lòng bọn họ lạnh ngắt. Diệp Thần Y, lời ngày của cậu có ý gì? Triệu Bình Minh sửa lại xưng hô đối với Diệp Lâm. Ý trên mặt chữ, Diệp Lâm nói, thật ra dương thọ của ông cụ Triệu đã hết, tôi có dùng hết khả năng cũng chỉ kéo lại được chút hơi tàn mà thôi. Nhưng chút hơi tàn này không được lâu, nhiều nhất là một tháng. Một tháng. Đám người nhà họ Triệu nghe vậy thì không khỏi ơ một tiếng, không thể chấp nhận được. Ý cậu là, tôi chỉ sống được, một tháng nữa mà thôi. Ông cụ Triệu không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc. Đúng thế, Diệp Lâm gật đầu, nhiều nhất là một tháng. Sau một lúc im lặng, đám người nhà họ Triệu buồn bã không thôi, bọn họ không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Nhưng ông cụ Triệu lại thản nhiên đối mặt với cái chết. Ha ha, ông cụ Triệu cười nhạt, có lẽ đấy chính là số của tôi. Có thể biết được thời gian chết cụ thể của mình cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ có điều, giọng nói ông cụ Triệu thay đổi, sắc mặt cũng thay đổi theo, ông ấy nói, trước khi chết tôi muốn làm rõ một chuyện. Đó chính là rốt cuộc là kẻ nào đang muốn hại tôi. Thân thể của tôi vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể nói bệnh là bệnh được. Đối với vấn đề này, ông cụ Triệu nghĩ mãi cũng không hiểu. Nếu như thật sự có kẻ nào đang hại mình, vậy thì trước khi mình chết cũng phải bắt được kẻ đó mới có thể nhắm mắt xuôi tay được. AI lúc này Triệu Uyển Đình như nghĩ tới chuyện gì đó, cô kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về phía bức tượng Phật bằng ngọc kia. Quả thật là bản thân mình hại ông nội. Mà Diệp Lâm lại nở nụ cười thần bí nói, không cần lo lắng chuyện này. Bởi vì, kẻ ra tay, sẽ nhanh chóng tìm tới cửa mà thôi. Tự tìm tới cửa, câu này có ý gì? Mọi người không hiểu, cũng không thể hiểu được những lời mà Diệp Lâm nói. Diệp Lâm cầm bức tượng Phật băng ngọc kia lên. Ngài Diệp, Triệu Huyền Đình cực kỳ lo lắng, chẳng lẽ thật sự là do bức tượng Phật băng ngọc này hại ông nội của tôi ơ? Cô cũng đừng tự trách nữa, Diệp Lâm nhẹ nhàng an ủi, chuyện này không phải do cô. Sau đó Diệp Lâm nói chuyện bên trong bức tượng Phật bằng ngọc có tà khí cho mọi người nghe. Nếu như anh nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ 5 anh nhắc tới chuyện này rồi. Tiếc là dù anh có nói tới chất cả môi, nói đi nói lại cũng không có ai tin. Nếu như tôi đoán không sai thì có lẽ người nọ là một tà thuật sư. Người nọ chuyên sưu tầm ngọc cổ sau đó truyền một tia tà khí vào trong ngọc, đợi tới sau khi kẻ có tiền mua được thì thân thể nhất định sẽ bị tà khí ăn mòn, không có thuốc nào chữa được. Đến lúc đó, hắn ta sẽ lấy hình tượng cao nhân xuất hiện, loại trừ tà khí, cứu người nguy kịch, từ đó kiếm được một số tiền lớn hoặc là một mối quan hệ. Mọi người ở trong phòng nghe xong không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Viện trưởng Trần kinh sợ nói, người hại người lại chính là người cứu người ư. Đúng là quá sức tưởng tượng, không ngờ trên đời lại có loại người độc ác như thế. Diệp Lâm nói, đương nhiên mục đích của đối phương nếu không phải vì danh thì cũng sẽ vì lợi. Cũng không phải là thật sự muốn hại chết người ta. Chẳng qua không may hôm nay lại gặp được Lưu Thần Y y học không tỉnh thông, coi tà khí là hàn khí để trị liệu, hoàn toàn kích phát tà khí, chỉ tới mức không thể cứu vãn nổi. Anh vừa dứt lời, Lưu Văn Cảnh lại tiếp tục trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mọi người nhà họ Triệu tức giận trừng mắt nhìn, Lưu Văn Cảnh xấu hổ cúi đầu. Cũng không thể trách Lưu Thần Y, ông cụ Triệu lại rất hiểu lý lẽ. Ban nấy là tôi đồng ý cho Lưu Thần Y ấn châm thứ ba, cho nên không thể trách ông ấy. 2. Sống chết có số, tạo hóa trêu người 2. Vào thời điểm không hiểu rõ mọi chuyện như thế, cho dù chuyện như thế có xảy ra thêm lần nữa, ông cụ Triệu cảm thấy bản thân vẫn sẽ chọn tin tưởng Lưu Thần Y mà không phải là in cậu thiếu niên tên Diệp Lâm này. Cũng đúng, sau khi kẻ đó nhận được tin tức ông nội tôi nằm viện chắc chắn sẽ tìm tới giả danh lừa bịp. Triệu Huyền Đình nhíu mày nói. Không sai, Diệp Lâm gật đầu, nếu như tôi là hẳn, vậy thì đề phòng xảy ra sai sót, tôi sẽ tới càng nhanh càng tốt, có lẽ là hôm nay sẽ đến luôn. Hừ, chỉ cần hôm nay hắn dám đến, tôi sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Triệu Thiên Thông tức giận siết chặt tay nói. Sau khi biết rõ ràng mọi chuyện,
ông cụ Triệu cũng buông xuôi mọi chuyện, ông quyết định trong một tháng cuối đời này sẽ ở bên cạnh đám cháu chắt, hưởng thụ chút tình thân ấm áp cuối cùng. Diệp Thần Y ông cụ Triệu chắp tay nói, cũng là do cậu ra tay cho nên tôi mới có thể sống thêm được một tháng. Ơn cứu mạng, không thể nói lời cảm ơn xuông. Nhà họ Triệu chúng tôi nợ cậu một ân tình lớn, nếu như cậu có yêu cầu gì cứ việc mở miệng. Thứ Diệp Lâm chờ chính là những lời này. Quả thật gần đây tôi có chuyện muốn nhờ ông Triệu giúp đỡ. Ồ, ông cụ Triệu lập tức nói, mời nói, chỉ cần là việc nhà họ Triệu chúng tôi có thể giúp, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Tôi nghe nói ông Triệu đây từng làm bộ trưởng Bộ Tài chính, tuy rằng bây giờ đã lui về ở ẩn thế nhưng vẫn có uy vọng trong bộ. Cho nên tôi mong ông Triệu có thể giúp tôi đánh tiếng tới Bộ Tài chính, tra xem tập đoàn Diệp thị có vấn đề gì về thuế không. Nếu như có thể tra được vậy thì nhất định phải nghiêm trị không thai. Anh vừa nói xong mọi người nhà họ Triệu đã giật mình. Bọn họ cũng không rõ, cũng cực kỳ ngạc nhiên, Diệp Lâm vốn là người của nhà họ Diệp, tại sao phải đi sao kê thuế của tập đoàn nhà mình. Vì nước quên nhà. Mà người biết Diệp Lâm bị trục xuất ra khỏi nhà họ Diệp lại cảm thấy Diệp Lâm đang trả thù nhà họ Diệp, muốn tiêu trừ ấm ức trong lòng. Thế nhưng Triệu Uyển Đình nhanh chóng phản ứng lại, ngài Diệp, anh muốn dùng cách này quậy tung nhà họ Diệp. Lên, sau đó nhân cơ hội này để đoạt lại. Không sai, Diệp Lâm kiên định nói, tuy rằng tôi bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng những thứ thuộc về tôi nhất định sẽ lấy về toàn bội. Nhưng loại quái vật khổng lồ giống nhà họ Diệp này, người ngoài muốn chen vào rất khó. Chỉ khi bên trong xuất hiện vấn đề, ví dụ như việc bị tra thuế khiến công ty rung chuyển thì Diệp Lâm mới có cơ hội. Triệu Uyển Đình nhìn Diệp Lâm bằng ánh mắt hoảng sợ, cô ấy không nghĩ tới Diệp Lâm lại có mưu đồ lớn như vậy, thế mà lại muốn đoạt quyền nhà họ Diệp. Chuyện này vẫn phải nhờ ông Triệu ra tay giúp đỡ mới xong. Diệp Lâm lại nói, hô, ông cụ Triệu chậm rãi khôi phục tinh thần. Ông ấy cảm thấy chuyện này có hơi khó giải quyết. Hiện tại nhà họ Diệp cũng đã đứng trong top 10 đại gia tộc lớn nhất, ngay cả nhà họ Triệu cũng có không ít hợp đồng làm ăn với nhà họ Diệp, bây giờ trở mặt làm địch liệu có phải là quyết định sáng suốt hay không? Hơn nữa, bản thân mình đã rời khỏi quan trường nhiều năm, bây giờ muốn lợi dụng lại nhân mạch và quan hệ chỉ sợ cũng không dễ như vậy, dùng lần nào thì ít đi lần đó. Tuy rằng Diệp Lâm đã cứu mình một mạng, nhưng muốn bản thân mình phản bội nhà họ Diệp, lại còn phải sử dụng nhân mạch quý giá của mình. Vì tất cả những thứ này vì Diệp Lâm, liệu có đáng hay không? Bởi vì chuyện này dính dáng tới rất nhiều vấn đề, ông cụ Triệu thân là gia chủ không thể không đắn đo. Ông cụ Triệu cũng không cần đắn đo nhiều, ông cứ từ từ suy xét cũng được. Diệp Lâm nói tời từ biệt. Được ông cụ Triệu vội vàng nói với cháu gái, Uyển Đình, cháu tiễn Diệp Thần Y giúp ông. Sau khi anh rời khỏi phòng bệnh, Hoa Quốc Đống, Triệu Uyển Đình và Lưu Thần Y Lưu Văn Cảnh cũng đi theo. Ngài Diệp, Triệu Uyển Đình không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ông nội của tôi thật sự chỉ sống được một tháng nữa à? Không còn cách nào nữa ư? Không có, Diệp Lâm nhẹ nhàng lách đầu, không muốn nhắc tới chút hy vọng xa vời kia. Không, anh lừa tôi, Triệu Uyển Đình lại nói, ánh mắt của anh có một chút do dự. Có phải anh có chuyện giấu chúng tôi hay không? Có phải ông nội tôi còn cứu được đúng không? Cầu xin anh đấy, nói cho tôi biết đi. Thấy thế Hoa Quốc Đống cũng lên tiếng phụ họa, anh Hùng à, anh lợi hại như thế, chắc chắn là có cách khác đúng không? Đúng thế, sư phụ, Lưu Văn Cảnh cũng nói, sư phụ chính là truyền nhân của Thánh Y Sát Nhân Mài. Đối mặt với mọi người cầu xin, Diệp Lâm chỉ đành nói, không sai, vẫn còn một cách, chỉ có điều. Cách đó gần như không thể làm. Vừa nói Diệp Lâm vừa đi quầy phục vụ, viết một đơn thuốc ra. Nếu như cô có thể tìm được đủ mọi dược liệu ở trên đơn thuốc, tôi có thể giúp ông nội cô kéo dài tuổi thọ thêm một năm. Thật sự có thể kéo dài tuổi thọ thêm một năm ư? Lưu Văn Cảnh thấy thế vội vàng ghé mặt vào quan sát đơn thuốc kia. Sau khi nhìn thấy các dược liệu trên đơn thuốc kia hầu hết đều là thứ trên trăm năm, ông ấy kinh ngạc há hốc miệng. Khó trách sư phụ bảo không thể nào, chỉ riêng việc lấy đủ dược liệu có trên đơn thuốc đã là chuyện không hề dễ dàng, chứ đừng nói đến còn phải luyện chế nó. Triệu Uyển Đình cầm đơn thuốc, trái tim như rơi xuống vực, thẳm. Nhân sâm 50 năm tuổi, long tiên hương 80 năm tuổi, đông trùng hạ thảo 150 năm tuổi. Ngoại trừ một số dược liệu mà cô ấy thường ấy thì còn một số loại dược liệu cô chưa từng nhìn thấy. Ví dụ một gốc cây linh chỉ 200 năm tuổi. Mấy thứ này này cô đi đâu mà tìm bây giờ? Thậm chí có bỏ tiền cũng không mua được.
có thể hạ thấp yêu cầu được không Triệu Uyển Đình vô cùng khó xử, dược liệu này muốn tìm cũng không khó, chủ yếu là năm tuổi. Điều quan trọng nằm ở số 5 tuổi, Diệp Lâm nói, thiếu một ngày không được, nhiều một ngày cũng không được. Vậy không phải là còn khó hơn ư, Lưu Văn Cảnh giật mình nói. Cho nên ban nãy tôi mới bảo cho dù có cách nhưng cũng không thể nào làm được, Diệp Lâm đáp. Một tháng phải gom được hết dược liệu này. Đúng là khó như lên trời. Một lúc lâu sau Triệu Uyển Đình mới tỉnh táo lại, cô cẩn thận nhét đơn thuốc kia vào túi. Có cách còn tốt hơn là không có cách nào. Tôi sẽ nhanh chóng phái người đi tìm những dược liệu đó. Triệu Uyển Đình nghiêm mặt nói, nếu như có thể tìm đủ, vậy thì làm phiền ngài Diệp tới đây luyện chế chúng. Cũng được, sau khi để lại đơn thuốc, Diệp Lâm xoay người rời đi. Trong phòng bệnh lúc này, sau khi ông cụ Triệu ăn vài thứ đơn giản đã có thể xuống giường đi bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất viện được. Cha, cha thật sự vì thằng nhóc kia mà vận dụng nhân mạch trong bộ ư? Triệu Thiên Thông tò mò hỏi. Ông cụ Triệu trầm mặc không nói, cũng bắt đầu ung dung đi đi lại lại trong phòng bệnh. Mọi người im lặng nhìn, bọn họ đều hiểu đây là lúc ông cụ đang tự hỏi bản thân. Lát sau ông cụ Triệu thở dài, chuyện khó nhất trên đời này đó chính là nợ người khác. Chút nhân mạch mình tích góp được lúc đang còn làm trong bộ, dùng lần nào thì ít đi lần đó. Nhưng nhóc Diệp Thần Y kia đã cứu mình một mạng, người ta đã mở miệng thì không thể không giúp. Điều ông cụ Triệu suy nghĩ bây giờ đó chính là làm sao để chuyện này ít ảnh hưởng tới nhà họ Triệu nhất. Tuy rằng nói như thế, nhưng thằng nhóc kia cũng không chữa khỏi hoàn toàn cho cha mà Triệu Thiên Thông lại nói, theo như lời cậu ta nói thì cha chỉ còn sống được một tháng nữa thôi. Theo con thì cho cậu ta chút tiền là được, sao phải vận dụng quan hệ giúp cậu ta làm gì, như thế cũng không tính là vong ân. Triệu Thiên Thông vừa nói xong đã được đám người nhà họ Triệu đồng tình. Lời của ông chủ cực kỳ đúng. Theo tôi đưa tiền là được rồi. Vì mình cậu ta mà đắc tội với toàn bộ nhà họ Diệp, không đáng chút nào. Đúng thế, cho dù y thuật của thằng nhóc kia rất giỏi nhưng dù gì nó cũng là đồ đệ của thánh y sát nhân, loại người này không nên đi lại nhiều. Nhìn thấy đa số người ở đây đều có ý qua cầu rút ván, Triệu Bình Minh không nghe nổi nữa đưa ra ý kiến phản đối. Các người không được làm như thế. Nói thế nào thì thần y người ta cũng đã cứu sống cha tôi. Nếu như không có thần y thì hôm nay ông cụ đã chết rồi. Các người còn chê sống được một tháng là ít. Tôi cho, các người 100 triệu, liệu các người có thể khiến tôi sống lâu hơn một ngày không? Triệu Thiên Thông nói, em trai à, sao em có thể bênh vực? Người ngoài thế được, sao em lại nói chuyện thay thằng nhóc kia thế? Chúng ta làm việc phải suy xét trên phương diện lợi ích của gia tộc. Thằng nhóc họ Diệp kia chỉ là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Vì mình nó mà đắc tội với toàn bộ nhà họ Diệp ư. Nếu như cha chúng ta thật sự sử dụng nhân mạch trong bộ để tra xét tập đoàn nhà họ Diệp vậy có khác gì tuyên chiến với nhà họ Diệp đâu. Triệu Bình Minh nghiêm mặt nói, mạng người lớn hơn trời. Em chỉ biết cậu ấy cứu cha của chúng ta, mà nhà họ Triệu chúng ta nợ người ta một ân tình lớn. Ha ha, mạng người một tháng thì sao gọi là ân tình lớn. Triệu Thiên Thông khinh thường nói. Trừ khi cậu ta có thể khiếp cha mình sống lâu hơn 1-2 năm thì còn có lý. Nhìn thấy anh em hai người vì chuyện này mà cãi nhau, mọi người xung quanh vội vàng khuyên can. Nhưng nói đi nói lại vẫn đứng ở phía anh cả Triệu Thiên Thông kia, liên tục chửi bới Diệp Lâm. Không phải kẻ đứng phía sau hãm hại ông cụ vẫn còn chưa xuất hiện à? Không phải thằng nhóc kia nói trong vòng 3 ngày kẻ đứng sau sẽ chủ động xuất hiện sao, nếu như thật sự như vậy? Theo tôi có khi kẻ đứng sau chính là thằng nhóc kia ấy, kẻ hại người cũng chính là kẻ cứu người. Không phải nó chính là kẻ cứu người hay sao? Đột nhiên có người nhắc tới vấn đề này, giống như đổ mọi tội lỗi lên người Diệp Lâm. Mấy người, Triệu Bình Minh giận dữ, đúng là lời oán báo ơn. Triệu Thiên Thông bỗng nhiên cười nói, em trai, em cứ liên tục bao che cho thằng nhóc kia như thế không phải là muốn nhận thằng nhóc đó làm con rể đó chứ? Anh thấy con bé Uyển Đình kia khá thân với thằng nhóc đó đấy. Nhưng mà anh khuyên em đừng có suy nghĩ thiển cận như vậy. Nó là đứa con trai bị nhà họ bỏ rơi, lại còn ngồi tù mấy năm. Uyển Đình xinh đẹp như thế, cũng không phải là không gả cho ai được, sao phải tìm một kẻ như vậy, nhắc đến đúng là khiến người ta mất mặt. Anh lại mê sảng cái gì đấy? Triệu Bình Minh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Đủ rồi. Ông cụ Triệu đột nhiên mở miệng cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người. Tôi còn chưa chết, không cần các anh các chị thay tôi làm chủi. Đám người câm như hến. Lúc này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra,
Triệu Uyển Đình vui mừng phấn khởi cầm đơn thuốc kia chở. Ông nội, ông được cứu rồi. Lúc Diệp Thần Y gần đi có để lại đơn thuốc này, anh ấy nói chỉ cần gom được đủ dược liệu ở trong đơn thuốc là có thể giúp ông sống được thêm một năm. Cái gì? Cô ấy vừa nói xong đã khiến đám người ở đây kinh hãi không thôi. Nếu như đơn thuốc này lấy được từ chỗ người khác thì mọi người sẽ không để ý. Thế nhưng nghĩ tới việc Diệp Lâm là đồ đệ của Thánh Y sát nhân, ban nấy lại còn cứu sống được. Ông cụ Triệu, đơn thuốc anh viết ra, có lẽ thật sự có thể. Sao ban nãy thằng nhóc ấy không nói? Triệu Thiên Thông có cảm giác như bị người đánh mặt. Dù sao ban nấy ông ta còn oán giận việc sống được một tháng quá ít, ít nhất cũng phải sống được một hai năm. Thế mà anh lại nhanh chóng đưa ra một đơn thuốc có thể kéo dài thọ mệnh được thêm một năm. Bởi vì đơn thuốc này không dễ điều chế, việc tìm dược liệu cũng rất khó khăn. Triệu Uyển Đình giải thích. Nhưng đối với tin tức này, ông cụ Triệu lại cực kỳ lạc quan. Mau, đưa đơn thuốc này xuống, cho dù dùng bất cứ giá nào, dùng bao nhiêu tiền cũng phải mua được dược liệu trên đơn thuốc về. Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại được mở ra. Viện trưởng Trần mới đi đã vội vã trở về. Ông cụ Triệu, có chuyện lớn rồi. Nghe vậy ông cụ Triệu khó hiểu quay đầu lại nhìn. Có chuyện gì? Triệu Thiên Thông hỏi. Bên ngoài có một tăng nhân ăn mặc lôi thôi, chỉ đích danh muốn gặp ngài. Viện trưởng Trần nói, ông ta nói. Ông A có thể trị khỏi bệnh cho ông cụ Triệu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Triệu đều kinh ngạc. Không ngờ lời nói của Diệp Lâm lại thành hiện thực nhanh như vậy. Kẻ chủ mưu đằng sau thực sự đã chủ động tìm đến cửa. Xem ra, Diệp Thần Y nói quả không siêu. Viện trưởng Trần cũng hưng phấn nói, ngài Triệu, tin tức về việc chữa khỏi bệnh của ngài vẫn chưa lan truyền, cho nên kẻ chủ mưu đằng sau cũng không biết chuyện này nên đã chủ động tới tận cửa ra tay. Cha, hiện tại nên làm gì? Triệu Thiên Thông hỏi. Thiên Thông, lập tức dẫn người đi bắt hắn ta, đừng để hắn A trốn thoát. Sắc mặt ông cụ Triệu dần tối sầm lại. Vì có người làm hại mà mình suýt chút nữa mất mạng. Nếu đã chủ động đến tận cửa nhà sao có thể buông tha cho hắn ta chứ? Vâng, Triệu Thiên Thông nhanh chóng đứng dậy, dẫn theo mấy người lao ra ngoài. Bệnh viện chúng tôi cũng sẽ toàn lực hợp tác. Viện trưởng Trần cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị điều động bảo vệ tới hỗ trợ. Triệu Thiên Thông không khỏi tán thưởng nói, nhóc thần y không chỉ có y thuật xuất sắc, còn có thể đoán trước chuyện như thần, lại còn dự đoán chính xác tất cả. Thật lợi hại. Đúng, ông cụ Triệu gật đầu, lại nhìn thoáng qua đơn thuốc, cuối cùng quyết định, Bình Minh, con thay cha liên lạc với thứ trưởng viên, để tối nay cậu ta đến gặp cha. Thấy cha mình muốn triệu tập cấp dưới cũ của ông ấy. Hơn nữa vị thứ trưởng viên này chính là người được cha mình tự tay đề bạt. Triệu Bình Minh hiểu rõ ý của cha mình ngay, lập tức đi làm. Lúc này, ông cụ Triệu cuối cùng cũng hoàn toàn hạ quyết tâm đứng về phía Diệp Lâm, sẽ vận dụng quan hệ của mình. Cùng mạng lưới quan hệ để điều tra nhà họ Diệp. Đến lúc đó, dù không thể nào lay chuyển được căn cơ của nhà họ Diệp cũng đủ để làm nhà họ Diệp thương gân động cốt. Còn lại, ông cụ Triệu chỉ cần chờ xem Diệp Lâm biểu diễn. Đừng làm tôi thất vọng, chàng trai trẻ. Ông cụ Triệu chưa bao giờ nhìn lầm người hoặc đặt cược sai. Ông ấy cũng hy vọng rằng trong những năm cuối đời, danh tiếng một đời của mình sẽ không bị hủy hoại bởi chàng trai trẻ này. Ước chừng lại qua thời gian một chén trà nhỏ. Triệu Thiên Thông đắc thẳng trở về nhà, tâm trạng rất vui vẻ. Cha, xem ai đến gặp cha này. Giữa giọng nói trêu đùa, một cô gái anh tư hào khí trong bộ đồ gấm bước vào, còn mang theo một giỏ trái cây. Yểu Kim, ông cụ Triệu nhìn thấy cô gái kia lập tức đứng lên chào đón. Người tới không ai khác mà chính là Kim Lũ Y. Vụ tai nạn ô tô năm đó đã gây ra sự chú ý không nhỏ. Tuy rằng Kim Lũ Y mất mẹ nhưng cũng nhận được sự trợ giúp của không ít người. Trong số đó có ông cụ Triệu tốt bụng. Nếu lúc đó Lý Úc Bạch không nhận cô ta làm con gái nuôi trước thì ông cụ Triệu cũng chuẩn bị đưa Kim Lũ Y tội nghiệp về nhà họ Triệu chăm sóc. Ông nội Triệu, cháu nghe nói ông bị bệnh. Cháu đến thăm ông, Kim Lũ Y bước vào phòng bệnh. Lại còn tiện thể giúp chúng ta bắt được kẻ chủ mưu phía sau màn kia nữa. Triệu Thiên Thông có chút cảm kích nói, may mắn vừa rồi gặp được con bé, không ngờ rằng yêu tăng kia còn có chút năng lực, suýt chút nữa đã để hẳn ta trốn thoát. Thì ra Kim Lũ Y đến thăm ông cụ Triệu, tình cờ gặp Triệu Thiên Thông đang dẫn người truy bắt kẻ đứng sau màn chủ. Động tìm tới cửa kia. Yêu tăng lôi thôi kia dường như cũng có linh cảm không ổn lại có chút thân thủ nên đã thành công đột phá vòng vây. Đáng tiếc,
hắn ta lại xui xẻo đụng phải Kim Lũ Y. Chỉ một chiêu, Kim Lũ Y đã bắt sống hắn ta. Cháu nghe nói kẻ ác kia đã suýt giết chết ông nội Triệu ư. Kim Lũ Y nói chắc nịch, đừng lo lắng, hãy giao người đàn ông đó cho cháu sẽ đưa hắn ta về thẩm vấn. Vậy đành phiền cháu vậy, ông cụ Triệu mỉm cười cảm ơn. Sau khi Kim Lũ Y đặt giỏ trái cây xuống, lại quan tâm hỏi. Ông nội Triệu, bây giờ ông cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói gì? Rốt cuộc là bệnh gì thế? Hiện tại khá hơn nhiều rồi. Ông cụ Triệu mỉm cười, may mắn hôm nay gặp được thần y, nếu không bây giờ cháu cũng không thể gặp được ông nữa. Nghiêm trọng đến vậy sao? Kim Lũ Y không thể tin được. Bởi vì bây giờ ông cụ Triệu trông rất khỏe mạnh, không có chút dáng vẻ bị bệnh nào. Nói ra có thể cháu sẽ không tin, hôm nay ông thật sự đã bước qua quỷ môn quan, chính vị thân y nhỏ kia đã cứu ông về đấy. Những người xung quanh lại mồm năm miệng mười kể lại chuyện ông cụ Triệu từ cõi chết sống lại như thế nào một lượt. Có thần y như vậy sao? Ngay cả người chết cũng có thể cứu sống ư? Kim Lũ Y nghe xong đã rất ngạc nhiên. Đồng thời trong lòng cũng tiếc nuối, đáng tiếc sáng nay cha nuôi của cháu mới rời đi. Nếu không cháu cũng muốn cầu xin vị thần y đó xem bệnh trong người cho cha nuôi. Hàng năm, Lý Úc Bạch không ở trong quân thì cũng chinh chiến ngoài xa trường. Trên người đầy vết thương, hình thành rất nhiều vết thương lâu năm tái đi tái lại. Cũng may là Lý Úc Bạch có ý chí mạnh mẽ hơn người thường. Nếu đổi thành người bình thường chắc đã sớm tê liệt từ lâu. Ồ, Lý Chiến Thần đã đi rồi sao? Ông cụ Triệu rất kinh ngạc, sao lại rời đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ biên phòng xảy ra chuyện gì sao? Không phải vậy, Kim Lũ Y mỉm cười nói, cha nuôi của cháu nói rằng trách nhiệm bảo hộ của ông ấy đã hoàn thành nên ông ấy quay về. Ông ấy vẫn không quen với cuộc sống ở đây, cảm thấy rất nhàm chán. Ông cụ Triệu thở dài, ai, đáng tiếc, ông dự định sau khi xuất viện sẽ uống rượu với Lý Chiến Thần. Chỉ sợ lần chia tay, này sẽ. Nghĩ đến mình chỉ còn sống được một tháng, ông cụ Triệu không khỏi đau lòng. Có thể sẽ không thể gặp lại rất nhiều người bạn cũ nữa. Sau khi ngồi trò chuyện với ông cụ Triệu một lúc, Kim Lũ Y đứng dậy chào tạm biệt. Ông nội Triệu, cháu còn có công vụ phải làm, cháu phải rời đi trước. Hôm nay cao ốc Long Môn không yên ổn, Hắc Long đột nhiên trở lại. Hơn nữa còn mang về không ít người giỏi, nghe nói muốn gặp người nào ở đó. Dù sao, lúc đó náo loạn như vậy, Yến Kinh vệ chúng cháu cũng phải lần lượt chạy tới. Để tránh xảy ra nhiễu loạn gì đó. Hắc Long ư? Ông cụ Triệu nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nghĩ đến cháu gái nhỏ của mình đã bị tên Hắc Long này lừa. Được, cháu mau đi đi. Bên kia, Diệp Lâm lại ngồi trên xe Hoa Quốc Đống đi đến cao ốc Long Môn. Đêm qua, gặp được em gái của Tam Sư Phụ, sắp xếp lại tài sản và mối quan hệ anh ta để lại đã có thể giải quyết được vấn đề tiền. Mà vừa rồi sau khi giúp đỡ ông cụ Triệu, cũng có thể nhờ. Đến sự giúp đỡ của ông cụ Triệu đạt được một phần hỗ trợ về quyền lực nào đó. Bây giờ, Diệp Lâm sẽ đến cao ốc Long Môn để thu thập thế lực của thất sư phụ lúc trước. Một khi Diệp Lâm đồng thời có được tiền, quyền lực và sức ảnh hưởng, Diệp Lâm đã có thể thi triển bản lĩnh, làm được chuyện lớn. Một nhà họ Diệp yếu hèn sớm muộn cũng có thể bị thay thế. Anh Hùng, vừa rồi anh thật quá trâu bò. Hoa Quốc Đống vừa lái xe vừa lải nhải, cua chân múa tay. Tôi đã lớn như này rồi, hôm nay mới được mở rộng tâm mắt. Cứu người chết, lúc về tôi có nói cho cha tôi thì ông ấy cũng nhất định sẽ không tin đâu. Ai, anh Hùng à, từ giờ về sau tôi sẽ đi theo anh lăn lộn. Chứ ở văn phòng chính phủ chán quá. Hoa Quốc Đống phun một đống rằm xong, đột nhiên đổi giọng nói, anh Hùng à, tôi cũng có chuyện muốn nhờ. Nói, Diệp Lâm phục hồi lại tinh thần. Ha ha, Hoa Quốc Đống cười nói. Có thể nhận tôi làm đồ đệ được không? Thật ra, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sau khi nhìn thấy anh một chiêu giết chết người của Hắc Long, tôi đã có ý định bái sư rồi. Nhưng lúc đó chúng ta chưa quen nhau nên không có can đảm để nói. Hôm nay gặp lại, anh Hùng có y thuật kinh người, lại vô cùng kỳ diệu. Tôi đã nhận định là anh rồi, sau này sẽ lăn lộn cùng anh. Nghe vậy, Diệp Lâm không khỏi cười khổ. Anh vừa mới ném đi một lưu văn cảnh dính như cao bôi trên da chó, không ngờ Hoa Quốc Đống đang lái xe này cũng. Có ý nghĩ tương tự. Mình nổi tiếng như vậy sao? Tôi không nhận đồ mình. Diệp Lâm lại lặp lại lập trường của. Vậy để tôi đi theo anh lăn lộn đi Hoa Quốc Đống cầu xin, tôi cũng có thể làm tài xế cho anh. Diệp Lâm lắc đầu nói,
Cậu vẫn nên cố gắng làm việc ở văn phòng chính phủ đi, có lẽ về sau sẽ có ích cho tôi. Dù sao cha của Hoa Quốc Đống là một quận trưởng cấp 4, có quyền lực không nhỏ. Thật sao, Hoa Quốc Đống nghe nói sau này có thể giúp đỡ anh hùng thì thấy đó là một vinh hạnh lớn lao, không khỏi vui mừng ra mặt. Đúng rồi, anh vừa mới nói muốn kiểm tra thuế vụ của nhà họ Diệp, có lẽ cha của tôi có thể giúp được. Khi về tôi sẽ thay anh nói với cha mình một chút, lấy danh nghĩa của tôi báo cáo là được. Trong khi nói chuyện, Hoa Quốc Đống đã lái xe đến khu vực lân cận cao ốc Long Môn. Đây là một khu kinh doanh náo nhiệt phồn hoa, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Tất cả các hộp đêm ở đây đều nằm trong phạm vi thế lực ngầm của Hắc Long. Cao ốc Long Môn này là hang ổ của Hắc Long. Hoa Quốc Đống chậm rãi dừng xe, đương nhiên biết rõ chuyện này như lòng bàn tay. Anh Hùng à, anh vào một mình có ổn không? Có muốn tôi dẫn theo người tới hỗ trợ anh không? Diệp Lâm mỉm cười bước xuống xe, tất nhiên từ chối lòng tốt của Hoa Quốc Đống. Vì sau đêm nay mọi thứ ở đây sẽ thuộc về anh. Sau khi tách khỏi Hoa Quốc Đống, Diệp Lâm một mình bước vào cao ốc Long Môn. Đây là tòa cao ốc tích hợp dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng và giải trí. Bên ngoài đều là siêu xe. Diệp Lâm bước vào quầy dịch vụ ở tầng 1, đi thẳng vào vấn đề. Bảo Hắc Long xuống gặp tôi. Diệp Lâm không đánh thẳng lên trên mà trước dùng lễ sau mới động chân tay. Suy cho cùng, từ giờ trở đi, mọi người ở đây đều thuộc về mình. Hai người đẹp đứng trước quầy nghe vậy đều vô cùng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người điên đến mức dám gọi biệt danh của ông chủ. Xin hỏi ngài là... Tôi tên là Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn thấy một trong hai người đẹp hoảng sợ gọi điện thoại, giống như đang báo cáo cho người nào đó, thế là nói, hiện tại báo cho Hắc Long, nói cho ông ta biết Long Vương của các người đã tới. Đúng lúc Diệp Lâm đang đứng trước quầy lễ tân chờ Hắc Long. Trên ghế sofa phía sau anh không xa, có một nhóm đàn ông cường tráng có hình xăm rồng hổ. Người cầm đầu là một gã đàn ông cao lớn, có râu, nửa khuôn mặt có hình xăm, vẻ mặt dữ tợn. Hắn ta chăm chú theo dõi từng cử động của Diệp Lâm, giống như đang nhìn chăm chăm vào con mồi. Anh Cường, hắn chính là thằng nhãi Diệp Lâm đó sao? Không sai, chính là hắn. Ha ha, đúng là đi tìm mòn giày sắt không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thằng nhãi kia vậy mà chủ động đưa đến cửa. Người đàn ông râu quai nón cường tráng gọi là anh Cường kia chính là một thủ lĩnh nhỏ dưới quyền Hắc Long. Đêm qua, bọn họ nhận được ủy thác từ anh trai Hứa Như. Vân là Hứa Như Hải, cho bọn họ hai ngày để giết Diệp Lâm. Ít nhất phải cắt bỏ tứ chỉ của đối phương, tiền thưởng là 4 triệu tệ. Dám đánh em gái mình, Hứa Như Hải sẽ làm cho đứa cháu ngoại Diệp Lâm của mình muốn sống không được, muốn chết không xong. Anh Cường dập điếu thuốc trong tay ra, đứng dậy nói, tốc chiến tốc thắng đi. Dù sao tối nay còn phải đi cùng lão đại Hắc Long gặp một người đàn ông thần bí, gần như tất cả thủ lĩnh của 9 khu vực Yến Kinh đều tụ tập ở đây. Đây mới là vở kịch lớn của đêm nay. Ở trong mắt anh Cường, việc đối phó với một đứa con trai của nhà họ Diệp yếu hèn, thậm chí không tính là món khai vị. Có thể giải quyết ngay tại chỗ này. Chú ý đến đám người cao lớn khí thế rào rạt đang đi về phía mình, Diệp Lâm hơi cau mày. Diệp Lâm nghĩ, bọn họ không đi từ trên tầng xuống, vừa rồi anh vào cửa đã thấy họ ngồi ở chỗ này, có nghĩa là bọn họ không phải do Hắc Long phái tới. Mày là Diệp Lâm. Anh Cường xác nhận lại lần cuối. Không sai, Diệp Lâm hỏi, ai phái anh đến đây? Ông chủ Hứa, anh Cường cũng không định giấu giếm. Nhà họ Hứa, Hứa Như Hải. Nhà họ Hứa ồ nghe vậy, Diệp Lâm chợt hiểu ra. Hóa ra là anh trai của mẹ kế Hứa Như Vân, Hứa Như Hải phái người đến để đối phó với anh. Xem ra việc anh ra tay đánh em gái của ông ta đã làm cho. Người anh trai như ông ta phải thay em gái mình lộ diện rồi. Nhưng việc này đúng là lũ lụt ngập miếu Long Vương. Những người được Hứa Như Hải phái tới này sẽ sớm trở thành người của anh. Các người cũng là người của Hắc Long sao? Diệp Lâm lại hỏi. Thằng nhãi này, tên của lão đại Hắc Long chúng tao là thứ mà mày có thể tùy ý gọi à? Một thủ hạ của anh Cường lập tức chỉ vào Diệp Lâm, tức giận hét lên. Tôi khuyên anh không nên xen vào chuyện của nhà họ, Hứa, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến tôi. Sắc mặt Diệp Lâm tối sầm. Cảnh cáo, nếu không, anh không gánh nổi hậu quả đâu. Hậu quả. Nghe được Diệp Lâm dám buông lời cuồng vọng rước mặt anh Cường, hai người đẹp ở trước quầy phục vụ không nhịn được bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này đúng là không biết sống chết, chuyện gì cũng dám nói.
Hôm nay cậu ta xui xẻo rồi, bao nhiêu cao thủ Long Môn đều ở đây, người nào cũng có thể ra tay đo ván cậu tai. Xem ra không cần phía trên phái người xuống, chỉ mình anh Cường cũng đủ rồi. Hai, đáng tiếc bộ dạng còn khá đẹp trai, chỉ sợ lát nữa sẽ mặt mũi bầm dập mất thôi. Lời nhắc nhở đầy ý tốt của Diệp Lâm lại bị mọi người xem như gió thoảng qua tai. Thậm chí còn chọc giận cả đám người anh Cường. Hình như thằng nhóc này bị dọa tới ngu người rồi thì phải. Ngay cả ăn nói cũng linh ta linh tinh. Bọn côn đồ cười nham hiểm nói. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lâm không khác gì con thỏ lạc giữa bầy sói, thỏ há miệng kêu to vài tiếng nhưng không dọa được kẻ nào hết. Thằng nhóc mày còn dám mạnh miệng. Anh Cường rút từ thắt lưng ra một con dao găm sáng loáng. Lưỡi dao sắc bén từ từ lướt qua đầu lưỡi hắn. Xem ra cần phải xin mày tí máu thì mày mới biết ông đây lợi hại tới cỡ nào rồi. Nhìn thấy anh Cường muốn dùng dao, đám thuộc hạ của hắn đều nở nụ cười tàn nhẫn. Bọn chúng nghĩ thầm, thằng nhóc này phải nếm tí mùi đau khổ rồi. Bởi vì sở trường của anh Cường, thủ đoạn tàn nhẫn nhất của hắn chính là lấy máu người khác. Xem tên bị của đối thủ. Ý, cái này có nghĩa là cắt một cánh tay máu. Phế cách tay của họ, cắt chân của đối thủ để lấy máu, cũng phế chân của họ. Thủ đoạn tàn nhẫn cùng quá trình máu me khiến danh tiếng anh Cường cực kỳ xấu, khiến người ta nghe mà sợ. Nhìn thấy con dao găm kia, Diệp Lâm bỗng nhiên nghĩ tới hôm nay anh vẫn chưa cho dao găm của cửu sư phụ nếm mùi máu. Dao găm của tôi, cũng đã đói khát đã lâu rồi. Diệp Lâm cũng rút ra dao găm của mình. Dao găm sáng như kiếm, lưỡi dao sắc như đao, hào quang chói lọi. Đúng là một thứ vũ khí sắc bén. Anh Cường thấy dao găm trong tay Diệp Lâm thì lập, tức giật mình, ánh mắt lóe lên chút tham lam. Dù sao hắn cũng là người trong nghề chế tạo dao găm, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra dao găm trong tay Diệp Lâm chính là vật bất phàm, vừa nhìn đã biết lai lịch của dao găm này chắc chắn là do một vị cao thủ trong nghề chế tạo. Càng nhìn hắn càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu như bản thân có thể có được thứ này thì khác gì hổ thêm cánh. Đáng tiếc, anh Cường lạnh lùng nói, thứ tốt như vậy, ở trong tay mày đúng là phí phạm của trời. Nhóc con, nể mặt dao găm trong tay của mày, tao có thể để lại cho mày một chân. Anh Cường cũng không định cướp trắng đồ của Diệp Lâm, hắn vốn muốn phế đi tứ chỉ của Diệp Lâm, giờ lại đổi ý để lại một chân cho anh, ý muốn dùng để trao đổi. Ồ, đúng là anh vẫn còn chút lương tâm đấy. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Cướp cũng tiêu chuẩn đạo đức riêng của cướp. Anh Cường vung dao găm trong tay về phía Diệp Lâm. Ông đây cũng sẽ không cướp trắng thứ đồ của người khác. Khi hắn nói chuyện, dao găm sắc bén xé không khí lao tới. Diệp Lâm thấy thế thì thong thả bước lên trước. Dao, găm trong tay anh vẽ ra một vòng cung hoàn hảo trong không trung, lưỡi đao xoẹt qua chóp mũi anh Cường. Hít, anh Cường thấy thế không khỏi hít sâu một hơi. Đối mặt với đối thủ có tốc độ nhanh gấp đôi mình, hắn như chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không hề có đường đánh trả. A, à, leng keng ngồ. Tiếng hét thảm thiết của anh Cường vừa dứt, tiếng dao găm rơi xuống đất cũng vang lên. Nhìn lại thì thấy một bàn tay máu chảy đầm đìa đang nắm chặt dao găm. A, à, nhìn hình ảnh máu me này, tất cả mọi người không khỏi trợn trừng hai mắt, há hốc miệng. Đặc biệt là đám đàn em phía sau lưng anh Cường, cả đám như biến thành hóa thạch. Bọn họ không thể tin được đại ca của bọn họ lại bị người ta chặt một bàn tay. A, à, mấy người đẹp ở trước quầy phục vụ cũng sợ tới biến sắc, mắt rũ xuống không dám nhìn nhiều. Bọn họ còn đang nghĩ người sẽ nằm giữa vũng máu là Diệp Lâm, còn đang định đồng cảm với anh một chút. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, thứ máu thịt bay tứ tung lại là một bàn tay của anh Cường cùng với thứ bản lĩnh dị thường của người khác. A, à, tay của tao. Anh Cường nắm cổ tay, há miệng kêu la thảm thiết. Khi hắn nhìn về phía Diệp Lâm lần nữa, trong mắt đã toàn là sự hoảng sợ. Anh Cường, mấy tên đàn em ở một bên cuối cùng cũng phản ứng lại, bọn chúng vừa nâng hắn vừa nhặt bàn tay của hắn ở một bên lên, không biết nên làm thế nào mới được. Đây, chính là hậu quả đối địch với tôi. Diệp Lâm chậm chạp lau vết máu trên dao găm, chỉ thấy dao găm sau khi dính máu lóe lên chút ánh sáng, giống như trở nên sắc bén hơn trước. Nể mặt chút lương tâm ban nấy của anh, tôi tha cho anh một mạng. Quay về nói với Hứa Như Hải, bảo ông ta không cần vội. Sẽ nhanh chóng đến lượt ông ta mà thôi. Đợi sau khi anh đoạt lại nhà họ Diệp, vậy thì kẻ tiếp theo phải chịu tội chính là nhà họ Hứa bọn họ. Nghe vậy, anh Cường sợ hãi nhưng phần nhiều là tức giận. Thằng chó, mày dám chặt một tay của tao, mày cứ chờ đấy cho tao.
Dưới sự giúp đỡ của đám đàn em, anh Cường nhặt bàn tay bị chặt dưới đất lên, chật vật chạy ra khỏi tòa nhà. Anh Cường, chúng ta có nên đi lên phía trên xin sự giúp đỡ của các đại lão Hắc Long kia không? Các vị đại lão kia đều đang ở trên lầu, nhưng đề nghị lập tức bị anh Cường bác bỏ. Hắn nhìn bàn tay bị đứt của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, không được. Nhìn bộ dạng này của tao làm gì còn mặt mũi nào đi gặp Hắc Long Vương nữa? Hơn nữa, đêm nay Hắc Long Vương còn phải gặp một vị khách quan trọng, hắn lại càng không dám làm phiền bữa tiệc trên lầu bằng chút việc tầm thường thế. Chuyện này tao phải sự giải quyết. Anh Cường nghĩ nghĩ một lát, sau đó sắp xếp nói, đầu tiên mang tao tới bệnh viện băng bó miệng vết thương, nối lại đoạn tay đã đứt. Còn bọn mày đi tìm đám anh em khác tới đây giúp đỡ, càng nhiều càng tốt. Cũng may hôm nay 9 vị đại lão ở Yến Kinh cũng đến đây cho nên bọn họ mang tới không ít người, đám anh em chỉ ở gần đây mà thôi. Anh Cường vẫn có chút danh tiếng trong giới, cho nên chỉ cần một câu cũng có thể tìm được không ít anh em tới giúp đỡ. Đám đàn em của hẳn chia làm hai phía, phân công nhau bắt đầu hành động. Diệp Lâm, mày cứ chờ đó cho tao. Đợi lát nữa tao quay về tao nhất định sẽ khiến mày nợ máu phải trả bằng máu. Anh Cường sinh lòng ác độc, vừa chạy về phía bệnh viện vừa nói. Cùng lúc đó, tin tức Diệp Lâm đã đến cũng đã truyền tới tầng cao nhất của tòa nhà Long Môn. Thế giới ngầm của Yến Kinh do các đại lão Hắc, Long cầm đầu đã sớm tụ tập đông đủ, bọn họ cũng đã bày ra thiên la địa võng sẵn sàng. Thằng nhóc kia tới rồi à? Người đàn ông có thân hình cường tráng, khí thế uy nghiêm ngồi ở trên ghế Long Vương vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh, dẫn nó lên. Giọng nói của Hắc Long Vương tràn ngập uy áp khiến cho kẻ chạy tới báo cáo ứa mồ hôi lạnh, gã run rẩy nói, Hắc Long Vương đại nhân. Thằng nhóc kia nói, bảo ngài xuống gặp cậu ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả đại sảnh im lặng như tờ. Sau đó lại giống như núi lửa phun trào, đám đông kích động, hò hét chửi bới. Con mẹ nó, thằng nhã ỉ này thật kiêu ngạo, dám bảo Hắc Long Vương xuống gặp nó sao? Nó cho rằng nó có Long Vương lệnh thì nó thật sự là Long Vương mới sao? Xem ra nó còn chưa rõ về tình huống của bản thân đêm nay lắm. Người ở trên ghế Hắc Long cũng từ từ đứng dậy, thân hình gã cao 1,9 mét trông giống như một tòa tháp sắt sừng sững giữa trời đất. Thú vị! Chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà dám ra mặt trước mặt tôi. Thôi bỏ đi, coi như là nể mặt Long Vương lệnh, tôi sẽ đi xuống đó một chuyến. Vừa nói, sắc mặt Hắc Long liền tối sầm, khóe miệng cong lên nở nụ cười lạnh lùng. Khi gã bước về phía trước một bước, trên mặt đất để lại một vết hằn sâu. Hiển nhiên, nếu để Hắc Long Vương đích thân đi gặp, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Sư phụ! Lúc này, một người khác dưới quyền gã lại chủ động xin đi thay. Thằng nhóc đó kiêu ngạo không xem ai ra gì, sư phụ, ngài cần gì phải coi trọng nó. Chờ con xuống đánh gãy chân thằng nhãi kia, bắt nó lên đây. Hắc Long Vương nhìn kỹ hơn, thấy người yêu cầu đi thay không ai khác chính là một trong 4 vị ma vương dưới quyền gã biệt danh là Hỗn Thế Ma Vương, cũng là đệ tử của gã. Những người khác cũng nói theo, đúng vậy, chút chuyện nhỏ này cần gì Hắc Long Vương ngài phải đích thân làm. Hỗn Thế Ma Vương, ngài có muốn chúng tôi đi cùng không? Hỗn Thế Ma Vương lắc đầu, mỉm cười tự tin nói, đối phó với một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, cần gì phải cần người giúp. Nếu như không phải trên người cậu ta có Long Vương, lệnh thì tùy tiện phái 112 người xuống tống cổ cậu ta đi từ lâu rồi. Mọi người hãy đợi ở đây, cho tôi 5 phút, 1. Lúc này, tên đầu chọc ngày đó bắt cóc Triệu Uyển Đình và đánh nhau với Diệp Lâm đứng lên nhắc nhở, Hỗn Thế Ma Vương, ngài cũng đừng coi thường kẻ địch. Thằng nhóc kia vẫn có chút bản lĩnh đây. Dù sao, gã đầu chọc này có thể coi là người có năng lực nhất dưới trướng Hắc Long, thế mà hắn ta thậm chí còn không thể tiếp được một chiêu của Diệp Lâm. Hừ, đó là bởi vì mày là một tên phế vật. Hỗn Thế Ma Vương khinh thường nói, mày có thể so được với tao sao? Nói xong, Hỗn Thế Ma Vương quay người bước đi. Mẹ kiếp, lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ sói. Tên đầu chọc tức giận ngồi xuống, hắn ta nắm chặt hai tay, tao ngược lại muốn xem mày làm sao bắt được người. Sau khi Hỗn Thế Ma Vương xuống lâu bắt người, đại sảnh tầng trên bắt đầu trở lại bầu không khí náo nhiệt vốn có. Hắc Long Vương, mau ngồi xuống. Ha, có phải tôi nên sửa miệng, kêu ngài một tiếng Long Vương đại nhân không nhỉ? Ha ha, đợi lát nữa bắt được thằng nhãi kia, lấy lại Long Vương lệnh, ngài sẽ thực sự là một Hắc Long Vương danh xứng với thực. Lúc này,
một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành ở một bên cười nịnh nọt nói. Người này tên là Tô Cửu Xuyên, ông ta là người của nhà họ Tô, một trong 10 gia tộc quyền lực nhất Yến Kinh. Sau khi tách ra khỏi nhà họ Bạch, quặng mỏ năng lượng do nhà họ Tô kinh doanh phát triển không ngừng, họ cũng thường xuyên hợp tác và có mối liên hệ chặt chẽ với các thế lực ngầm. Nhà họ Tô nghiêm nhiên trở thành kim chủ và cũng là vị khách quý sau lưng của Hắc Long Vương. Cả hai bên, một bên cung tiền và một bên cung người, hợp tác với nhau làm việc xấu. Ha ha, ông chủ Tô, đành mượn cát ngôn của ông vậy. Hắc Long Vương lại ngồi xuống, gã bật cười sảng khoái, điệu bộ đắc ý vô cùng. Hiện tại, gã triệu tập cấp dưới của mình tới, đồng thời mời nhiều nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh tới đây cũng chỉ để thông báo với mọi người rằng bản thân mới thật sự là Long Vương danh xứng với thực của thế giới ngầm. Đợi sau khi tôi lấy được Long Vương lệnh, hy vọng nhà họ Tô sẽ giúp tôi thống trị thế lực ngầm của 9 quốc gia trên thế giới. Trong mắt Hắc Long Vương lóe lên sự tham vọng đối với tương lai. Vậy thì nhà họ Tô chúng tôi cũng cần Long Vương ngài giúp sức một chút, giúp nhà họ Tô chúng tôi trở thành gia tộc đứng đầu trong 10 đại gia tộc, một Tô Cửu Xuyên mỉm cười trả lời. Một lát sau, Hỗn Thế Ma Vương một thân một mình đi thang máy xuống dưới đại sảnh tầng 1. Anh là Hắc Long. Diệp Lâm chưa từng nhìn thấy Hắc Long, nhưng khi nhìn thấy người này, anh khó tránh khỏi có chút thất vọng. Anh thầm nghĩ nếu người này thật sự là Hắc Long, vậy thì thực lực của mấy đứa con nuôi của thất sư phụ đúng là quá yếu rồi, hoàn toàn không có chút dâm uy nào. Hừ, sư phụ của tao cao quý như vậy, sao có thể xuống lầu đón mày được chứ? Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn giao lại Long Vương lệnh, sau đó theo tao lên lầu, chờ sư phụ tao xử lý. Nếu không bây giờ tao sẽ đánh gãy hai chân mày, bắt mày đi lên trên. Vừa nói xong, quyền của Hỗn Thế Ma Vương vừa vang lên vài tiếng lách cách, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Mày ngoan ngoãn hợp tác hay là muốn tao tự mình ra tay? Thấy vậy, Diệp Lâm thất vọng lắc đầu. Hắc Long đúng là to gan, cũng dám từ chối lời triệu hoán của mình à. Còn phái kẻ vô dụng này xuống đón mình. Có vẻ là mình đã quá khách sáo với gã rồi. Nghe vậy, Hỗn Thế Ma Vương giận tím mặt quát lớn, câm miệng. Thằng oát con, dám mở miệng vô lễ với sư phụ của tao. Mày nghĩ mày là ai? Thứ như mày cũng xứng để sư phụ của tao đích thân xuống gặp à? Xem ra mày là kẻ rượu mời không thích uống lại muốn uống rượu phạt, vậy tao cũng chỉ có thể tự mình ra tay bắt mày lên trên đấy thôi. Vừa nói, Hỗn Thế Ma Vương vừa phát ra một tiếng kêu quái dị, tiếp đó hắn ta lao về phía Diệp Phong. Lúc này, mấy người đẹp trước quầy phục vụ đang muốn nhắc nhở Hỗn Thế Ma Vương rằng đừng có khinh địch, ban nãy anh Cường còn chưa tiếp được chiêu nào của người ta đã bị người ta chặt đứt một bàn tay. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp nhắc nhở thì đã thấy hai người kia động thủ rồi. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra lại vô cùng nhanh. Thực lực của Hỗn Thế Ma Vương đương nhiên cao hơn cái tên anh Cường ban nãy, dù sao hắn ta cũng là đệ tử của Hắc Long Vương. Tuy nhiên, trong mắt Diệp Lâm, bọn họ cũng không khác gì gà chó, đều không đáng nhắc tới. Tìm chết! Diệp Lâm đá một chân ra, giống như gió thu cuốn đi lá rụng. Rắc rắc một tiếng. Tiếng xương nứt gãy vang lên. Hai chân của Hỗn Thế Ma Vương đều bị đá gãy, hắn ta ngã xuống đất. A, chân của tao. Hỗn Thế Ma Vương nằm trên mặt đất một lúc, hiện tại thân thế hắn ta giống như cá muối, không thể đứng dậy được nữa. Lúc này hắn ta mới nhận ra đôi chân của mình đã bị phế đi. Sao có thể chứ? Hỗn Thế Ma Vương toát mồ hôi lạnh, hắn ta không thể tin được. Thậm chí ban nãy hắn ta còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì mà chân hắn ta đã bị đá gãy rồi. Đúng lúc này, Diệp Lâm đi tới đứng trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống, dùng giọng điệu không cho phép người khác nghi ngờ nói. Trở về nói với Hắc Long, nếu chân gã không bị gãy thì lập tức xuống gặp tôi. Lúc này, Hắc Long Vương đang uống rượu với Tô Cửu Xuyên. Chỉ cần chờ đệ tử bắt được thằng nhóc kia, đoạt lại Long Vương lệnh là gã có thể nói cho thiên hạ biết. Long Vương lệnh xuất hiện, Long Vương mới ra đời. Báo cáo, không hay rồi. Đột nhiên, hai tay sai mỗi kẻ một bên kéo Hỗn Thế Ma Vương bị phế hai chân trở về. Sư phụ, trở lại đại sảnh cao tầng, Hỗn Thế Ma Vương ngã ngửa trên nền đất, vừa xấu hổ vừa tức giận nói, đệ tử bất tài. Không thể bắt được thằng nhãi kia về. Thằng nhãi đó đánh gãy hai chân con, sau đó tuyên bố bảo ngài đi xuống đón nó. Nghe thế, toàn trường lập tức yên tĩnh dị thường. Vốn nghĩ rằng chuyện này đã chắc như đỉnh đóng cột thế, nhưng không ngờ kết quả là vẫn bị lật thuyền trong mương. Thằng nhóc đó, mạnh đến vậy sao?
Không phải là Hỗn Thế Ma Vương khinh địch đó chứ? Đúng là xuất sư bất lợi, thật xui xẻo. Tô Cửu Xuyên thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, ông A nghĩ thầm, thằng nhãi kia không phải đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp sao? Từ lúc nào mà mạnh như vậy chứ? Hừ, tao biết ngay. Lúc này gã đầu chọc từng đánh nhau cùng Diệp Lâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ thầm ban nấy mày còn chê tao là phế vật. Giờ thì sao? Ngay cả chân cũng bị phế, còn không bằng cả tao. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều bán tin bán nghỉ. Đối với thảm trạng của Hỗn Thế Ma Vương càng thêm tức giận không thôi. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Đệ tử dưới tay bị người ta phế đi hai chân, chuyện này không khác gì gián tiếp đánh vào mặt Hắc Long Vương. Nực cười. Hắc Long Vương vỗ lên ngai vàng, gã đột nhiên đứng dậy, toàn thân tràn ngập sát khí. Thằng oát con, dám đánh người của tao. Tao còn đang nghĩ rằng nếu mày ngoan ngoãn giao Long Vương lệnh ra thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Xem ra là mày tự đường chết, vậy thì đừng trách ao tàn nhẫn độc ác. Sau đó, Hắc Long Vương vừa định tự mình xuống dưới để đón tiếp thì. Đại cai giết gà cần gì dùng dao mổ trâu. Lúc này, một người đàn ông có thân hình gầy gò nhưng rắn chắc khác bước ra khỏi hàng. Chỉ thấy hắn ta gầy còm, cả người toát ra hơi thở u ám, trên khuôn mặt gầy rộc là một chiếc bịt mắt màu đen. Người này là nhị đương gia dưới trướng của Hắc Long, thành thạo súng ống, bách phát bách trúng. Là đàn em đắc lực nhất cũng là thân tín bên người Hắc Long. Hắn ta từng vào sinh ra tử với Hắc Long, bị kẻ địch bắn hỏng một con mắt, cho nên còn có biệt danh là Độc Nhãn. Tuy bị mất một mắt nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sở trường của hắn ta mà ngược lại càng khiến thị giác và thiên phú xạ kích của hắn ta được kích phát, giết người trong vô hình. Cho dù thằng nhãi kia đánh nhau giỏi thì sao, liệu nó có thể nhanh hơn đạn được à? Em sẽ lập tức dẫn người xuống bản thẳng nhãi kia thành cái tổ ong vò vỏi. Hắc Long Vương nghe cũng cảm thấy có lý. Suy cho cùng với địa vị của gã, tự mình ra tay đối phó với đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp đúng là tự hạ thấp bản thân mình quá. Nếu thằng Watt kia đã muốn chết như vậy, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho thật hoành tráng, xóa sổ nó là xong. Vốn dĩ Hắc Long Vương còn muốn hỏi anh lấy Long Vương lệnh ở đâu. Nhưng trong cơn giận dữ, gã làm gì còn quan tâm được nhiều thế? Được, Hắc Long Vương gật đầu đồng ý. Nếu nó không muốn sống đi lên đậy, vậy thì mang xác nó lên. Độc Nhãn vẫy tay dẫn đầu hơn chục người trang bị vũ khí đầy đủ nhận lệnh đi xuống. Nhìn thấy nhị đương gia đích thân xuống tầng bắt người, mọi người đều cảm thấy an tâm. Thậm chí bọn họ còn nghĩ tới thi thể lát nữa hắn ta đem lên nhất định sẽ vỡ nát. Long Vương đại nhân, Tô Cửu Xuyên có chút lo lắng. Hỏi, đám người này đi có ổn không? Hắc Long Vương mỉm cười, ông chủ Tô, có một chuyện ông không biết. Người anh em kia của tôi chính là một tay súng cử khôi, trăm phát trăm trúng, không có phát nào trượt. Có hắn ta ở đấy, tiện tay bắn một viên thôi có khi thằng nhóc kia còn chưa kịp phản ứng đã vỡ óc mà chết rồi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Độc Nhãn đã dẫn hơn 10 người thân tín cầm súng đi xuống bằng thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra. Hắn ta không hề nhiều lời, lập tức bắn một phát. Thằng nhãi họ Diệp kia, nhận lệnh đại ca, tao tới để lấy mạng chó của mày. Độc Nhãn nhắm vào trán Diệp Lâm, bắn một phát, hù súng về. Nếu không phải lát nữa phải kéo thi thể Diệp Lâm đi, hắn ta nhất định sẽ tự tin xoay người trở về. À lúc này đám người đẹp ở trước quầy phục vụ nhìn thấy nhị đương gia giơ súng bắn đã sợ hãi tới mức chui xuống bàn, cả người run bần bật, sợ bị vạ lây. Xem ra lần này thiếu niên kia lành ít dữ nhiều rồi. Nhị đương gia đã ra tay là sẽ không cho cậu ta cơ hội trở mình. Hiện tại, Diệp Lâm nhìn thấy tình huống này thì khẽ cau mày. Hắc Long liên tục khiêu chiến giới hạn của anh, thành công chọc giận Diệp Lâm. Chỉ thấy Diệp Lâm tiến lên một bước, tay bấm pháp quyết, toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi. Trong phút chốc, hàng chục viên đạn bắn ra dường như bị đông cứng giữa không trung, tất cả đều ghim trong quầng kim quang. Sao có thể như vậy được? Độc Nhãn thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm. Biểu cảm trên mặt hắn ta giống như gặp quỷ, cả đời này của hắn ta bản chết vô số người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Độc Nhãn không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám chậm trễ vội vàng rút súng ra bắn một phát. Bang bang bang! Hơn 10 người lần lượt nổ súng, thậm chí bắn hết cả đạn trong súng. Nhưng đừng nói đến việc bắn chết đối phương, ngay cả đạn còn không thể tới gần người Diệp Lâm được. Tiếp đó Diệp Lâm duỗi tay ra, búng ngón tay một cái. Đột nhiên,
Kim quang bộc phát. Những viên đạn bị đóng băng trong không khí như được tua ngược thời gian, tất cả đều bắn ngược trở lại. A! À. Dưới tiếng kêu thét thảm thiết, từng người bên cạnh Độc Nhãn đều bị trúng đạn ngã lăn dưới đất. AI mắt của tôi. Thậm chí ngay cả Độc Nhãn cũng che đôi mắt phải còn sót lại của mình quỳ rạp xuống đất kêu gào thảm thiết. Tiếng ồn ào ầm bên ngoài khiến đám người đẹp núp dưới quầy phục vụ không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sao đám người nổ súng lại còn kêu la thảm thiết hơn cả người bị bắn vậy? Họ bạo gan ngó đầu ra bên ngoài, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy bên ngoài thang máy, đám người bên cạnh nhị đương gia kia trúng đạn ngã lăn ra đất. Thậm chí ngay cả nhị đương gia cũng bị bắn mù mắt, quỳ ở trước mặt Diệp Lâm. Mà người vốn nên bị bản thành cái tổ ong Diệp Lâm, lại hoàn toàn bình yên vô sự không hề tổn hại gì. Tên Hắc Long kia nghe không hiểu tiếng người à? Diệp Lâm đứng ở trước mặt Độc Nhãn, nắm tóc của hắn ta ném hắn ta vào thang máy. Quay về bảo với Hắc Long, bảo gã lập tức, ngay bây giờ, nhanh chóng, xuống đây gặp tao. Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn. Nếu gã còn dám trái lệnh, vậy thì tao sẽ khiến gã ôm đầu tới gặp tao. Lúc này, đại sảnh ở tầng trên cùng. Do lúc trước liên tục thất thế cho nên bầu không khí tại hiện trường bấy giờ cũng có vẻ hơi buồn tẻ, kèm theo. Chút căng thẳng. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, chỉ hy vọng nhị đương gia sẽ đắc thắng trở về, cho bọn họ được nở mày. Nở mặt. Long Vương đại nhân, Tô Cửu Xuyên cũng có chút bất an, thấp giọng hỏi, lần này thật sự ổn rồi chứ? Có cần phái thêm người xuống hỗ trợ không? Hắc Long Vương mỉm cười, ông chủ Tô cứ yên tâm. Người anh em kia của tôi là một tay súng thiện xạ, trăm phát trăm trúng không trượt phát nào. Có hắn ta ở đấy thì chỉ cần tiện tay bắn một phát. Chỉ e thằng nhãi kia còn chưa kịp phản ứng thì óc đã bị bắn vỡ tung tóe rồi. Nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra thì có lẽ bây giờ hắn ta đang kéo xác thằng nhãi kia vào thang máy rồi. Lời này vừa nói ra, đám đàn em tại hiện trường cũng lần lượt hưởng ứng. Tài thiện xạ của nhị đương gia kia có 102. Chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Bây giờ em sẽ tới cửa thang máy chờ sẵn để đón mừng nhị đương gia chiến thẳng trở về. Người nọ vừa nói vừa cười. Báo cáo, một số tên đàn em hoảng sợ lao vào. Hắc Long thấy vậy cười nói, người anh em của tôi trở về rồi. Đám đàn em còn chưa kịp báo cáo thì phía sau lưng đã vang lên vô số tiếng kêu la thảm thiết. Mọi người trong hội trường nghe thấy âm thanh đó thì không khỏi cười nói. Xem ra thằng nhãi ấy còn chưa bị bắn chết, vẫn còn. Có thể kêu gào được cơ mà. Nhất định là do nhị đương gia nương tay, tha cho cái mạng nhỏ của cậu tai. Ha ha. Với tài thiện xạ của nhị đương gia, chỉ cần không bắn vào chỗ hiểm cũng đủ để cậu ta lãnh đủ. Chậc chậc, tiếng hét này đúng là rất thê thảm. Chỉ có Hắc Long nghe được tiếng kêu này thì hơi nhíu mày, gã nghĩ thầm, sao tiếng kêu này nghe quen thế nhỉ? Cứ như người anh em kia của gã đang kêu gào thảm thiết vậy. Trong lúc gã còn đang nghỉ ngờ thì lại thấy Độc Nhãn cả gương mặt đầy máu được hai tên đàn em khiêng vào đại sảnh. Hình ảnh này lập tức khiến đám người đang cười đùa im bặt. Đám người hoảng sợ không thôi. Đại ca anh phải báo thù cho em. Độc Nhãn che hai mắt của mình lại, há miệng kêu gào. Thằng nhóc đó, bắn mù mắt em không nhìn thấy gì hết. AI. Hắc Long nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thân tín mình thì tức tới mức đầu bốc khói, đôi mắt gã trợn trừng, khóe mắt như muốn nứt ra. Thằng nhãi này, đúng là khinh người quá đáng. Đầu tiên là phế đi hai chân của đồ đệ mình. Sau đó lại bắn mù con mắt duy nhất của tâm phúc mình. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Chuyện này rõ ràng là không thèm đặt Hắc Long gã vào mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một lão già ở bên cạnh Hắc Long đứng lên hỏi, sao nhị đương gia lại bị bắn mù một mắt? Những người khác đâu rồi? Lão già này là cao thủ số một dưới trướng Hắc Long, thường gọi là Từ Đại Sư, là một cao thủ trong giới võ đạo. Ông ta và nhị đương gia là cánh tay phải đắc lực của Hắc Long, một kẻ chuyên dùng viễn trình kích trăm phát trăm trúng và một kẻ chuyên cận chiến bất khả chiến bại. Câu hỏi của Từ Đại Sư cũng chính là câu hỏi của tất cả mọi người trong đại sảnh. Chết sạch, bọn họ đều bị thằng nhãi kia bắn chết rồi. Chỉ có nhị đương gia là bị bắn mù một mắt rồi bị ném vào thang máy quay trở về. Cái gì, nghe thấy thế, cả đám người kinh hãi không thôi, chẳng lẽ trong tay thằng nhãi đó cũng có súng à? Không đúng nha, cho dù là cậu ta thật sự có súng thì cũng chỉ có một mình, đám anh em đông như thế, còn có một tay súng thiện xạ là nhị đương ra đây thì sao có thể đánh không lại cậu ta chứ? Từ Đại Sư cau mày nghĩ thầm,
Chẳng lẽ thằng nhãi đó cũng giống như mình đồng ra sát đao thương bất nhập sao? Tên đàn em kia lắc đầu, dùng hết sức lực cùng vốn từ vựng ít ỏi của bản thân để miêu tả lại cảnh tượng xảy ra lúc ấy. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng bi thảm máu me đó, tên đàn em kia đã cảm thấy ớn lạnh toàn thân run lên bần bật. Đạn bản ra không có một viên nào trúng người cậu T, phịch một tiếng, tất cả đạn bay ngược trở lại. Tất cả đều chết, đáng sợ quá. Đám người nghe thế thì vô cùng hoảng sợ. Đúng là chúng ta đã khinh địch rồi. Hắc Long cũng hãi hùng khiếp vía, không ngờ thằng Oát đó lại lợi hại như vậy. Từ đại sự lúc này cũng trầm giọng nói, hóa ra là thuật pháp chân nhân. Chẳng trách nhị đương ra lại thua trong tay đối phương. Dù là cao thủ võ đạo hay thuật pháp chân nhân, điểm khác biệt duy nhất là một bên là ngoại tu luyện gân luyện cốt, còn một bên là nội tu, phương pháp tu luyện khác nhau mà thôi, cho nên cũng khó mà phân cao thấp. Thuật pháp chân nhân am hiểu thi triển thuật pháp, điểm mạnh của bọn họ là đánh xa. Tuy nhị đương ra là tay súng thiện xạ nhưng gặp phải thuật pháp chân nhân vậy thì cũng không khác gì một đòn công kích tầm xa, vốn không cùng cấp bậc. Ông Từ, ông cảm thấy thực lực của thằng nhãi kia thế nào? Có tự tin đánh thắng nó không? Hắc Long hỏi. Theo như những gì mà đám anh em kể lại thì quả thật thằng nhãi kia có chút đạo hạnh. Từ đại sư mỉm cười tự tin, nhưng già đây cũng đã luyện thể được 50 năm, cho dù thuật pháp của nó có cao cường cỡ nào thì cần bị tôi tiếp cận thì đó chính là lúc nó phải chết. Hắc Long gật đầu nói, được, lần này chúng ta cùng đi xuống gặp thằng nhãi kia. Lần này Hắc Long không dám qua loa nữa, gã tự mình dẫn người ra mặt. Báo thù cho nhị đương giai. Đi theo từ đại sư, góp sức giết chết thằng nhãi kia. Những thủ lĩnh khác cũng hưởng ứng, bọn họ đứng dậy đi theo Hắc Long, đám người đông nghịt nối đuôi nhau xuống tầng 1. Lúc này, Diệp Lâm chắp tay sau lưng đứng ở sảnh tầng 1. Trên người anh tỏa ra một cỗ uy áp, ép tới mức khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Sự kiên nhẫn của Diệp Lâm sắp hết, anh đang chuẩn bị tự mình lên trên nắm đầu Hắc Long thì đúng lúc này. Ngài Diệp. Lúc này người đẹp ở quầy phục vụ cầm cốc nước rón rén bước tới. Xin, mời uống nước. Người đẹp ấy dùng hai tay nâng cốc nước lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm. Diệp Lâm giật mình cầm lấy cốc nước, thấy cô sợ tới mức run bần bật thì không khỏi tò mò hỏi, cô không sợ tôi sao? Nghe vậy, cả người cô gái giật bản lên, yếu ớt nói, sợ. Sợ tôi mà còn dám rót nước tới mời tôi à? Diệp Lâm hứng thú hỏi. Bởi vì sợ, cho nên tôi mới mang cho anh cốc nước. Xin đừng, giết chúng tôi. Người đẹp nức nở nói. Diệp Lâm cười nói, đừng lo. Khi bọn họ đang nói chuyện thì thang máy ở sảnh tinh một tiếng, từ từ mở ra. Cùng lúc đó bên phía cầu thang cũng truyền tới tiếng rầm rập. Giây tiếp theo, một nhóm người từ cầu thang bộ và thang máy lao ra, đứng dẹp qua hai bên. Sau cùng, Hắc Long Vương dẫn đầu đám đông bình an bước ra ngoài. Cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Lâm nhìn chăm chăm người đàn ông cường tráng đứng đầu. Thầm nghĩ kẻ này chính là Hắc Long con trai trưởng trong 9 người con trai mà thất sư phụ nhận nuôi sao. Thằng nhãi kia, không phải mày muốn gặp tao à? Hắc Long gầm lên như sấm, tao, Hắc Long Vương, ở đây. Hắc Long Vương vừa xuất hiện đã tràn đầy khí thế, lập tức khiến hiện trường bình tĩnh lại. Ngay cả nhân viên ở quầy phục vụ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thằng Oát con, nhanh chóng giao Long Vương lệnh ra đây. Nhìn thấy Hắc Long Vương. Sao mày không quỳ xuống chào đón? Một đám thủ lĩnh phía sau Hắc Long cũng hét lên. Đại ca, xin đợi một lát, để tôi đi gặp thằng nhãi đó trước. Từ đại sư xốc lại tinh thần, đẩy nhanh tốc độ, lao về phía Diệp Lâm. Nhìn thấy từ đại sư đích thân ra tay, đám đàn em phía sau. La hét om sòm, cổ vũ cho ông ta. Từ đại sư cố lên. Lần này từ đại sư tự mình ra tay, thằng nhãi kia chết chắc rồi. Tao cá thằng nhãi kia không chịu nổi ba chiêu. Tao cá thằng nhãi đó sẽ bị từ đại sư một chiêu đánh gục. Thân là cao thủ số một dưới trướng của Hắc Long, cho nên mọi người vẫn rất tin tưởng vào từ đại sư. Mà Tô Cửu Xuyên không giúp được gì chỉ ở một bên lo lắng xuông cũng hối hận nói, nếu biết có chuyện này tôi đã đem cung phụng của nhà họ Tô chúng tôi tới hỗ trợ chiến đấu rồi. Ha ha, Hắc Long xua tay cười nói, ông chủ Tô không cần sợ, tuy rằng vị từ đại sư này không có vẻ ngoài uy tín. Nhưng thực chất lại là một cao thủ chân chính. Một tông sư, cấp 7. Ông ta đã theo tôi 10 năm, tôi hiểu ông ta hơn bất kỳ ai. Tuy ngoài 100 mét tôi không dám chắc, nhưng trong khoảng 100 mét đổ lại thì không ai là đối thủ của ông ta. Mà hiện tại khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 100 mét.
Từ đại sư càng bước nhanh về phía trước thì khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Mà theo như quan điểm của Hắc Long, ở khoảng cách gần như thế thì kết quả là chuyện ván đã đóng thuyền, không cần phải nói nhiều. Nghe Hắc Long giới liệu, Tô Cửu Xuyên không khỏi cảm thấy kính nể với Từ đại sư. Thì ra là một vị tông sư cấp 7, thất lễ rồi. Phải biết ngay cả cung phụng của nhà họ Tô bọn họ cũng mới ở cấp 8 mà thôi. Cảnh giới của tông sư chia thành 9 cấp, trong đó cấp 1 là cao nhất, còn cấp 9 là thấp nhất. Chỉ có điều cho dù là một vị tông sư cấp 9 thì việc lấy một địch 100 cũng là chuyện thường ngày. Mà người có thể đột phá cấp 9 tiến vào cấp 8 hoặc cấp 7 thì đều có tuyệt kỹ riêng của bản thân, thậm chí có rất ít đối thủ có để địch lại. Còn cấp 6 ngay cấp 5, hoặc là cấp cao hơn đã là những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này Tô Cửu Xuyên mới hoàn toàn yên tâm, thậm chí nhìn không chớp mắt, ông ta muốn xem thử một tông sư cấp 7 thì sẽ có thực lực thế nào. Nhìn Từ đại sư đang sải bước về phía mình cười, Diệp Lâm cười giễu. Đây là cách mà Hắc Long đón tiếp mình à. Chỉ có điều nhìn thấy người đang bước tới có thân hình cường tráng, bước chân vững vàng, khung xương rắn chắc anh. Cũng hiểu ra đây là một người biết võ, ít nhất ông ta mạnh hơn nhiều so với đám loang quăng trước đây. Diệp Lâm thầm nghĩ, không ngờ bên người Hắc Long cũng có vài kẻ có năng lực đấy. Chỉ có điều cũng chỉ là vài kẻ binh hèn tướng nhát mà thôi. Thằng nhóc kia, mày là người tu luyện à? Từ đại sư thấy khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn 30 mét, gần như đã nắm chắc phần thắng, thậm chí còn có ý định nhường đối phương vài chiêu. Sao còn chưa chuẩn bị? Có muốn tao nhường mày ba chiêu không? Diệp Lâm chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Từ đại sư, không thèm để ý tới mấy lời kia của ông ta. Anh quay đầu nhìn về phía Hắc Long, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía đối phương. Hả? Nhìn thấy Diệp Lâm đi về phía bản thân giống như đi tản bộ trong sân vắng, thậm chí còn không thèm đặt bản thân vào. Trong mắt, sự coi thường ấy khiến Từ đại sư vô cùng tức giận. Thằng oát con, mày muốn chết à? Khoảng cách giữa hai người chưa đến 10 mét. Ở phạm vi này, Từ đại sư tự tin một quyền mình có thể lập tức giết chết đối phương. Cách, thân thể Từ đại sư như con cọp, xương cốt cả người kêu lên lách tách giống như tiếng pháo nổ. Chỉ thấy thân hình vốn gầy gò của Từ đại sư bỗng trở nên cao lớn uy mãnh, chiều cao của ông ta cứ như từ trong lòng đất mọc ra, bỗng nhiêu tăng lên rất nhiều. Hắc Long nhìn thấy thì âm thầm gật đầu, cuối cùng Từ đại sư cũng nghiêm túc rồi. Những người khác có lẽ không biết Từ đại sư mạnh đến thế nào, nhưng Hắc Long lại rất rõ ràng, tuyệt kỹ đặc thù tông sư cấp 7 của Từ đại sư kia chính là lực lượng và hình thể đồng thời tăng trưởng. Nói cách khác, khi Từ đại sư dùng toàn bộ lực lượng thì vóc dáng và chiều cao không hề thua kém Hắc Long. Phản biết bình thường Hắc Long cao khoảng 1m9 mà Từ đại sư chỉ có 1m7. Đám người xiếc nghệ thuật thường biểu diễn một màn độc đáo gọi là xúc cốt công, rút ngắn xương, nhưng lại rất hiếm người có thể làm được tăng cốt công tăng xương. Nhìn thấy thân hình to lớn của Từ đại sư, Tô Cửu Xuyên thẳng thốt, đúng là không thể tin được. Mà đám thủ lĩnh cùng đàn em dưới trướng Hắc Long nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì không khỏi vui mừng hò reo lớn hơn. Không hổ là Từ đại sư, lần cuối cùng tôi thấy ông ta nghiêm túc như thế là khi đánh bại liên tiếp 50 đấu thủ. Trên lôi đài trong thế giới ngầm, xác lập kỷ lục mới. Không ngờ Từ đại sư lại dốc toàn lực để đối phó với thằng nhãi kia, đúng là giết gà bằng dao mổ trâu mài. Giết gà cần gì dao mổ trâu? Có lẽ Từ đại sư không định cho thằng nhãi kia chút cơ hội phản kháng nào rồi. Đối diện với biến đổi của Từ đại sư, Diệp Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương cái nào. Sự coi thường ấy lại càng khiến Từ đại sư tức giận hơn. Khoảng cách giữa hai bên chưa tới 10 mét. Thằng oát con, mày đã chọc tức tao thành công rồi đấy. Vừa nói Từ đại sư vừa duỗi bàn tay to lớn của mình về phía đầu Diệp Lâm. Tao sẽ bóp nát đầu mày. Diệp Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, bước đi thong thả. Khoảng cách hai bên rút ngắn dần, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Bàn tay to lớn như chiếc ô được mở ra, bao phủ đầu Diệp Lâm. Bàn tay chợt dùng sức đập mạnh xuống. Diệp Lâm không ngẩng đầu cũng không dừng bước, không rảnh để nhìn. Chỉ là vào giây phút đi qua người đối phương, anh đột nhiên vung tay lên về phía bên kia của đối phương. Một tiếng bốp vang lên. Chỉ thấy thân hình to lớn của Từ đại sư giống như viên đạn bác được bản ra, và đập khắp nơi. Rầm, lại là một âm thanh trầm nặng khác vang lên. Sau khi bị hất văng xa ra 100 mét, cuối cùng thân thể của Từ đại sư cũng đập vỡ vào một bức tường khác của đại sảnh,
cả người ông ta bị chôn vùi dưới đám đất đá vụn. Tiếng hò reo hoan hô ở phía bên kia đột ngột im bặt. Trong phút chốc, đại sảnh tầng 1 như biến thành một tòa tháp cổ nghìn năm, im lặng đến rợn người. Mọi người đồng lòng quay lại nhìn bức tường mà từ đại sư đã va đổ. Cả đám mắt trợn trừng, miệng há hốc, cằm sắp rơi xuống mặt đất tới nơi. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, tao đang nằm mơ à? Mẹ kiếp, sao mày lại véo tao? Đây không phải mơ, mà là sự thật. Đó là từ đại sư giả đúng không? Làm sao ông ta có thể bị người ta tát bay được? Là giả, nhất định là giả. Việc từ đại sư không chịu được một chiêu như thế khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi nghi ngờ nhân sinh, nghĩ mãi cũng không rõ tại sao. Tông sư cấp 7, bị đánh bại dễ dàng như vậy sao? Tô Cửu Xuyên cũng sửng sốt, cảm thấy khó có thể tin được. Chuyện này, sao có thể chứ? Hắc Long cau mày, cũng kinh ngạc không kém. Gã còn tưởng rằng đây là cuộc chiến mà phần thắng đã nghiêng về một bên, thế nhưng không ngờ tới, phần thắng không nghiêng về bên ta mà nghiêng về bên phía đối thủ. Rõ ràng từ đại sư đã dốc toàn lực, tại sao vẫn? Nghĩ tới đây, Hắc Long không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, không dám nghĩ nữa. Đường đường là tông sư cấp 7, dùng toàn lực ứng chiến thế nhưng lại bị một cái tát của đối phương đánh bay ư. Nếu chuyện trước mắt đây không có ẩn số nào, khác nữa thì tất cả đều là thật. Vậy thì, thực lực của thằng nhãi ấy cũng khủng bố quá đi ấy chứ. Hắc Long bỗng tỉnh táo lại, gã vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm thì phát hiện Lâm đã đi tới trước mặt mình. Tuy rằng anh đi một cách thong thả nhưng gã lại cảm nhận được 10 phần uy áp. Thậm chí trong giây phút đối diện với Diệp Lâm, Hắc Long còn cảm giác được hình như có một cơn gió lớn thổi quét qua mặt, khiến người ta kinh hãi hít thở không thông. Mày, rốt cuộc mày là ai? Hắc Long sợ hãi trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia của anh khiến gã có cảm giác giống như nhìn xuống một cái vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Diệp Lâm đứng yên, sau đó lấy Long Vương lệnh ra. Tao, Diệp Lâm, Long Vương mới của thế giới ngầm. Chủ nhân của Long Môn. Thấy lệnh như thấy Long Vương. Hắc Long, sao mày vẫn còn chưa quỳ xuống? Giọng nói Diệp Lâm vang vọng. Mỗi lời anh thốt ra đều giống như một viên đạn bắn phá xung quanh. Đổi lại là trước đây nếu có người dám tự nhận mình là Long Vương nếu không bị đánh hội đồng thì cũng bị người ta cười tới rụng răng. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Lâm dùng một chiêu đánh bại từ đại sư thì mọi người tại hiện trường đều nín thở, không ai dám nghỉ ngờ thêm nữa. Chỉ có Hắc Long vẫn bày ra vẻ mặt không phục. Long Vương của thế giới ngầm, mày, không thể nào, tuyệt đối không thể. Hắc Long lùi lại vài bước, không thể chấp nhận được sự thật này. Cho dù mày mạnh đến đâu thì mày cũng không phải là Long Vương. Mày nhặt được Long Vương lệnh ở đâu? Muốn trở thành Long Vương thì không thể chỉ dựa vào một tấm bệnh bài. Long Vương lệnh chỉ là một thứ mang tính biểu tượng. Nếu muốn ngồi lên ghế Long Vương thì cần phải thỏa mãn một tiêu chí quan trọng nữa. Mấy năm qua 9 người bọn họ không thể bầu ra Long Vương mới chính là vì không ai có thể thỏa mãn được tiêu chí ấy. Ồ, thứ mày nói là cái này à? Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức hiểu được ý của đối phương. Anh khuỵu gối, ngồi xổm xuống từ từ bày ra tư thế khởi đầu. Trong phút chốc, toàn thân Diệp Lâm xuất hiện khí thế như hổ gầm, rồng ngâm. Chuyện này, Hắc Long thấy thế bày ra vẻ mặt như gặp quỷ, gã hoảng sợ hai mắt trợn trừng. Cảnh tượng trước mắt còn khiến gã kinh ngạc hơn cả lúc nhìn thấy Diệp Lâm dùng một chiêu đánh bại từ đại sư. Mày học cái này ở đâu? Diệp Lâm bình tĩnh trả lời, mày đoán xem. Nói xong, Diệp Lâm tiến lên phía trước, giơ tay đẩy một cái. Phi Long tại thiên. Trong khoảnh khắc cú đấm xuất hiện còn kèm theo. Một tiếng rồng ngâm, lực nắm đấm giống như một con rồng dài, ngay lập tức xuyên qua lồng ngực Hắc Long. Hô! Hắc Long rên rỉ một tiếng, gã che ngực lùi lại vài bước. Sao mày biết Long Quyền? Hắc Long không để ý tới vết thương trên người, vẻ mặt đầy kinh hãi. Chiêu thức này ngoại trừ lão Long Vương kia, lần đầu tiên gã nhìn thấy có người thứ ba sử dụng được. Thậm chí uy lực của cú đấm ấy còn hơn cả khi gã sử dụng. Cùng lúc đó, đám đàn em của Hắc Long cũng náo động. Đó là tuyệt kỹ nổi tiếng của đại ta chúng ta Phi Long Tại Thiên. Thằng nhóc đó, sao nó có thể biết chiêu này chứ? Chẳng lẽ nó thật sự là Long Vương mới ư? Đối mặt với sự bàng hoàng và nghi ngờ của mọi người, Diệp Lâm không đáp lời mà tiến thêm một bước, song quyền đấm ra. Song Long Thủ Thủy. Growl.
Lại có một đợt tiếng rồng ngâm vang lên. Song quyền tả xung hữu đột, thế tấn công khủng bố ấy khiến Hắc Long có cảm giác bị hai con rồng quấn quanh thân, hít thở không thông. Đây không phải là tuyệt kỹ của Thanh Long sao? Nó cũng biết chiêu này ư? Sự kiên trì ban đầu của Hắc Long đã bắt đầu giao. Động. Long quyền vốn được chia thành 9 chiêu, lão. Long Vương truyền cho 9 đứa con nuôi của mình mỗi đứa một chiêu thức khác nhau, mỗi người tinh thông một chiêu. Lão Long Vương từng nói, người có Long Vương lệnh và thông thạo 9 chiêu Long quyền sẽ trở thành Long Vương đời tiếp theo. Lúc đầu, Hắc Long nhìn thấy Diệp Lâm cầm Long Vương lệnh cũng không chấp nhận. Nhưng khi thấy anh liên tiếp tung ra hai Long quyền, Hắc Long đã hoàn toàn kinh hãi. Chẳng lẽ, truyền nhân của Lão Long Vương thật sự đã trở lại? Không chờ cho Hắc Long kịp phản ứng. Cú đấm thứ ba của Diệp Lâm đã từ trên trời giáng xuống. Long chiến vu dã dầm. Trong đại sảnh lại vang lên tiếng rồng gào, giống như động đất sóng thần, ầm ầm trên đỉnh đầu. Lưng của Hắc Long như bị kim đâm, gã không chống đỡ nổi phịch một tiếng, hai đầu gối nện vỡ nền đất, bị uy áp ép cho quỳ xuống. Diệp Lâm đứng ở trước mặt Hắc Long, lạnh lùng nói, Lão Long Vương đã dạy tao 9 chiêu Long Quyền. 3 chiêu Long Quyền tao chỉ sử dụng 1/10 thực lực. Nếu như mày còn không tin, tao có thể tiếp tục, chỉ có điều tao sợ mạng nhỏ của mày sẽ gặp nguy hiểm đấy. 3 chiêu Long Quyền này tuy được Diệp Lâm dùng sức áp chế, thế nhưng cũng đã đánh cho Hắc Long gần chết. Lại đánh thêm quyền thứ 4, Diệp Lâm không chắc Hắc Long còn sống hay không. Mà giờ phút này, 3 chiêu Long Quyền cũng đủ khiến Hắc Long buông bỏ khúc mắc trong lòng, hoàn toàn phục tùng. Tôi tin, Hắc Long chấp tay, quỳ một gối, run giọng nói, Hắc Long. Cung nghênh Long Vương. Hắc Long vừa thần phục, đám người xung quanh. Sao dám chậm trễ nữa? Cả đám quỳ một chân xuống, đồng thanh kêu lên. Cung nghênh Long Vương. Cung nghênh Long Vương. Cung nghênh Long Vương. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh vang lên tiếng gầm như động đất sóng thần, cả đám họ hét gọi Long Vương. Cảnh tượng này khiến Tô Cửu Xuyên và đám người giàu có đến từ Yến Kinh chết lặng. Chỉ thấy Diệp Lâm kiêu ngạo đứng đó, còn đám người xung quanh lần lượt cúi đầu. Mà đám người Tô Cửu Xuyên cũng không dám khiến cho người khác chú ý cho nên chỉ có thể làm theo đám đông ngồi xổm trên mặt đất, không dám hé răng. Bọn họ cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh tượng Hắc Long kế nhiệm, thế nhưng không nghĩ tới giữa đường lại xuất hiện một Long Vương mới. Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đến tận lúc này Tô Cửu Xuyên vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì. Ông ta lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Lâm vài lần. Trong lòng lại nghi hoặc. Thằng nhóc này thật sự là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp à? Sao bây giờ lại biến thành Long Vương của thế giới ngầm rồi? Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng. Đám người nhanh chóng ngậm miếng, thậm chí không dám thở mạnh. Hiện trường lại khôi phục sự im lặng chết chóc. Diệp Lâm quét mắt nhìn xung quanh rồi mở miệng hỏi, Hắc Long. Không phải hôm qua tôi đã bảo người chuyển lời cho ông sao? Tôi bảo ông triệu tập đám rồng con kia tới đây gặp tôi. Sao bây giờ lại chỉ có mình ông? 8 người kia đâu? 9 đứa con nuôi của thất sư phụ kẻ nào kẻ đấy thực lực phi phàm, thống trị một phương. Mà thất sư phụ cũng từng nói, nếu bọn họ phục tùng thì có thể trọng dụng, nếu như không phục vậy diệt hết đi. Nhưng Diệp Lâm không ngờ tới lần đầu tiên anh dùng Long Vương lệnh triệu tập mọi người, thế mà trong 9 người lại chỉ có một người có mặt. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Lâm, Hắc Long sợ tới mức vã mồ hôi, gã vội vàng nói, thưa Long Vương. Tôi đã thông báo tới những người khác, chỉ có điều. Hắc Long bày ra bộ dạng khó xử, tình huống có hơi phức tạp gã không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ có điều cái gì? Diệp Lâm hỏi, chỉ là nay đã khác xưa. Hắc Long thở dài n. Sau khi Lão Long Vương mất tích, 9 người bọn tôi vì tranh giành quyền lực mà đối địch lẫn nhau. Hiện tại mỗi người đã tới một quốc gia riêng xưng bá, không ảnh hưởng tới nhau. Bọn họ không nghe lời tôi nói. Nghe vậy Diệp Lâm gật đầu. Thất sư phụ đã đoán được chuyện này, cho nên mới để cho Diệp Lâm cầm Long Vương lệnh chỉnh đốn lại. Long môn, tránh việc 9 người bọn họ chém giết lẫn nhau. Diệp Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì ông hãy báo cho bọn họ toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tiếp tục lấy danh nghĩa của tôi triệu tập bọn họ, bảo bọn họ 3 ngày nữa tới đây gặp tôi. Người tới gặp sau 3 ngày, chịu phạt chặt tay. Kẻ không chịu tới, giết không tha. Hắc Long nhận lệnh vội vàng sắp xếp, tất cả đứng dậy đi. Diệp Lâm vung tay lên, lúc này bọn họ mới từ từ đứng dậy, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Long Vương đại nhân, Hắc Long cúi đầu nói,
mời theo tôi tới tầng cao nhất của cao ốc này. Ngay lúc mọi người tiền hô hậu ủng Diệp Lâm đang bước vào thang máy thì phía bên ngoài đại sảnh lại truyền tới tiếng la hét chửi bới, âm thanh càng lúc càng lớn. Thằng nhãi Diệp Lâm đâu? Nó còn ở đây không? Mẹ mày, dám chặt một bàn tay của tao, chờ xem hôm nay ông mày hầu hạ mày thế nào đi. Chỉ thấy anh Cường một tay đeo băng vải, miệng cũng liên tục chửi bới nạt nộ xông vào trong. Chỉ là lần này sau lưng anh Cường là vài trăm tên anh em. Hóa ra trong lúc anh Cường tới bệnh viện băng bó miệng vết thương thì đàn em của hắn ta cũng nhanh chóng tìm người tới giúp đỡ. Hầu hết đám người từ khắp nơi của Long Môn được gọi đến Yến Kinh sau khi nghe việc anh Cường bị người ta chặt tay thì đều hồ hởi tới hỗ trợ. Nhìn thanh thế lớn như thế ngay cả Hắc Long cũng không khỏi hoảng sợ. Mẹ nó, cái đám này là người của ai? Hắc Long kinh ngạc hỏi. Mà đám thủ lĩnh ở một bên cứ mỗi khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám đông kia thì đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không dám lên tiếng. Người đâu, chạy rồi à? Anh Cường kiêu ngạo quay lại đại sạch lập tức đụng phải đám thủ lĩnh dưới trướng Hắc Long. Hắc Long Vương. Anh Cường sợ tới mức co rúm lại, sự kiêu ngạo ban nãy cũng bị ép xuống. Thằng nhãi Cường kia, mẹ mày đem nhiều người tới đây thế làm gì? Muốn tạo phản à? Hắc Long tức giận mắng một câu khiến anh Cường sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Hắn ta không nghĩ ra Hắc Long Vương không ngồi chờ trên tầng cao của cao ốc đi tự nhiên chạy xuống đây làm gì? Không phải mày tìm tao sao? Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, trở lại đại sảnh. Bản nãy ở bệnh viện anh Cường được bệnh viện thông báo là không thể nối lại bàn tay được nữa cho nên bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm cũng giống như gặp mặt kẻ thù thì đỏ mắt vậy. Anh Cường tức điên lên, cũng không quan tâm Hắc Long Vương đang ở nơi này, hắn ta chỉ vào Diệp Lâm tức. Giận nói, kẻ họ Diệp kia, mày còn dám ở đây sao? Mày chặt một tay của tao, tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu. Hắc Long Vương đại nhân, thằng nhãi họ Diệp này. Vừa nói anh Cường còn muốn giải thích vài câu với Hắc Long Vương. Thế nhưng Hắc Long thấy chỉ cảm. Thấy sợ hãi tới mức máu toàn thân chảy ngược. Gã không ngờ tới một tên đàn em dưới tay mình lại dám trở thành kẻ địch của Long Vương. Nếu như bị trách tội thì Hắc Long gã sao có thể chịu được. Con mẹ mày, thằng Oát Cường kia, mày ăn gan hùm mật gấu rồi đấy à? Hắc Long vừa nói đã vung tay tát một cái, anh Cường lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tên húy của Long Vương là thứ mà mày có thể gọi được à? Còn dám khiêu chiến Long Vương? Ông đây đánh chết mày. Hắc Long vừa ra tay thì người của gã lập tức chạy tới bắt anh Cường lại, chờ Long Vương ra tay xử lý. Long Vương, chuyện này, thằng nhãi này ư? Anh Cường bị đánh tới mức má sưng lên, cả người choáng váng. Hắn ta không thể liên tưởng được người trước mặt lại chính là Long Vương trong truyền thuyết. Anh không phải là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp sao? Mở mắt chó của mày ra nhìn cho rõ, đây chính là Long Vương mới. Hắc Long vô cùng tức giận, lại đá một cú khiến anh Cường ngã lăn quay trên nền đất, tiếp đó gã khom người nói, mong Long Vương đại nhân bớt giận. Chuyện này phải xử lý thế nào, mong Long Vương quyết định. Mà lúc này đám người anh Cường cũng đồng loại có phản ứng. Cả đám quỳ lạy van xin, bọn em có mắt như mù, thật sự không biết chuyện này mày. Mong Long Vương thương xót tha cho mạng chó của bọn em đi. Diệp Lâm lạnh lùng liếc qua những người này, tất nhiên là anh lười ra tay. Hứa Như Hải bảo mày đối phó với tao thế nào? Diệp Lâm tò mò hỏi. Thưa Long Vương, anh Cường lập tức trả lời, ông A bảo em chặt tứ chỉ của anh sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá ăn. Hắc Long nghe thế thì giận tím mặt, cái gã họ Hứa này thật to gan. Tôi sẽ lập tức phái người tới làm thịt ông tai. Ngược lại là Diệp Lâm lại bình tĩnh nói, có qua mà không có lại chính là thất lễ. Tao có thể cho bọn mày một con đường sống, nhưng bọn mày biết phải làm gì mà đúng không? Anh Cường ngẩn ra, sau đó hiểu ra lập tức nói, Long Vương đại nhân cứ yên tâm, bây giờ bọn em sẽ đi tìm lão già họ Hứa kia để tính sổ. Nợ máu phải trả bằng máu. Ngay sau đó anh Cường lại dẫn đám người đông nghịt đi ra khỏi cao ốc. Mà Diệp Lâm cũng đi theo đám người Hắc Long lên tới tầng trên cùng tới tầng trên cùng. Đúng lúc này đám cảnh vệ Yến Kinh canh giữ ở ngoài nhìn thấy hàng trăm người vội vã ra vào thì không khỏi thắc mắc không biết bên trong cao ốc đã xảy ra chuyện gì. Theo tôi vào xem xét tình hình. Kim Lũ Y vung tay lên, nhanh chóng dẫn theo một đội bước vào tòa cao ốc. Uây, mau nhìn kìa, là chỉ huy Kim, Kim Lũ Y, đẹp trai quá. Chỉ huy Kim là thần tượng của tôi đó. Cuối cùng hôm nay cũng được thấy tận mắt rồi. Dáng người Kim Lũ Y hiên ngang,
cô vừa xuất hiện trong tòa cao ốc đã khiến đám người đẹp ở trước quầy phục vụ không ngừng thét lên, cả đám như hóa thân thành fan cuồng vậy. Tuy Kim Lũ Y là con gái thế nhưng lại thông thạo. Cưỡi ngựa bản cung, võ nghệ siêu quần, tuổi còn trẻ mà đã có thể làm chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh. Hơn nữa cô còn có gương mặt xinh đẹp, khí chất tuyệt trần, chính là dạng người vừa có thực lực vừa có dung mạo, thuộc về dạng mà người dân ai cũng yêu thích sùng bái. Đặc biệt là đám phụ nữ thuộc thế hệ mới lại càng xem Kim Lũ Y như thần tượng, làm mục tiêu hướng đến. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Ai nói phụ nữ nhất định phải giỏi thêu thùa bếp núc? Phụ nữ cũng có người không thích trang điểm mà lại yêu thích vũ khí, bọn họ cũng có thể ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp như đàn ông. Lúc này chỉ thấy Kim Lũ Y vẫy tay một cái, hai đội cận vệ lập tức tiến vào khống chế cục diện. Chỉ là đám người Diệp Lâm và Hắc Long đã đi thang máy lên trên rồi. Kim Lũ Y nhìn lướt qua đám người ở đây, lạnh giọng hỏi, ai cho phép các người tụ tập ở đây? Đã báo cáo với bên chính phủ chưa? Ông chủ Hắc Long của các người đâu? Bảo ông ta ra đây gặp tôi. Nghe vậy, đám người đẹp ở trước quầy phục vụ sợ hãi rụt rè trả lời, ông chủ của bọn tôi đang đón tiếp một vị khách quan trọng, bọn họ đang ở trên tầng. Khách gì? Kim Lũ Y truy hỏi, là ai? Làm ra động tĩnh lớn thế này, muốn làm loạn à? Chỉ một tòa cao ốc Long Môn thế này mà tụ tập cả chục nghìn người, từ khi làm cận vệ của Yến Kinh tới nay đây là lần đầu tiên Kim Lũ Y thấy nhiều người tụ tập như vậy, chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Đó là, dưới hoàn cảnh bị Kim Lũ Y ép hỏi, cô gái trước quầy phục vụ không còn cách nào đành phải tiết lộ sự thật, là vì nghênh đón Long Vương. Cái gì? Long Vương ư? Long Vương của thế giới ngầm à? Kim Lũ Y nghe thế thì giật mình, ngay cả đám cận vệ xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Long Vương của thế giới ngầm có uy danh hiển hách, ai mà không biết chứ? Trước kia để trấn áp người này, bên chính phủ phải điều động 3 vị cường giả cấp chiến thần, chặn đầu chặn đuôi mới có thể bắt được người đó, sau đó lại áp giải người đó tới giam giữ tại một ngục giam bí mật. Từ đó về sau các thế lực ngầm sụp đổ, chia bè chia phái. Chẳng lẽ là người đó vượt ngục? Kim Lũ Y cảm thấy không ổn lắm, nếu thực sự là Long Vương vượt ngục đang ẩn náu ở đây thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Không, không, không phải. Người đẹp trước quầy phục vụ vội vàng giải thích. Không phải là Lão Long Vương. Là một vị Long Vương mới. Nghe nói là truyền nhân của Lão Long Vương. Nghe thế, đám cận vệ đang căng thẳng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Long Vương mới. Kim Lũ Y nhăn mày, cô vẫn không dám xem nhẹ chuyện này. Cho dù người đó chỉ có 1/2 thực lực của Lão Long Vương thì cũng vô cùng khó giải quyết. Chết tiệt, Kim Lũ Y nghĩ thầm. Cha nuôi vừa mới rời khỏi Yến Kinh, không chỉ Hắc Long trở về mà lại còn xuất hiện thêm một truyền nhân của Long Vương nữa. Đúng là rắc rồi mà. Bọn họ tụ tập lại với nhau thế này chỉ sợ là lại muốn làm chuyện gì đó. Đưa tôi đi gặp bọn họ, Kim Lũ Y nghiêm mặt nói. Kim Lũ Y định tự mình đi gặp tên Long Vương mới này. Chuyện này, đám người đẹp ở trước quầy phục vụ có hơi khó xử, tôi gọi điện thoại hỏi thử xem sao. Nói chuyện một lúc. Quả nhiên là bị từ chối. Ông chủ chúng tôi nói hôm nay phải đón Long Vương mới cho nên không tiện gặp khách, hẹn cô vào. Hôm khác, Kim Lũ Y trầm ngâm suy nghĩ, nếu như bản thân dẫn người xông vào khó tránh khỏi hai bên sẽ xảy ra xung đột, bản thân lại trở thành kẻ gây loạn. Vậy đành lui một bước vậy, dù sao đám người Hắc Long cũng chỉ tụ tập đông người chứ chưa gây ra chuyện gì, cho dù là cận vệ của Yến Kinh cũng không có lý do gì để bắt người cả. Vậy được. Hôm khác tôi sẽ tới chào hỏi. Kim Lũ Y vừa mới quay người rời đi thì như nghĩ tới cái gì, bước chân cô hơi ngừng lại, tiếp tục nói, truyền lời cho Hắc Long rằng nếu quay trở lại Yến Kinh, ở trong thành phố này thì phải thành thật một chút. Cận vệ Yến Kinh bọn tôi sẽ để mắt tới các ông. Đi, Kim Lũ Y vung tay lên dẫn mọi người rời đi. Lúc này, đại sảnh tầng trên cùng. Diệp Lâm đang ngồi trên ghế Long Vương, bộ dạng cao ngạo quần hùng. Mà Hắc Long vì Diệp Lâm tự mình giới thiệu từng cấp dưới của mình và mọi chuyện của Long Môn. Mọi người đều tuyên bố từ nay về sau sẽ trung thành với Diệp Lâm, tôn sùng anh là Long Chủ, tuyệt không hài lòng. Đây là ông chủ Tô. Sau khi giới thiệu người của mình xong, Hắc Long giới thiệu tới mấy vị khách ở bên cạnh. Người đầu tiên được giới thiệu đương nhiên là người của một trong 10 gia tộc lớn giàu có bậc nhất nhà họ Tô. Nhà họ Tô, Diệp Lâm nhướng mày, anh nhớ Bạch Vi Vi từng nói. Có 5 gia tộc lớn dựa vào nhà họ Bạch để phát triển, nhà họ Tô là một trong số đó. Tôi là Tô Cửu Xuyên. Tô Cửu Xuyên vội vàng cúi đầu nói,
hôm nay may mắn thấy được thực lực của Long Vương, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục, nhà họ Tô chúng tôi nguyện thành lập liên minh với Long Vương. Diệp Lâm liếc nhìn Tô Cửu Xuyên, sau đó hỏi lại, có phải nhà họ Thôi đã thông báo tới gia tộc của các người rằng mấy ngày nữa sẽ có một buổi tụ họp của năm gia tộc lớn không? Ý của ngài là tin đồn về việc nhà họ Bạch sắp quật khởi đúng không? Tô Cửu Xuyên gật đầu, tôi cũng nghe được một chút tin tức, nghe nói có một vị cường giả tới nhà họ Bạch, sau đó chỉ dùng một đêm đã hàng phục được nhà họ Thôi. Ấy! Nói tới đây, Tô Cửu Xuyên đột nhiên giật mình nói, chẳng lẽ chỗ dựa của nhà họ Bạch chính là Long Vương ngài đây? Diệp Lâm gật đầu nói, đúng, là tôi. Tôi có kế hoạch muốn giúp nhà họ Bạch quật khởi, tới lúc đó vẫn phải cần sự giúp sức của năm gia tộc lớn các người. Tôi không biết năm gia tộc lớn các người có ân oán gì với nhà họ Bạch nhưng mọi chuyện đều đã là chuyện quá khứ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nắm giữ đại cục, mọi việc phải nghe theo tôi. Lúc diễn ra hội nghị, nhà họ Tô các người chắc hẳn hiểu rõ bản thân nên nói gì và nên thể hiện lập trường như thế nào đúng không? Tô Cửu Xuyên lập tức hiểu ra, ông ta nhanh chóng nói, nhà họ Tô chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với Long Vương Đại Nhân đây, cùng tiến cùng lui với ngài. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Giờ đây, thế lực ngầm của Hắc Long đã hoàn toàn bị anh thu phục. Đợi đến hội nghị lần tiếp theo, chính là lúc anh có thể sử dụng thế lực của năm gia tộc lớn. Dù là về mặt tiền tài hay quyền thế, bản thân đều đã có vốn liếng để đè ép nhà họ Diệp. Chuyện đoạt lại nhà họ Diệp chỉ là chuyện trong tâm tay. Đang bàn bạc việc trong phòng thì đột nhiên một người phụ vụ chạy vào thông báo rằng Kim Lũ Y dẫn theo đội cận vệ Yến Kinh tới đây, muốn gặp anh. Kim Lũ Y, tại sao cô lại tới đây? Diệp Lâm cau mày, cũng không để ý nhiều đáp, không gặp. Vừa đuổi người phục vụ thông báo về việc của Kim Lũ Y đi thì lại có một người phục vụ khác hoảng sợ chạy tới báo. Báo cáo Long Vương, xảy ra chuyện không hay rồi. Có một lão già tới đây chỉ đích danh rằng tìm gặp Hắc Long, chúng tôi đã đóng cửa bảo không tiếp khách thế mà ông ta lại đánh thẳng lên tới đây, không ai có thể ngăn cản được. Nghe vậy, Hắc Long vừa kinh ngạc vừa tức giận, hửi ai dám tìm tao gây chuyện. Chán sống rồi à? Gã còn chưa nói xong bên ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói già nua. Chính là già đây, chỉ thấy một ông già gầy gò, râu tóc bạc trắng, mặc áo vải, tay cầm một cây gậy dài đứng ngoài cửa phòng. Đại ca, chính là lão ta, tên đàn em kia sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Ông là ai? Hắc Long giật mình, không nhận ra lão già này. Lão Triệu phái tôi tới đây, lão già chậm rãi nói. Bảo tôi dạy cho cậu một bài học. Ông cụ Triệu sao? Hắc Long nghe vậy, chợt hiểu ra. Thì ra là ông cụ Triệu cử người đến. Chắc chắn vì ngày đó mà gã đã nuốt lời, muốn lấy lại tượng Phật Ngọc. Vốn dĩ mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch nhưng không ngờ Diệp Lâm lại xuất hiện giữa chừng khiến mọi chuyện lại thay đổi. Hóa ra là ông cụ Triệu cử người đến. Diệp Lâm thấy vậy, không khỏi lại nhìn ông già kia thêm mấy lần, trong lòng đánh giá thực lực của người lão già này. Việc đó quả thực là tôi đã làm sai. Hắc Long thấy có người tìm đến cửa nhà mình, gã không muốn làm lớn chuyện nên chủ động thừa nhận sai lầm nói, thay tôi xin lỗi ông cụ Triệu. Ngày khác tôi sẽ chuẩn bị một món quà khác, đến cửa thăm hỏi. Ha ha, ông già cười lạnh một tiếng, nếu xin lỗi có ích thì già này sẽ không cần đến. Hắc Long cau mày nói, xem ra ông không muốn từ bỏ nhỉ. Ông cụ Triệu đã ra lệnh cho tôi phải dạy cho cậu một bài họ. Ông già tiếp tục nói, để cậu có trí nhớ tốt hơn. Nhớ cho kỹ nhà họ Triệu không phải là chỗ mà lũ chuột trong cống có thể quấy rối. Lời nói khinh thường của ông lão lập tức khiến mọi người ở Long Môn tức giận. Đúng là nhà họ Triệu từng là một gia tộc quan lại trịch thượng nhưng sau đó bọn họ lại quay qua kinh doanh, trở nên giàu có. Đương nhiên, họ coi thường các thế lực ngầm như Hắc Long. Trong mắt ông cụ Triệu, đám người Hắc Long không khác gì chuột trong cống ngầm, đều không thể xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Thật ngông cuồng. Lúc này Từ đại sư ở bên cạnh bước ra. Đại ca, để tôi ra gặp ông ta đi. Hắc Long nói, lão Từ, cẩn thận chút, ông ta là cung phụng nhà họ Triệu, nhất định là thực lực không yếu. Yên tâm đi, Từ đại sư rất tự tin vào chính mình, tôi không đánh lại Long Vương thì cũng thôi đi, chẳng lẽ lại không thể đánh lại một ông già à? Từ đại sư vẫn không tin, bản thân ông ta là một cao thủ võ đạo cấp 7, lại có thể ngã xuống hai lần trong cùng một ngày ư. Tuy rằng vừa mới giao thủ với Diệp Lâm bị một cái tát đánh bay đi nhưng Diệp Lâm cũng không động thủ thật. Hơn nữa chính ông ta khổ luyện một thân công phu, cho nên cũng không bị thương nặng.
Giờ đây, lại bái kiến Long Vương mới cho nên từ đại sư cũng nóng lòng muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. Vừa lúc dùng ông già trước mặt này luyện tập, một lần nữa lập uy. Tốt nhất các người nên lên cùng nhau cả đi. Ông già lấy côn ra đập xuống đất, bình tĩnh nói, tôi đang vội. Muốn dương oai ở trong Long Môn của chúng ta, trước hết phải vượt qua ta đã. Từ đại sư lại lần nữa phấn chấn tinh thần, cơ bắp và xương cốt toàn thân đột nhiên phát triển, dường như mỗi bước đi lại càng cao thêm một cái đầu. Loại khổ luyện một thân công phu này chỉ miễn cưỡng tính là cao thủ cấp 3. Ông già hơi nheo mắt lại, muốn đấu với tôi, ít nhất phải có thực lực trên cấp 3 mới được. Hơi lại còn cấp 3, cũng không sợ gió lớn thổi rách lưới. Cách đối thủ tầm 10 mét, từ đại sư đột nhiên đấm một quyền ra, giống như mãnh hổ xuống núi, đầy khí thế. Nếm thử một quyền của tôi đã. Đối mặt với khí thế rào rạt của từ đại sư, ông lão hơi nâng côn trong tay lên, rồi bất ngờ dùng khí thế quét ngang ngàn quân ra tay. Vùi! Một âm thanh xuyên qua bầu trời truyền đến. Từ đại sư chỉ cảm thấy hơi thở của mình như trở nên nặng nề hơn. Bùm! Một giây tiếp theo, ông ta còn không kịp phản ứng. Chỉ thấy thân hình to lớn của từ đại sư giống như một quả bóng chảy bị hất văng ra xa hơn 10 mét. Hít! Đám người Hắc Long nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Không ai ngờ rằng từ đại sư ở trong tay đối phương, ngay cả một chiêu cũng không thể đỡ được. Lúc này, sau khi từ đại sư chật vật ngã xuống đất, toàn thân đã tê dại. Ông ta chỉ muốn nằm yên một lát. Chuyện liên tiếp thất bại trong một ngày đã giáng một đòn nặng nề vào sự tự tin của ông ta. Ông, rốt cuộc ông là thần thánh phương nào? Hắc Long kinh ngạc hỏi. Già này đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Phàm. Vừa nói, côn trong tay ông lão vừa đập mạnh xuống đất. Tức thì, một vết nứt ngoằn ngoèo uốn lượn xuất hiện trên mặt đất, lan thẳng đến chân của Hắc Long. Hít! Hắc Long chỉ cảm thấy lòng bàn chân tê dại, bịch bịch. Thân thể bị đẩy lùi lại vài bước. Hắc Long, nhận cái chết đi. Ông lão tên Vương Phàm nghiêm mặt nói. Vương Phàm, Vương Phàm, Hắc Long lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên nhớ đến một người, ông. Ông chính là giáo đầu dạy thương bổng ở phủ Đô Uy Vương Phàm, Vương giáo đầu ư. Ông lão cười ha hả, lão phu đã sớm cáo lão về quê, không còn là giáo đầu gì nữa. Quả nhiên là ông, sắc mặt Hắc Long đại biến. Chẳng trách từ đại sư, người có năng lực nhất trong số đám người của gã, lại bị chỉ bại trong một chiêu. Thì ra là, Vương giáo đầu, từ đại sư đang nằm trên mặt đất lập tức lấy lại tự tin, cảm thấy mình không thua oan. Nếu có thể đánh thắng Vương giáo đầu mới là gặp quỷ đấy. Chỉ là một giáo đầu dạy thương bổng thôi, rất nổi tiếng à. Nhìn thấy mọi người phản ứng rất lớn, Diệp Lâm tò mò hỏi Tô Cửu Xuyên ở bên cạnh. Long Vương, ngài còn trẻ nên không biết, Tô Cửu Xuyên thấp giọng giới thiệu, người này mặc dù là giáo đầu dạy thương nhưng lại nổi tiếng toàn thế giới. Hầu hết cận vệ ở Yến Kinh đều do một tay ông ta huấn luyện. Một tay cầm côn của ông ta có thể lấy đầu của tướng địch giữa hàng nghìn quân. Nghe nói thực lực của ông ta là người mạnh nhất dưới chiến thần đấy. Ồ, có thể so sánh với thực lực của chiến thần sao? Diệp Lâm âm thầm gật đầu, chỉ sợ ngay cả Hắc Long cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nhưng nếu đối phương đã gọi đến tên, muốn dạy dỗ mình thì Hắc Long cũng không còn cách nào khác đành căn răng ra ngoài chiến đấu chống lại kẻ thù. Thì ra là Vương giáo đầu, bất kính rồi. Hắc Long ôm quyền, vậy để tôi lĩnh giáo một chút, thủ đoạn của Vương giáo đầu vậy. Mời, Vương Phàm vung vẩy côn trong tay, một côn nâng lên, hướng thẳng về phía Hắc Long. Hắc Long thấy vậy cũng không dám lơ là, rút đao ở eo ra, dùng đao nghênh địch. Xoảng một tiếng giòn vang, trong nháy mắt đao và côn chạm vào nhau. Cổ tay Vương Phàm khẽ lay động, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát. Vậy mà lại đánh gãy đồng thời cả hai cây đao của Hắc Long. Hít hai Hắc Long thấy thế, hít sâu một hơi. Không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể bỏ đao vung nắm đấm lên, tiếp tục tấn công hung hãn. Phi Long tại thiên, Hắc Long sử dụng Long quyền độc môn của mình, kèm theo tiếng rồng gầm đánh thẳng vào mặt của đối thủ. Vương Phàm thấy vậy cũng thu tay lại. Côn trong tay giống như rắn chui vào hang, nháy mắt đã bị thu trở về. Ngay sau đó, cây côn lại xuất hiện như rồng, quyền và côn giao nhau. A! À, Hắc Long hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy xương trên tay mình vỡ vụn. Dưới uy áp khủng khiếp, toàn thân gã không chịu khống chế mà ngã về phía sau. Vương Phàm dùng một côn làm gãy đao, một côn làm cụt tay. Động tác rất dứt khoát, lưu loát, không có bất kỳ sự cầu thả nào.
đánh Hắc Long đến mức không còn chút sức lực chống cự. Nhưng sau khi làm Hắc Long bị thương nặng, Vương Phàm vẫn không dừng lại. Ngược lại tiếp tục múa may côn trong tay, đánh thật mạnh về phía đầu Hắc Long. Nhìn thấy vậy, Hắc Long toát mồ hôi lạnh hét lên một tiếng, mạng ta xong rồi. Bị đánh vào đầu, dù không chết cũng sẽ tàn phế. Đúng lúc cây côn chuẩn bị đánh vào mặt Hắc Long, Diệp Lâm đã hành động. Anh lắc mình một cái, đi đến bên cạnh Hắc Long. Ra tay vững vàng tiếp được cây côn. Đủ rồi, Diệp Lâm bình tĩnh nói, trở về nói với ông cụ Triệu, nể mặt Diệp Lâm tôi. Việc này dừng ở đây đi. Hửm, một côn này của Vương Phàm thất bại, thấy côn bị người thanh niên trước mặt nắm chắc trong tay, không khỏi có chút kinh ngạc. Thế nhưng, nhìn thấy Diệp Lâm lại vì Hắc Long ra tay, ông ta lại cho rằng bọn họ cũng là cùng một nhóm cho nên không khỏi cảm thấy khinh thường. Cậu nghĩ cậu là ai? Cũng xứng để ông cụ Triệu nể mặt cậu à? Vương Phàm không biết sáng nay Diệp Lâm đã cứu mạng ông cụ Triệu, có ơn với nhà họ Triệu. Sau khi ông cụ Triệu xuất không để lộ việc này về đến nhà cũng. Vừa nghe nói người Hắc Long đang ở Yến Kinh, để trả thù cho đứa cháu gái nhỏ bị đoạt mất tượng Phật Ngọc, đã phái cung phụng Vương Phàm ở nhà đến dạy cho Hắc Long một bài học. Hắc Long hiện tại là người của tôi. Diệp Lâm cầm côn không buông tay, đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Vậy tôi cũng sẽ đánh cả chủ nhân là cậu. Nói xong, Vương Phàm lắc lắc cổ tay, thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng bị một côn này làm lay động, lùi về phía sau mấy bước, cánh tay cũng tê dần. Thầm nghĩ, không hổ là cường giả dưới chiến thần, thực sự rất mạnh mẽ. Dù vậy, Diệp Lâm vẫn đứng trước mặt Hắc Long không chịu nhường một bước nào. Chàng trai, tránh ra, cây côn trong tay Vương Phàm lại đập thật mạnh xuống đất. Một vết nứt lớn ngoa ngoèo bước thẳng về phía chân Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm cũng tiến lên một bước, đồng dạng chấn nát mặt đất. Một lực lượng vô hình nghênh diện tiến đến. Trong khoảnh khắc, hai lực lượng vô hình va chạm dưới sàn nhà, trực tiếp làm rung chuyển sàn nhà. Hả, Vương Phàm nhìn thấy vậy, không khỏi thầm kinh ngạc, chàng trai này được đấy, thật thú vị. Chẳng trách cậu dám ra vẻ trước mặt lão phu. Tức thì, lòng háo thắng của Vương Phàm cũng nổi lên, vậy để lão phu thử sức với cậu một lần. Vừa nói, côn trong tay Vương Phàm lại ra tay lần nữa, đánh thẳng đến như đạn đạo. Thấy vậy, Diệp Lâm nói với Hắc Long ở phía sau. Nhìn cho kỹ, phi long tại thiên không chỉ phải chỉ đảm bảo đuổi tốc độ mà sức mạnh của nó cũng phải được bộc phá. Nói rồi, Diệp Lâm đánh ra một quyền, đón đỡ một côn của đối thủ. Phi long tại thiên. Một quyền này của Diệp Lâm giống như một con rồng bay ra biển, tiếng rồng gầm nổi lên khắp nơi. Chỉ một thoáng, quyền và côn lại giao phong. Hai lực lượng giao nhau giống như sao hỏa đâm vào trái đất, phát ra âm thanh rền rĩ như sấm sét. Sau đó, đùng đùng đùng, một loạt âm thanh giống như tiếng pháo nổ. Côn trong tay Vương Phàm vậy mà đã vỡ thành từng mảnh. Cuối cùng, một lồng sức mạnh khủng khiếp như sóng to gió lớn lao tới như muốn nuốt chửng ông ta. Cộp cộp cộp, Vương Phàm vứt bỏ côn trong tay, lùi về sau hơn 10 mét mới miễn cưỡng lấy lại thăng bằng. Chàng trai rất được đấy, cậu. Vương Phàm dừng lại một chút, sau đó mới phát hiện toàn bộ cánh tay của mình đã mất đi chi giác, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu là ai? Nếu không phải vừa mới đối đầu, Vương Phàm sẽ không bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình sẽ bị đánh bại dưới tay một thiếu niên. Chẳng lẽ, mình đã già thật rồi? Tôi tên là Diệp Lâm. Diệp Lâm bình tĩnh nói, ông cũng đã dạy cho Hắc Long một bài học, không cần thiết phải đuổi cùng giết tận. Trở về nói với ông cụ Triệu, Hắc Long hiện tại là người của tôi. Tôi sẽ quản lý họ nhiều hơn. Chuyện này dừng ở đây đi. Những gì Hắc Long làm đều là gã gieo gió gặt bão. Nhưng tội lỗi không đến mức phải chết. Diệp Lâm, Vương Phàm lặp lại cái tên này, khắc ghi trong lòng, được rồi, tôi nhớ kỹ cậu. Hôm nay, tôi sẽ nể mặt cậu. Tạm biệt. Vương Phàm một tay ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Mãi đến khi Vương Phàm rời đi, trong đại sảnh yên tĩnh mới bắt đầu bùng nổ tiếng hoan hô. Trời ạ, Ngài Long Vương lợi hại như vậy sao? Ngay cả vương giáo đầu nổi tiếng lâu năm cũng không sánh được với Long Vương của chúng ta. Không cần phải nói, Ngài Long Vương của chúng ta chắc chắn chính là truyền nhân của Long Vương ngày xưa. Lão già nhỏ bé đó thật bư ồn cười. Vừa rồi ông ta đến còn rất coi thường chúng ta. Hiện tại cuối cùng ông, ta cũng biết được sự lợi hại của chúng ta rồi. Long Vương đại nhân thật mạnh mẽ.
Mọi người trong Long Môn càng ngày càng kính sợ và sùng bái Diệp Lâm Long Vương mới này. Đa tạ Long Vương đại nhân đã cứu, bằng không hôm nay tôi sợ là khó thoát một kiếp. Hắc Long vừa biết ơn vừa xấu hổ, hai đáng tiếc, cánh tay này của tôi đã bị phế rồi. Hắc Long nhìn cánh tay bị gãy của mình, thực lực của bản thân sau này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Diệp Lâm tiến lên, đỡ cánh tay gãy của Hắc Long lên, dùng sức một cái. Sau đó, lòng bàn tay vận khí, dùng sức nắm chặt. Hắc Long không biết tại sao, gã cũng không hiểu Diệp Lâm nắm lấy cánh tay gãy của mình làm gì. Chẳng lẽ còn nghi ngờ gã đang giả vờ à? Nhưng vào lúc này, Hắc Long đột nhiên cảm giác được chỗ cánh tay bị gãy có một loại cảm giác ấm áp. Ngay lập tức, lại có một loạt tiếng xương kêu răng rắc. Những chiếc xương vừa bị một côn kia đập nát đều đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tay, tay của tôi. Hắc Long cử động cánh tay bị đánh gãy của mình, quả thực không thể tin vào mắt mình. Tốt rồi, vậy mà lại tốt rồi. Hắc Long mừng như điên nhìn Diệp Lâm. Không ngờ Diệp Lâm lại có phương pháp diệu thủ hồi xuân như vậy. Cảm ơn Long Vương đại nhân. Hắc Long lại lần nữa quỳ xuống, đập đầu xuống đất. Từ nay về sau, Hắc Long nguyện ý làm thủ hạ cho Long Vương, thể sống chết đều theo. Lúc này, ở thư phòng nhà họ Triệu, ông cụ Triệu đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Ông cụ Triệu, xin thứ cho tôi nói thẳng. Ông thực sự định vì một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà công khai chống lại nhà họ Diệp ư? Nếu chuyện này mà trở nên nghiêm trọng thì có lẽ khó có thể kết thúc, sẽ gây bất lợi cho mọi người. Hy vọng ông cụ Triệu sẽ suy nghĩ kỹ. Một người đàn ông trung niên tên Viên Chỉ Cái từng là học trò của ông cụ Triệu, được đánh giá cao cũng được ông một đường đề bạt lên, hiện là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông cụ Triệu gọi người này tới cũng vì giúp đỡ Diệp Lâm như lời đã hứa, tra xét các khoản thuế của nhà họ Diệp, làm rung chuyển căn cơ của họ. Tuy nhiên, chuyện này đã bị Viên Chi Cái kịch liệt phản đối. Tôi nợ Diệp Lâm một ân tình lớn, ông cụ Triệu chậm rãi nói, người ta đã cứu mạng tôi, cho nên tôi vẫn phải giúp. Ha ha, Viên Chi Cái không cho là đúng, cười nói, ông cụ Triệu, hiện tại không phải ông rất tốt ư, sao có thể nói ân cứu mạng. Đừng để thằng nhóc kia lừa gạt. Chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà thôi. Ông cụ Triệu không cần phải bận tâm với người như vậy. Viên Chi Cái coi thường những người như vậy, cho, nên không muốn ra tay tương trợ. Sau một hồi thuyết phục và phân tích lợi hại của chuyện này, ngay cả ông cụ Triệu cũng có chút động lòng. Đúng lúc này, Vương Phàm đã trở lại. Vương giáo đầu, Viên Chi Cái thấy thế đã vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ông ta có một người con trai là võ sĩ, từng được Vương giáo đầu chỉ điểm và chăm sóc, hiện tại đã đạt được thành tựu phi thường. Vương giáo đầu, ông bị thương à? Ánh mắt của Viên Chỉ Cái rất sắc bén, chú ý đến cánh tay Vương. Phàm không được tự nhiên. Có chuyện gì vậy? Ông cụ Triệu vội vàng hỏi. Tôi đã dạy cho Hắc Long một bài học. Vương. Phàm cười khổ lắc đầu, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đánh bại trong tay một thiếu niên. Cái gì? Viên Chi Cái nghe thấy thế thì lấy làm kinh hãi, là thần thánh phương nào? Ngay cả Vương giáo, đâu không phải là đối thủ sao? Ông cụ Triệu cũng vừa kinh ngạc vừa bối rối, không ngờ bên cạnh Hắc Long lại có cao thủ ấn giấu sâu như vậy. Người này tên là Diệp Lâm, Vương Phàm tâm phục khẩu phục nói, đúng là thiếu niên xuất anh hùng. Cái gì, Diệp Lâm, sắc mặt Viên Chi Cái cứng đờ, đứa con bị nhà họ Diệp bỏ rơi kia sao? Sao có thể chứ? Gương mặt Viên Chỉ Cái lộ vẻ kinh hoàng. Đứa con nhà bị bỏ rơi vừa bị ông ta coi thường hóa ra lại là một cường giả hàng đầu. Thậm chí ngay cả thầy Vương cũng không phải đối thủ ư. Làm sao có thể? Khác biệt về địa vị này khiến Viên Chỉ Cái không thể tin được. Không thể là cùng một người được nhỉ? Viên Chỉ Cái tự an ủi, chắc chắn là cùng tên. Lúc này, ông cụ Triệu cũng bàng hoàng bối rối. Ông ấy chỉ biết Diệp Lâm có y thuật vô song nhưng chưa từng nghe nói qua thân thủ của Diệp Lâm như thế nào. Hơn nữa, đối thủ là một cường giả hàng đầu dưới chiến thần như Vương Phàm. Ông cụ Triệu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm một bức ảnh của Diệp Lâm để Vương Phàm xác nhận lại một chút. Không sai, chính là người trẻ tuổi này. Vương Phàm khen ngợi, thật là một người trẻ tuổi lợi hại. Sau khi được xác nhận, ông cụ Triệu cũng bị chấn động, không ngờ lại đánh giá thấp Diệp Lâm. Hóa ra anh lại là một anh hùng trẻ tuổi có y võ song toàn. Viên Chi Cái vẫn không thể tin được, hỏi, thầy Vương, ngài nhìn kỹ xem, có chắc chắn là cậu ta không? Vương Phàm cười nói, tôi cũng đâu có bị mờ mắt đâu,
vừa mới giao thủ với cậu ấy, sao có thể nhận nhầm người được? Ha 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 ha, ông cụ Triệu cuối cùng cũng cười lớn, vỗ vỗ vai học sinh mình nói, chi cái, thế nào? Tuy tôi đã già nhưng vẫn có mắt nhìn người đấy. Diệp Lâm này là một người rất phi thường. Nhà họ Diệp trục xuất cậu ấy sẽ là một mất mát to lớn đối với nhà họ Diệp. Viên Chi cái cười xấu hổ, không ngờ người mà mình vừa khinh thường lại có thể lợi hại như vậy. Vương Phàm cũng đồng ý với đánh giá của ông cụ Triệu. Không sai, tuổi còn trẻ như vậy mà chàng trai này đã có thực lực như thế, tương lai ắt vô hạn. Ông cụ Triệu tò mò hỏi lại, thầy Vương, theo ông thì Diệp Lâm đã học từ ai mà lại mạnh mẽ như vậy chứ? Vương Phàm trầm giọng nói, sau khi thua tôi cảm thấy kinh hãi, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng trên đường về, tôi nhớ lại tình hình chiến đấu lúc ấy thì cảm thấy chiêu thức của chàng trai trẻ này cương mãnh bá đạo, rất có quyền phong như trong quân lại làm cho tôi nhớ tới một người. Là ai? Ông cụ Triệu và Viên Chỉ Cái đồng thanh hỏi. Dừng một chút, thân sắc Vương Phàm nghiêm túc, nói ra tên người đàn ông kia, Chiến Thần Côn Luân. Gái gì? Chiến Thần Côn Luân? Nghe vậy, ông cụ Triệu và Viên Chi Cái càng tỏ ra kinh ngạc hơn. Nếu câu nói này đến từ người khác, đương nhiên nó sẽ bị coi là một lời nói đùa và cũng không ai thật sự coi trọng. Tuy nhiên, thầy Vương Phàm là cao thủ hàng đầu đứng dưới Chiến Thần đã có cơ hội luận bàn với Chiến Thần của tất cả các bang phái lớn, độ tin cậy trong lời nói của ông ta là cực kỳ cao. Tôi may mắn được giao thủ cùng Chiến Thần Côn Luân tại một hội nghị quân sự. Vương Phàm lộ ra vẻ mặt hoài niệm và phấn khích, đúng. Không thể sai được, cảm giác áp bức gần như giống hệt nhau. Chiến Thần Côn Luân, ông cụ Triệu cũng lẩm bẩm, cảm giác hoài niệm trỗi dậy, đáng tiếc. Một thế hệ chiến thần đã sụp đổ từ lâu. Viên Chi Cái lại kinh ngạc, thầy Vương, ý ông là Diệp Lâm. Là truyền nhân của Chiến Thần Côn Luân. Rất có thể, Vương Phàm nói, mà với thực lực hiện tại của cậu ấy, nếu chịu nhập ngũ, tương lai trở thành chiến thần cũng không phải chuyện nói chơi đâu. Đôi mắt của Vương Phàm sáng lên đầy phấn khích. Như thể ông ta đang chứng kiến một vị chiến thần tương lai đang từ từ đi lên vậy. Viên Chi Cái thấy vậy lập tức đứng dậy nói với ông cụ Triệu, ông cụ Triệu, việc Diệp Lâm nhờ ngài làm tôi sẽ lo ngay. Xin hãy chờ xem tiêu đề tin tức của ngày mai. Nói xong, Viên Chỉ Cái lập tức xin phép rời đi, trở về bộ nội vụ chuẩn bị. Mặc dù vừa rồi rất không tình nguyện làm việc cho Diệp Lâm, do sợ đắc tội với cả nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ... Viên Chỉ Cái cảm thấy làm việc cho Diệp Lâm chính là vinh quang. Dù sao người này rất có thể sẽ là chiến thần tương lai, chỉ một nhà họ Diệp có quan trọng gì. Ông cụ Triệu cũng âm thầm gật đầu. Sau chuyện hôm nay, địa vị của Diệp Lâm ở trong lòng nhà họ Triệu càng nặng hơn. Hơn nữa, trong vòng một tháng ông cụ Triệu còn cầu đối phương luyện chế cho mình một loại thuốc cải mệnh. Cùng lúc đó, Hứa Như Hải của nhà họ Hứa đang ở trong một nhà hàng cao cấp, cùng bạn bè uống rượu. Ăn mừng, chờ đợi người của ông ta cử đến mang tin vui trở về. Đột nhiên, ầm một tiếng. Cánh cửa phòng bao bị đá mở. Anh Cường dẫn đầu đám đông lao vào. Hả, Hứa Như Hải mình, lập tức nhận ra đó là Yên Côn Đồ mình đã bỏ rất nhiều tiền thuê về. Tuy vừa kinh ngạc vừa tức giận nhưng ông ta vẫn kìm nén cơn tức giận hỏi, người mà tôi yêu cầu xử lý thế nào rồi? Anh mang nó đến đây, hay là đã ném nó xuống sông? Anh Cường nghe vậy thì cười lạnh. Đơn hàng này suýt nữa đã khiến hắn suýt thì khó giữ nổi mạng mình, tay cũng bị phế rồi. Anh Cường tất nhiên phải trút hết lửa giận trong lòng trở lại cho người thuê. Lên, anh Cường vẫy tay, người của hắn lập tức vây quanh đám người. Các người đang làm gì vậy? Hứa Như Hải kinh hãi, người đâu? Vệ sĩ đâu rồi? Nhưng dù Hứa Như Hải có hét thế nào thì vệ sĩ bên ngoài cũng đã sớm bị chế phục, không có ai đến cứu ông ta. Các người điên à? Hứa Như Hải vừa kinh hãi vừa tức giận, các người dám đụng vào tôi sao? Tao là người nhà họ Hứa, một tên côn đồ như mày có nghĩ đến hậu quả không? Anh Cường lạnh lùng nói, tao nhận lệnh Long Vương phải cho mày nếm chút đau khổ. Đầu tiên chặt đứt tứ chỉ của ông ta, ném ông ta xuống hào. Cử người canh chừng, không cho phép bất cứ ai đến cứu. Hứa Như Hải hét thảm một tiếng, bị kéo ra khỏi phòng bao. Ông ta bị kéo xuống hào trước rồi mới bị dùng cực hình. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, mình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tên côn đồ ông ta thuê lại đánh hỏng cả người ông ta. Bên phía nhà họ Diệp, Hứa Như Vân đã lâu không thể liên lạc được với anh trai mình. Ban đầu chỉ muốn hỏi liệu có bắt được tên xúc sinh Diệp Lâm đó không?
không ngờ đến chiều rồi mà anh trai lại mất liên lạc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Như Vân đột nhiên cảm thấy bất an, mi mắt phải không ngừng co giật. Chồng à, em lo lắng anh trai em xảy ra chuyện, anh có thể giúp em được không? Hứa Như Vân vội vàng đến phòng làm việc và nhờ chồng bà ta là Diệp Nguyên Cát giúp đỡ. Lúc này Diệp Nguyên Cát đang lục tung đồ đạc, lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, không thèm nghe xem vợ ông ta đang nói gì. Sao vậy? Hứa Như Vân lặp lại lần nữa. Công ty chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Diệp Nguyên Cát vừa nói vừa ném một số tài liệu vào máy hủy tài liệu để tiêu hủy. Vừa rồi cha tôi vừa gọi điện đến nói rằng có người của Bộ Nội vụ đột nhiên tiến vào công ty chúng ta, muốn đến kiểm toán. Nghe nói có người tố giác công ty chúng ta trốn thuế, hiện tại công ty đã loạn rồi. Cái gì? Hứa Như Vân cũng bị hoảng sợ. Rốt cuộc ai là người làm cho một công ty lớn tầm cỡ, tập đoàn như nhà họ Diệp loạn như vậy? Chỉ cần kiểm tra sẽ thấy rất nhiều vấn đề xảy ra. Tôi phải về công ty hợp tác điều tra. Sau khi tiêu hủy tài liệu quan trọng trong tay, Diệp Nguyên Cát lập tức rời đi. Hứa Như Vân ngơ ngác nhìn chồng rời đi, trong lòng cảm thấy lo lắng. Đầu tiên là anh trai mất liên lạc đã lâu, sau đó là gia đình nhà chồng bị điều tra. Trong vòng một ngày, Hứa Như Vân cảm giác như bầu trời trên đầu sắp sụp đổ. Nhưng không ngờ rằng tất cả chỉ là sự khởi đầu. Bên kia, tầng cao nhất của tòa nhà Long Môn, sau khi Diệp Lâm tiễn Vương Phàm đi, anh cùng đám người Hắc Long trò chuyện một lúc mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạm biệt Long Vương, Hắc Long lập tức đi theo, hộ tống anh một đường. Đúng rồi, Diệp Lâm lại nhớ đến cái gì, hạ lệnh, từ nay. Trở đi, không được tùy tiện gọi bậy ở ngoài. Dù sao danh xưng Long Vương này quá khoa trương, với thực lực hiện tại của Diệp Lâm, anh không thể chống đỡ được danh hiệu Long Vương này. Anh vừa mới ra tù nhưng vẫn muốn ẩn mình, nếu sớm bị vạch trần, bị mọi thế lực nhắm đến sẽ là điều không khôn ngoan. Hơn nữa, nếu muốn thật sự trở thành Long Vương của thế lực ngầm danh xứng với thực thì còn phải thu phục được 8 vị Long khác. Bây giờ, chỉ mình Hắc Long thần phục vẫn còn xa mới đủ. Vậy chúng tôi nên gọi là gì? Hắc Long hỏi, cứ gọi tôi là Ngài Diệp. Diệp Lâm nhàn nhạt nói, vâng, Ngài Diệp. Hắc Long vừa cung tiễn vừa muốn giữ Long Vương lại cùng dùng bữa. Lúc này di động của Diệp Lâm vang lên, là Susan gọi đến. Diệp Lâm, cậu ở đâu? Tôi muốn mời cậu một bữa, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm việc làm. Hôm nay, Susan đã đạt được mong muốn của mình là gia nhập trụ sở chính của tập đoàn Triệu Thị. Cô ấy ngay lập tức được thăng chức lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Cô ấy biết tất cả những điều này là công lao của Diệp Lâm. Vì vậy, hôm nay tan làm cô ấy định mời Diệp Lâm đi ăn cơm. Tôi đang ở tòa nhà Long Môn, Diệp Lâm nói. Vậy tôi đi tìm cậu, Susan gợi ý, hai người hẹn gặp nhau ở đây. Sau khi Diệp Lâm cúp điện thoại, lại nói với Hắc Long, tôi có một người bạn sắp đến đây, sắp xếp cho tôi một chút. Không thành vấn đề, Hắc Long gợi ý, vậy chúng ta đến nhà hàng Sky tầng dưới đi, là nhà hàng 3 sao. Michelin. Rất nhanh. Hắc Long đã đặc biệt sắp xếp vị trí tốt nhất trong nhà hàng cho Diệp Lâm. Trong nhà hàng Sky ở tầng 2, có thể quan sát được nửa Yến Kinh, đây cũng là địa điểm được nhiều người nổi tiếng trên Internet check-in. Thông thường, dù có hẹn trước, cũng phải xếp hàng chờ cả tháng. Chẳng bao lâu, Susan đã đi taxi đến tòa nhà Long Môn, cô bị khung cảnh náo nhiệt bên ngoài làm cho kinh ngạc. Ồ, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao xung quanh đây lại có nhiều vệ sĩ tuần tra như vậy? Không biết, có lẽ là luyện tập nhỉ. Diệp Lâm liếc nhìn bên ngoài, phát hiện Kim Lũ Y vẫn đang canh giữ cách đó không xa, thật đúng là âm hồn không tan. Đi thôi, tôi đã sắp xếp xong rồi. Diệp Lâm dẫn Susan lên tầng ăn cơm. Không lâu sau khi Susan đến, một chiếc ô tô sang trọng khác chậm rãi dừng lại trước cửa tòa nhà. Một thanh niên bước từ trên xe đi xuống. Cha, sao cha lại gọi con đến đây vội thế? Người này tên là Tô Chiết, con trai của Tô Cửu Xuyên. Hôm nay ở đây có một nhân vật lớn đến, con hãy giả vờ ở gần đó ăn cơm rồi đi qua mời ly rượu, làm quen một chút đi. Hóa ra Tô Cửu Xuyên và Hắc Long vốn muốn đi với Diệp Lâm cũng nhau dùng bữa nhưng đã bị từ chối, không? Cho bọn họ quấy rầy anh. Vì vậy, Tô Cửu Xuyên nảy ra ý tưởng, nghĩ ra một kế hoạch khác. Gọi con trai mình đến, giả vờ đang ăn tối gần đó. Mời một chén rượu để làm quen một chút. Hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Diệp Lâm, Tô Cửu Xuyên mới ý thức được, ông ta nhất định phải
có quan hệ tốt với Diệp Lâm. Nếu hai cha con họ bám được đùi của Diệp Lâm, sau này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhân vật lớn nào, Tô Chiết đột nhiên trở nên hưng phấn. Long Vương. Tô Cửu Xuyên dẫn con trai vào thang máy, giới thiệu ngắn gọn vị trí ăn tối của Long Vương. Nó ở giữa nhà hàng, cạnh cửa sổ. Tô Chiết biết nơi đó, con biết chỗ đó rồi, có thể ngắm cảnh đêm của một nửa Yến Kinh. Trước đây con muốn dẫn bạn gái đến đó ngồi nhưng chỉ để hẹn trước mà phải đợi hơn nửa tháng. Long Vương không muốn người khác quấy rầy ngày ấy, cho nên cha không thể xuất hiện. Tô Cửu Xuyên cuối cùng cảnh cáo, trực tiếp đi vào, giả làm khách dùng bữa, mời ngài ấy một ly rượu, thuận tiện làm quen. Đã dõi đang nói chuyện thì thang máy đã đến. Tô Chiết bước ra khỏi thang máy, vẫy tay chào tạm biệt cha mình, chờ tin vui của con đi. Được, Tô Cửu Xuyên không ra khỏi thang máy, mời rượu xong thì đến tầng trên tìm cha. Lập tức, Tô Chiết bước vào nhà hàng, bưng một ly rượu vang đỏ rồi đi về phía vị trí độc đáo kia. Không, bước chân Tô Chiết loạng choạng, sao cô ấy lại ngồi ở đó? Tô Chiết nhiều lần xác nhận vị trí là chính xác. Tuy nhiên, ở vị trí đó, anh ta không nhìn thấy đại lão ngầm nào mà thay vào đó lại nhìn thấy em họ của mình. Susan, tại sao em lại ngồi ở đây? Tô Chiết cầm ly rượu bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh họ, Susan thấy người đến cũng ngạc nhiên không kém. Đồng thời cũng cảm thấy giọng điệu của anh họ không tốt, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, mình không thể đến đây ăn cơm sao? Đây không phải là nhà hàng của nhà họ Tô chứ? Hóa ra Susan cũng là thành viên của nhà họ Tô, một trong 10 gia tộc giàu có hàng đầu ở Yến Kinh nhưng gia đình cô ấy chỉ là một nhánh phụ mà nhân khẩu lại ngày càng giảm, cũng không mấy nổi tiếng. Ban đầu Susan vốn có cơ hội gia nhập công ty gia đình, nhưng sau khi gia nhập không lâu, cô ấy bị tẩy chay, dưới cơn nóng giận bèn từ chức. Thề sẽ vào một công ty lớn cùng đẳng cấp, cho dù rời khỏi nhà họ Tô cũng có thể thành công. Một lần hành động thiếu suy nghĩ này của Susan lại càng khiến cho cả nhà cô ấy bị gạt ra khỏi gia tộc. May mắn thay, hiện Susan đã chính thức gia nhập tổng công ty của tập đoàn Triệu Thị, mới miễn cưỡng có thể thở nhẹ nhõm một hơi. Susan, em có biết ai là người đã sắp xếp chỗ này cho em ngồi không? Susan lắc đầu chai dối. Đây là nơi Long Vương sẽ dùng bữa tối nay. Ai cho phép hai người ngồi? Tô Chiết dùng giọng ra lệnh nói, hai người các người nhanh chóng tránh ra mô. Lúc này, khách trong nhà hàng cũng quay đầu lại, thấp giọng nói chuyện. Nhìn xem, đó không phải là ghế hoàng gia trong nhà hàng sao? Ngồi đó sẽ có cảm giác nhìn ra thế giới. Thông thường, phải xếp hàng chờ vài tháng mới có thể đặt lịch hẹn. Sao hai thanh niên kia lại ngồi ở đó? Có lẽ không biết đó là chỗ đặt trước nên thấy xung quanh không có ai mới thản nhiên ngồi nhỉ. Susan bị lời nói của anh họ làm cho choáng váng. Sau khi nghe những người khác thảo luận, lúc này cô mới nhận ra rằng chỗ hai bọn họ ngồi đúng là có khác biệt với người thường. Vì hai người vừa mới ngồi xuống, hơn nữa cũng chưa gọi món nên có vẻ như họ chỉ tùy tiện ngồi vào thôi. Cậu nói không sai, lúc này Diệp Lâm mở miệng nói, quả thực đây là nơi đêm nay Long Vương đã đặt. Tô Chiết nghe vậy thì sửng sốt, nhìn chằm chằm Diệp. Lâm, nói, biết chuyện này mà còn dám ngồi ở chỗ này. Muốn chết đấy à? Anh là ai? Diệp Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Tô Chiết. Nhìn khuôn mặt anh ta rất giống Tô Cửu Xuyên, anh đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Không ngờ, Tô Cửu Xuyên mới gặp hôm nay, lại cùng một gia đình với Susan. Tôi là Tô Chiết, Tô Chiết kiêu ngạo báo tên họ của mình, cha tôi là Tô Cửu Xuyên, phó chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Tô Chiết là dòng chính của nhà họ Tô, đứng trước. Susan chỉ là một nhánh của gia tộc, anh ta có cảm giác ưu việt mãnh liệt. Thì ra là con trai lớn của nhà họ Tô. Lúc này, những vị khách khác trong nhà hàng nghe thấy Tô Chiết giới thiệu nhà mình đều quay đầu lại, không khỏi liếc nhìn thêm mấy cái. Được, tôi hiểu, Diệp Lâm hiểu ý Tô Chiết, vì không trách người không biết, anh gạt đi, trở về nói với cha cậu, tôi đã nhận tâm ý rồi. Cậu về đi. Nghe được lời này, Tô Chiết nhất thời không nói nên lời. Tâm ý mẹ kiếp gì chứ? Sao anh lại dám đuổi mình đi? Tô Chiết tức thì bị tức giận đến bật cười, ai nên rời đi cơi làm ơn tỉnh táo một chút, đừng để tôi phải gọi người đến. Susan thấy vậy cũng lo lắng bọn họ ngồi nhầm chỗ người khác đã đặt sẵn, vội vàng khuyên nhủ, Diệp Lâm, chúng ta đổi chỗ đi. Bên kia còn rất nhiều ghế trống. Không cần, Diệp Lâm ra hiệu cho cô ấy đừng lo lắng, đây là vị trí của tôi. Tôi ngồi ở chỗ này, cho dù Thiên Vương có giả đi, cũng không cần đổi. Lời này vừa nói ra,
những vị khách xung quanh đều sửng sốt. Ôi vãi, thằng nhóc này là ai? Thật là mạnh miệng. Trông quen quen, mẹ kiếp, đây không phải là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp sao? Vì ngày hôm qua khi vừa mới ra tù anh đã gây chú ý nên nhiều người vẫn có một số ấn tượng về Diệp Lâm. Tô Chiết cẩn thận nhìn Diệp Lâm, cười lớn, tôi còn đang hỏi không biết là ai mà lại có giọng điệu điên cồng như vậy. Thì ra là cậu, đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Vừa rồi thấy Diệp Lâm thốt ra những lời kiêu ngạo như vậy, anh ta đã thầm nghĩ, chàng trai này chẳng lẽ là Long Vương thế giới ngầm mà cha mình vừa nói đến sao? Nhưng rất nhanh, khi có người ở hiện trường tiết lộ thân phận thực sự của Diệp Lâm, Tô Chiết lại thở phào nhẹ nhõm. Một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà thôi, sao dám ra oai trước mặt anh ta chứ? Tên họ Diệp kia, tôi cho cậu 3 giây, lập tức rời khỏi nơi này. Tô Chiết cười lạnh nói, nếu không tôi sẽ khiến cậu không còn chỗ đứng ở Yến Kinh. Nhà họ Tô là một trong 10 gia tộc giàu có nhất ở Yến Kinh, vừa có tiền vừa có quyền, nếu như thật sự muốn nhắm vào một người bình thường thì đúng là không ai trốn được. Thấy vậy, những vị khách tốt bụng xung quanh cũng ra sức thuyết phục, anh bạn trẻ, tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Cậu vừa mới ra tù, bị gia tộc đuổi ra ngoài, không đấu lại nhà họ Tô đâu. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Mặc dù Susan rất tức giận trước hành vi độc đoán của anh họ mình nhưng cô ấy thấp cổ bé họng nên cũng không thể làm gì được. Mà đêm nay, cũng không có người nhà họ chịu đến chống lưng cho Diệp Lâm. Thế là Susan cũng đã có ý định rời đi. Diệp Lâm, chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Nếu không thể trêu vào, chả lẽ không chạy được à? Tuy nhiên, Diệp Lâm vẫn bất động lạnh lùng liếc nhìn Tô Chiết. Ngay cả cha của cậu cũng không dám nói như thế trước mặt tôi. Diệp Lâm lạnh giọng cảnh cáo. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu có 3 giây để biến khỏi mắt tôi. Nếu không tôi sẽ khiến cậu không còn chỗ đứng ở Yến Kinh. Diệp Lâm đáp lại y nguyên những lời ban nấy. Hơn nữa còn nói được làm được. Cái gì? Nhưng lời này vừa nói ra, hiện trường đều im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Lâm như nhìn kẻ điên. Không ngờ anh lại dám nói chuyện với con trai cả nhà họ Tô như thế này. Để tôi không có chỗ đứng ư. Tô Chiết tức đến bật cười. Tôi muốn xem cậu có thể kiêu ngạo được bao lâu. Lúc Tô Chiết đang định gọi điện người, chợt nghĩ đến cha mình cũng chưa có cơ hội đến nơi này mời rượu mà còn phải sai mình giả vờ đi ngang qua mới được. Nếu gọi cha mình xuống, cùng nhau đuổi thằng nhãi này đi sẽ giành được sự đánh giá cao của Long Vương thế giới ngầm, có lẽ hai cha con có thể dùng bữa với đại lão. Nghĩ đến đây, Tô Chiết lập tức gọi điện cho cha mình. Mọi chuyện thế nào rồi? Đã nói chuyện chưa? Tô Cửu Xuyên nghe điện thoại, lập tức hỏi. Ồ, đừng nhắc nữa Tô Chiết phàn nàn, ở đây có một tên không có mắt dám chiếm giữ vị trí của Long Vương. Cậu ta còn nói ai đến cũng không đuổi được cậu ta. Cái gì? Tô Cửu Xuyên nghe được lời này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ai dám chiếm giữ nơi ăn uống của Long Vương? Ngài Long Vương đã đồng ý chưa? Được rồi, đợi chút, cha sẽ xuống ngay. Cúp điện thoại xong. Tô Chiết cười lạnh nhìn Diệp Lâm, không phải cậu nói cha tôi có ở đây cũng không dám làm gì cậu sao? Thật may mắn, cha tôi đang ở trên lầu, ông ấy sắp, sửa mang người đến giải quyết cậu. Hừ, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Nhìn thấy anh họ Tô Chiết gọi điện cho cha của anh ta, Susan không khỏi bắt đầu lo lắng. Chú thật sự đang ở đây à? Susan lo lắng hỏi. Đương nhiên, khóe miệng Tô Chiết nhếch lên, giống như sắp có trò hay xảy ra. Không xong rồi. Susan vẫn biết chút ít về cha của Tô Chiết, Tô Cửu Xuyên. Được biết, ông ta có mối quan hệ ngoại giao rộng rãi, biết cả hai bên trắng đen, đồng thời có quan hệ mật thiết với nhiều ông trùm thế lực ngầm. Nếu Tô Cửu Xuyên thật sự đến đây, Susan lo lắng Diệp Lâm sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cho dù trưởng nữ nhà họ Triệu có mặt ở đây, cũng chưa chắc dám ra mặt. Diệp Lâm, chúng ta nhanh chóng rời đi đi. Susan có chút sợ hãi khuyên nhủ. Hừi, hiện tại muốn rời đi. Tô Chiết chống tay lên hông, chặn đường, đã muộn rồi. Diệp Lâm bình tĩnh như lão vọng câu cá, thản nhiên điềm tĩnh. Cho dù Tô Cửu Xuyên xuống thì sao? Diệp Lâm cười nói, tôi cam đoan về sau người sẽ hối hận, không phải là tôi. Cái gì? Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì ngây người. Bọn họ thật sự không hiểu Diệp Lâm lấy đâu ra tự tin mà dám nói ra lời lớn mật như vậy. Ngoài ra, Tô Cửu Xuyên và Tô Chiết là cha con. Họ là một gia đình đấy. Chẳng lẽ người ta đến còn có thể hướng cùi chỏ ra ngoài, giúp người ngoài đánh chính con trai mình sao?
Diệp Lâm, chúng ta nhanh rời đi. Su Dần lo lắng, chú của tôi không phải là người tốt, ông ấy hoàn toàn khác với anh Tạ lần trước được cậu dạy cho một bài học. Su Dần đã lầm tưởng rằng lần trước Diệp Lâm có thể dễ dàng đối phó với anh Tạ nên nghĩ là anh không để anh họ Tô Chiết của mình có tuổi tác tương tự vào mắt. Nhưng một khi chú Tô đưa người đến đây thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Hừ, tôi muốn xem cậu làm sao khiến tôi hối hận. Tô Chiết khoanh tay, liên tục cười lạnh. Hai bên giằng co trong vài phút. Tô Cửu Xuyên cùng Hắc Long dẫn theo mấy người tiến vào nhà hàng. Cuộc điện thoại của Tô Chiết khiến hai người lầm tưởng chỗ ngồi dành cho Diệp Lâm đã có người chiếm giữ. Thế thì sao được chứ? Bây giờ ngay cả Hắc Long cũng không thể ngồi yên, nhất định muốn đi xuống theo để xem tình hình. Ông chủ Tô thực sự ở đây, đám người trong nhà hàng chợt ầm. Nhìn này, người đi bên cạnh ông chủ Tô, vãi thật, đó không phải là ông trùm Hắc Long sao? Ngay cả ông trùm lớn của thế lực ngầm ở Yến Kinh cũng bị kinh động à. Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản nữa đâu. Nhìn thấy Hắc Long cũng đi theo, một số khách hàng quen lần lượt đứng dậy, chủ động chào hỏi Hắc Long. Nhưng lúc này Hắc Long làm như không có ai xung quanh, dùng đôi mắt tròn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, sợ chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn chọc cho vị Long Vương mới này sẽ không hài lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nhà hàng bắt đầu trở nên nặng nề. Rất nhiều thực khách dừng bát đũa, tò mò nhìn về phía đó, như muốn xem cuối cùng Diệp Lâm sẽ có kết cục gì. Chú Hắc Long cũng ở đây à? Tô Chiết không chỉ gặp được cha mình mà còn gặp được ông trùm thế giới ngầm Hắc Long, điều này càng củng cố thêm lòng tin của anh ta. Thằng nhãi, lần này mày chết chắc rồi. Chú, Su Dần nhìn thấy chú mình thì cũng hoảng hốt, cô ấy tự hỏi liệu bây giờ mình lấy cha mình ra có thể giúp ích được gì cho việc này không? Tuy nhiên, điều khiến Su Dần sợ hãi hơn cả chính là Hắc Long đang đi theo Tô Cửu Xuyên, thân hình vạm vỡ cao 1,9 mét áp bức đến mức khiến Su Dần choáng váng. Cha, chú Hắc Long, Tô Chiết vẫy tay với hai người nhưng chưa được đáp lại. Chỉ thấy Tô Cửu Xuyên sau khi nhìn thấy Diệp Lâm thì bước nhanh đến. Ngài Diệp, ngài vừa đến sao? Tô Cửu Xuyên nghe theo Diệp Lâm phân phó, không có gọi anh là Long Vương ở nơi công cộng. Tuy nhiên, câu ngài Diệp này vẫn khiến tất cả những người còn đang cười trên nỗi đau của người khác ở đây ngây người. Ông chủ Tô thực sự gọi chàng trai trẻ kia là ngài sao? Lại còn gọi ngài một cách khách khí như thế. Thái độ và giọng điệu giống như một cấp dưới chào cấp trên của mình. Cha, cha, Tô Chiết ở bên cạnh cũng sửng sốt một chút, cho rằng có phải cha mình đã nhận nhầm người rồi không? Và Su Dần cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Diệp Lâm lại biết chú mình. Nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh vừa rồi của Diệp Lâm, Su Dần như hiểu ra điều gì đó. Khó trách Diệp Lâm tự tin như vậy, hóa ra anh không hề sợ hãi. Ngài Diệp, tôi nghe nói vừa rồi có người không có mắt đã chiếm lấy vị trí của ngài phải không? Hắc Long cũng thận trọng hỏi, cậu ta bị ngài đuổi đi rồi à? Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười, không có, tôi vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Chuyện này, Hắc Long và Tô Cửu Xuyên nghe được đều giật mình. Tô Cửu Xuyên thậm chí còn trừng mắt nhìn con trai mình, cho rằng thằng nhóc này nói dối như thế. Lúc này Diệp Lâm tiếp tục nói, ngược lại, chàng trai này ồn ào quá, không ngừng muốn đuổi tôi đi đấy. Ông chủ Tô, cậu ta là con trai của ông à? Đối mặt với sự chất vấn của Diệp Lâm, Tô Cửu Xuyên hít một hơi lạnh, thầm cảm thấy không ổn. Vừa rồi lúc đến đã sơ sót không nói rõ cho con trai biết Long Vương ngầm rốt cuộc là ai. Chắc là con trai thấy đối phương còn trẻ cho nên đã coi nhẹ. Chuyện này nên làm gì cho phải đây? Trong lòng Tô Cửu Xuyên cảm thấy hối hận không thôi. Vốn định rể con trai đến để làm quen với Long Vương thế giới ngầm một chút nhưng hóa ra lại khéo quá thành vụng, làm hỏng chuyện. Cha, Tô Chiết dường như hiểu ra cái gì, cả người đổ mồ hôi lạnh, cậu ta. Cậu ta? Cậu ta cái gì? Tô Cửu Xuyên tức giận, dùng tay trái tát vào mặt con trai mình, mau xin lỗi ngài Diệp đi. Âm thanh của cái tát chói tai vang vọng khắp toàn trường. Cái tát này không chỉ khiến Tô Chiết choáng váng mà còn khiến những vị khách khác trong nhà hàng cũng trợn mắt há hốc mồm không thể tin được. Tất cả những người vừa cười nhạo Diệp Lâm không biết tự lượng sức mình, muốn xem anh bị chế nhạo đều. Không ngờ rằng khi ông chủ Tô đến, thật sự đã đại nghĩa diệt thân, tóm lấy con trai mình đánh một trận. Sao còn không nhanh chóng xin lỗi ngài Diệp đi? Tô Cửu Xuyên lại mắng đứa con trai đang ngơ ngác của mình. Hả, vâng, vâng. Khi Tô Chiết phản ứng lại, anh ta gần như khóc không ra nước mắt. Lúc này mới hiểu rõ,
hóa ra Diệp Lâm chính là Long Vương thế giới ngầm trong miệng cha anh ta. Nếu biết sẽ phạm phải sai lầm lớn như vậy thì anh ta đã không đến. Hai cha con vốn dĩ muốn nịnh nọt nhưng cuối cùng lại tự bê đá đập chân mình. Thực xin lỗi, ngài Diệp, tôi có mắt không tròng, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Dưới sự ép buộc của cha mình và áp lực của hiện trường, Tô Chiết chỉ có thể cúi mặt xin lỗi Diệp Lâm. Cảnh tượng này như tát vào mặt gần như tất cả những người có mặt ở đây. Ngoại trừ Diệp Lâm, có lẽ không ai có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng lại là Tô Chiết phải cúi đầu thừa nhận sai lầm. Ha ha, vừa rồi không phải cậu uy hiếp tôi không có chỗ đứng ở Yến Kinh sao? Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Tô Chiết sợ đến mức run rẩy, hèn mọn nói, không có. Là tôi nói bậy, mong anh Diệp rộng lượng, đừng chấp nhặt với tôi. Nói xong, Tô Chiết lại quay sang em họ xin giúp đỡ. Em họ Susan, em và ngài Diệp quen nhau, xin em giúp anh cầu xin một chút. Susan giật mình, cô còn chưa phục hồi lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ ban nãy đây. Tuy nhiên, lần đầu tiên thấy người anh họ trịch thượng Tô Chiết của mình, ngày thường luôn phớt lờ gia đình mình lại phá lệ quay sang mình cầu xin giúp đỡ. Chuyện này cũng khiến Susan không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, không biết phải mở miệng thế nào. Ngài Diệp, Tô Cửu Xuyên cười khổ, việc này tôi cũng có trách nhiệm. Là tôi tự quyết định, muốn con trai tôi đến mời rượu ngài một lần. Không ngờ lại nảy sinh hiểu lầm như vậy. Diệp Lâm gật đầu nói, ông chủ Tô, hôm nay tôi nể mặt ông. Hơn nữa, các người và Susan bạn tôi là người nhà, tôi có thể không làm khó cậu ta. Nhưng tôi không muốn gặp lại người này nữa. Diệp Lâm cuối cùng nói, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm. Tô Cửu Xuyên hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Lâm, lập tức sắp xếp, trở về thu dọn đồ đạc rời khỏi Yến Kinh trong đêm. Nếu ngày nào ngài Diệp chưa hết tức thì mày cũng không cần phải quay lại nữa. Cha, Tô Chiết kinh hãi, không biết cha mình đang nói đùa hay là nghiêm túc. Không nghe thấy sao, ngài Diệp không muốn gặp, lại mày đấy, Tô Cửu Xuyên nhấn mạnh, muốn chết hay là cút đi. Tô Cửu Xuyên không dám nghĩ ngờ việc chọc giận ngài Diệp chỉ có một con đường chết. Lúc này Tô Chiết mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh ta ngập ngừng một chút rồi nói, con cút. Con cút ngay. Nói xong, Tô Chiết vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng. Ngài Diệp, chúng tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Tô Cửu Xuyên và Hắc Long cũng cúi đầu khom lưng nói, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ. Cuộc xung đột ngắn ngủi đã kết thúc như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đó thực sự là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Sao? Không phải ông chủ Tô nhận nhầm người chứ? Nhưng ngay cả đại ca Hắc Long cũng phải kính trọng anh ta ư? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lúc này không chỉ những người khác có thắc mắc như vậy mà ngay cả Susan cũng tỏ ra tò mò. Đầu tiên là nhà họ Triệu đêm qua, sau đó là nhà họ Tô tối nay. Cô ấy chợt phát hiện, Diệp Lâm trước mặt dường như bị bao phủ bởi một tấm màn che huyền bí, khiến cô ấy khó đoán ra. Người có quan hệ đáng sợ như vậy thật sự là người mới ra tù sao? Làm sao cậu lại quen biết chú tôi? Susan tò mò hỏi. Hôm nay vừa mới gặp mặt, Diệp Lâm cười nói, không ngờ rằng các người lại thật sự là người một nhà. Susan cười khổ nói, người ta là gia tộc dòng chính của nhà họ Tô, còn gia tộc chúng tôi là một chỉ thứ. Ngoại trừ ngày lễ, ngày Tết cùng lúc tế tổ có thể tụ hợp lại thì ngày thường cũng không hề qua lại. Diệp Lâm cũng nhìn ra được, khi vừa tới, cậu con trai nhà họ Tô tên là Tô Chiết kia hoàn toàn không coi trọng Susan. Ngay cả cha của Susan có mặt ở đây chỉ sợ cũng sẽ nhận được thái độ tương tự. Từ nay trở đi, nhà bọn họ sẽ không dám coi thường nhà cậu nữa. Diệp Lâm tin tưởng, với mối quan hệ của mình, chỉ cần Tô Cửu Xuyên không phải kẻ ngốc, sau này ông ta sẽ chủ động xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhà Susan. Lúc này, đồ ăn ngon lần lượt được bưng ra. Cả hai đổi một số chủ đề nhẹ nhàng, trò chuyện rất vui vẻ. Sau ba chén rượu, ăn một lượt đồ ăn. Bữa ăn chỉ mới ăn được một nửa. Diệp Lâm đột nhiên giật mình, chăm chú nhìn chăm chăm khuôn mặt hơi say của Susan. Sao, cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? Susan có vẻ ngượng ngùng, trên mặt tôi có dính gì à? Tất nhiên là có. Nhưng Diệp Lâm sợ làm Susan sợ hãi, tất nhiên không thể nói ra sự thật. Bởi vì Diệp Lâm phát hiện, ấn đường của Susan dần dần chuyển sang màu đen, thậm chí phía trên đầu cô ấy còn bắt đầu tụ tập một đám mây đen. Đây là dấu hiệu đại hung hiện ra. Nếu cứ tiếp tục xu hướng này, muộn nhất là trong vòng một ngày Susan sẽ gặp phải một tai nạn đẫm máu.
tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Lâm thử giúp Susan loại bỏ khí hung đang tụ tập trên đỉnh đầu trước. Anh nhẹ nhàng vẫy tay, đám mây đen ngay lập tức phân tán. Cậu làm sao vậy? Susan thấy Diệp Lâm đột nhiên trở nên kỳ quái. Gần đây có thể cậu sẽ gặp phải phiền phức gì đó. Diệp Lâm nhắc nhở, hai ngày tới cố gắng ít ra ngoài nhất có thể. Hoặc là ngày mai xin nghỉ phép, không cần đi làm nữa. Chỉ cần chịu đựng qua một hai ngày, có thể vận thế sẽ dần đảo ngược. Ngày mai là cuối tuần, đương nhiên không cần đi làm. Susan mỉm cười, từ bao giờ mà cậu còn biết xem tướng cho người khác thế? Biết một chút, vị sư phụ thứ 15 của Diệp, Lâm là cao thủ phong thủy huyền học, có năng lực rất mạnh, tinh thông bói toán. Vậy cậu có thể tính toán ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không? Susan lại tò mò hỏi. Ngày mai còn chưa biết, ai có thể tính ra chứ? Cho dù có thể, Diệp Lâm cũng không dám tùy tiện tính toán, tránh để lộ thiên cơ. Thật ra ngày mai có chuyện xảy ra đó. Susan mỉm cười, là họp lớp cấp 3 của chúng ta, cậu có muốn tham dự không? Nghe vậy, Diệp Lâm lắc đầu, không có hứng thú, không đi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Diệp Lâm đã bị nhốt vào ngục giam, thoáng cái đã 5 năm. Các bạn cùng lớp cấp 3 ngoài Susan ra thì anh không liên hệ với người nào khác. Huống chỉ Diệp Lâm cũng không có thời gian. Được, cậu không tham gia cũng không sao. Susan lại cười khổ, ồ, thực ra nếu không phải mình là lớp phó thì cũng không có ý định tham gia. Sau đó, cả hai nhớ lại những chuyện cũ ở trường. Trung học. Chẳng bao lâu, Diệp Lâm phát hiện ra năng lượng đen mà mình vừa xua tan lại tụ tập trên đỉnh đầu Susan, thậm chí còn lớn hơn trước một vòng. Diệp Lâm cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ đêm nay Susan khó tránh khỏi kiếp nạn này sao? Chúng ta đi thôi. Diệp Lâm thấy bữa ăn gần như đã ăn xong. Hơn nữa, hung quang phía trên đầu Susan ngày càng mạnh mẽ hơn. Diệp Lâm dự định đích thân hộ tống cô ấy về nhà để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, Susan đứng dậy chuẩn bị tính tiền, kết quả lại phát hiện bữa ăn của họ là miễn phí. Diệp Lâm đưa Susan và rời khỏi tòa nhà Long Môn. Lúc này, Kim Lũ Y, chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh đang đứng bên ngoài từ rất xa cũng chú ý đến Diệp Lâm. Nhìn thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, hai người vừa đi vừa cười nói, không khỏi nắm chặt tay, rất tức giận. Nghĩ đến mẹ mình đã ngủ sâu dưới đất mà hung thủ gây án chỉ cần ngồi tù 5 năm đã có thể bắt đầu lại cuộc sống tự do và hạnh phúc rồi. Hừ, tên khốn này, sống thật là quá thoải mái. Chờ một thời gian nữa tôi đỡ bận nhất định sẽ bắt anh lại. Kim Lũ Y nghiến răng nghiến lợi, yên lặng thề trong lòng. Cho dù đó là tội danh vô căn cứ, tôi cũng sẽ tống anh vào tù. Đó mới là nơi thuộc về những người như anh. Hai người vừa trò chuyện khắp trời Nam đất Bắc vừa thong thả bước đi trên đường. Nhưng Diệp Lâm dọc đường quan sát, phát hiện khí đen trên đầu Susan không những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng tụ lại. Dường như vận rủi sắp ập đến bất cứ lúc nào. Điều này không tốt, Diệp Lâm thầm nghĩ. Vốn tưởng rằng rời khỏi tòa nhà, thay đổi môi trường sẽ chuyển biến tốt hơn một chút. Nhưng không ngờ nó lại trở nên tồi tệ hơn. Tôi gần về đến nhà rồi. Ngay sau đó, Susan chỉ vào một ngã tư phía trước và nói, băng qua đường là đến tầng dưới nhà tôi. Cậu không cần tiễn nữa, tôi có thể tự mình trở về, cậu cũng nhanh chóng về nhà đi. Không được, Diệp Lâm lắc đầu, tôi phải đưa cậu đến dưới tầng nhà. Kỳ thực nếu không phải quá đột ngột. Tối nay Diệp Lâm rất muốn đưa cô ấy về nhà mình. Như vậy thì dù có bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều có thể hóa giải cho cô ấy trong thời gian sớm nhất. Không cần đâu, Susan lịch sự nói, cậu không cần phải làm thế. Không sao đâu. Nhưng Diệp Lâm vẫn kiên trì lần nữa. Đúng lúc này, tích tích, tiếng xe điện vang lên từ phía sau. San San, con tan làm rồi à? Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đi chiếc xe đạp điện mới toanh, chậm rãi tiến đến. Bà cũng nhìn lên nhìn xuống người đàn ông lạ mặt đang đi theo con gái mình. Mẹ, Susan vẫy tay với người phụ nữ. Đây là ai? Mẹ Tô tò mò hỏi, nghĩ thầm chàng trai này cũng khá đẹp trai, chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm mà con gái bà đã gặp được nam thần sao? Quả nhiên là công ty lớn, phẩm chất đàn ông cũng rất cao. Mẹ, cậu ấy là Diệp Lâm, bạn học cấp 3 của con. Susan nói, giới thiệu với Diệp Lâm, đây là mẹ tôi. Chào gì, Diệp Lâm chủ động chào hỏi. Diệp Lâm, mẹ Tô vừa nghe nói người này không phải là đồng nghiệp cùng công ty với con gái bà mà là bạn học cấp 3 từng ngồi tù sắc mặt đột nhiên thay đổi,
cậu chính là Diệp Lâm đã ngồi tù 5 năm lại bị đuổi khỏi nhà họ Diệp đó ư? À, nghe nói cậu vừa mới được thả ra lại đánh nhau cùng người khác. Báo hại con gái tôi phải chạy khắp nơi nhờ vả quan hệ. Loại người như cậu, về sau cách con gái tôi xa một chút. Susan nghe vậy đã vội ngăn mẹ lại, mẹ, mẹ nói gì thế? Con đã nói với mẹ cả trăm lần rồi, người bạn cùng lớp này của con bị buộc tội oan. Hơn nữa, con có thể làm việc trong công ty lớn của nhà họ Triệu đều nhờ vào mối quan hệ của Diệp Lâm. Sao mẹ có thể nói những điều như vậy ngay khi vừa gặp người ta thế chứ? Thật quá đáng. Nói xong, Susan lại xin lỗi Diệp Lâm, thực xin lỗi, Diệp Lâm. Mẹ tôi là như vậy, bà ấy chỉ là thẳng tính thôi, không có ý xấu gì đâu. Hừ, mẹ Tô hừ lạnh một tiếng, con còn nói là nhờ cậu ta có quan hệ sao? Về sau mẹ và cha con tính toán lại, công việc của con và cậu ta có thể có liên quan gì chứ? Cậu ta không còn là thiếu gia nhà họ Diệp nữa. Chính bản thân mình còn khó tự bảo vệ, sao có thể giúp? Con tìm việc làm chứ? Con có thể vào một công ty lớn là vì con xuất sắc ưu tú. Susan thấy mình không thể nói lại mẹ mình, lại sợ mẹ nói ra điều gì quá đáng vì vậy nhanh chóng kéo mẹ rời đi. Diệp Lâm, chúng tôi đi trước, cậu nhanh chóng trở về đi. Susan vẫy tay tạm biệt Diệp Lâm. Thằng nhóc kia, từ nay về sau tránh xa con gái của tôi ra. Trước khi rời đi mẹ Tô còn không quên quay lại bổ sung. Mẹ, bớt nói vài câu đi. Hai mẹ con cứ cãi nhau mãi, không ai thuyết phục. Được ai? Vừa đến cổng tiểu khu. Đột nhiên, hai người đàn ông mặc đồ đen lao ra khỏi một chiếc xe tải đậu bên đường. Không một lời giải thích đã kéo Susan không kịp phòng bị vào trong xe. Cửa xe đóng sầm lại rồi nghênh ngang phóng đi. Ối, mẹ Tô lập tức hoảng sợ. Sau khi ngơ ngác vài giây mới đột nhiên lớn tiếng kêu cứu. Cứu với, có ai không, bắt cóc, có người đã bắt con gái tôi đi. À, mẹ Tô lại lên xe đạp điện đuổi theo hướng chiếc xe tải đang bỏ chạy. Nhưng làm sao chiếc xe hai bánh của bà ta có thể đuổi kịp một chiếc ô tô bốn bánh chứ? Bà ta đuổi theo đến ngã tư nơi chia tay với Diệp Lâm vừa rồi thì thấy Diệp Lâm vẫn đứng đó. Như tìm được vị cứu tinh, mẹ Tô vội vàng hét lên, Diệp Lâm. Nhanh lên! Nhanh lên, con gái của tôi đã bị chiếc xe tải đen đó bắt mất. Nhanh giúp tôi đuổi theo. Lúc này, sắc mặt Diệp Lâm dần dần tối sầm, gương mặt anh lộ ra sát ý. Cuối cùng anh cũng chờ được đại nạn của Susan xảy ra. May mắn là anh đã không rời đi ngay lúc đó. Hơn nữa, vào lúc chiếc xe lao qua, Diệp Lâm cũng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc thoáng qua trên cửa sổ xe. Anh ta, Susan bị bắt cóc trong xe vừa kinh vừa sợ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ấy lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc giữa những gương mặt xa lạ. Anh định làm gì? Susan sợ hãi hỏi. Làm gì? Tạ thiếu gia nghiến răng nghiến lợi hung tợn quay lại nói, mày làm tao mất việc, cha tao cũng bị cách chức tạm thời. Tất cả những chuyện này đều là do mày gây ra, mày còn hỏi tao muốn làm gì sao? Hôm nay tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Sau cuộc xem mắt với Susan ngày hôm kia, anh ta đã mất việc. Ngay cả cha anh ta cũng chịu liên lụy bị chính phủ tạm thời cách chức, còn phải chịu điều tra. Cuộc đời Tạ thiếu gia đột nhiên rơi vào đường cùng. Anh ta đổ lỗi mọi chuyện cho Susan, nghĩ rằng mọi chuyện là do cô ấy gây ra. Sáng nay anh ta lại bị người cha uống say thóa mạ một trận rồi đuổi khỏi nhà. Tạ thiếu gia buồn bực, tìm đến đám anh em chuyên làm việc xấu với nhau uống rượu. Dựa vào men say có thêm can đảm, mọi người cùng thực hiện kế hoạch lớn mật này. Nhìn nhóm người trong xe nồng nặc mùi rượu cùng với ánh mắt đầy ác ý kia, tất nhiên Susan có thể đoán được họ định làm gì cô. Anh làm vậy là phạm pháp đấy. Susan lớn tiếng cảnh báo. Phạm pháp, Tạ thiếu gia hừ lạnh một tiếng, đời tao đã bị mày hủy hoại, còn quan tâm đến chuyện này làm gì. Hơn nữa, tao sẽ để lưu lại chứng cứ. Nếu mày dám tố cáo, tao sẽ đưa toàn bộ đoạn video ngắn của mày ra ánh sáng. Chắc mày không muốn dùng cách này để nổi tiếng trên mạng chứ. Tạ thiếu gia tin rằng chỉ cần anh ta nam được nhược điểm này trong tay thì người phụ nữ này từ nay sẽ có thể bị anh ta điều khiển, muốn làm gì thì làm. Đồ khốn nạn, Susan cũng bị suy nghĩ đê hèn của Tạ thiếu gia chọc giận, cho dù anh có đưa ra ánh sáng thì tôi cũng sẽ báo cảnh sát bắt anh. Đừng nghĩ đến việc lấy thứ đó ra đe dọa tôi. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng chết thôi. Hiện tại Tạ thiếu gia không để bụng đến điều gì nữa. Anh ta chỉ muốn trả thù Susan. Khiến cô ấy cũng phải xui xẻo như mình.
hai người đàn ông mỏ chuột tai khỉ ngồi ở ghế sau đã bắt đầu mất kiên nhẫn, giở trò. Susan gào thét vùng vẫy, nước mắt tủi nhục chảy ra. Dừng lại, đừng chạm vào cô ta vội, Tạ thiếu gia lập ức mảng, lần đầu tiên của cô ta là của tôi. Các người tránh ra, Tạ thiếu gia còn chưa thành công, làm sao có thể để người khác đến trước. Được rồi, vậy để Tạ thiếu gia chơi trước, đám anh em của anh ta cũng rất thức thời. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã chạy đến một khu nhà xưởng bỏ hoang. Họ đã sớm chuẩn bị tốt công cụ gây án ở chỗ này. Cứu với, Susan vừa bước ra khỏi xe đã hét toáng lên kêu cứu. Nhưng bây giờ là ban đêm lại ở vùng ngoại ô vắng vẻ này. Dù Susan có hét to thế nào cũng không có ai đáp lại. Ha 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 ha, đám người Tạ thiếu gia cười đùa nói, cho dù mày có hét rách hỏng thì cũng sẽ không có ai đến cứu mày đâu. Sau một hồi xô đẩy và quát lớn, Susan bị lôi lên tầng 2. Chỉ thấy một chiếc camera đã được lắp sẵn ở đó và một tấm nệm đặt trên mặt đất. Trái tim Susan như hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Cô ấy chợt nghĩ tới bạn nãy Diệp Lâm còn nhắc nhở mình rằng gần đây sẽ gặp rắc rối. Khi đó cô ấy vẫn còn cười nhạo Diệp Lâm như là thầy bói nhưng không ngờ anh thực sự nói đúng. Susan cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nghe lời Diệp Lâm về nhà sớm hơn. Hoặc chỉ cần để Diệp Lâm hộ tống mình đi đến dưới ầng nhà thôi thì chuyện bây giờ cũng chưa chắc sẽ xảy ra. Diệp Lâm, cậu ở đâu, cứu tôi. Susan thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng một phép màu sẽ xảy ra. Phịch. Susan hét lên một tiếng, cô ấy bị đẩy xuống nệm một cách thô bạo. Mày tự mình cởi hay để tao giúp mày. Nếu như mày không chịu phối hợp, để tao phải ra tay thì đừng trách tao không biết thương hoa tiếc ngọc. Hi hi. Tạ thiếu gia nở cười độc ác như một tên ác ma, anh ta bước từng bước tới gần Susan. Tạ thiếu gia, xin anh hãy để tôi đi. Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc ở công ty và giao lại công việc cho anh. Vì anh say rượu nên mới làm ra chuyện sai lầm như vậy, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tạ thiếu gia, đừng phạm lỗi thêm nữa. Dừng tay lại đi. Susan thấy mình không cậy mạnh được vì thế lại mềm giọng năn nỉ. Dù chỉ có thể trì hoãn thời gian một chút cũng tốt. Nhưng đám người Tạ thiếu gia lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tinh trùng lên não, hoàn toàn bất chấp tất cả. Mọi chuyện đã đến nước này, liệu họ còn đường lui nào không? Bây giờ họ chỉ muốn tham hoan, sao còn quan tâm đến luân thường đạo đức nữa? Hơn nữa, Susan còn là người đẹp tuyệt trần. Lúc này hai tay Susan khoanh trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, dưới đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa lau khô. Bộ dạng đáng thương nhu nhược này không những không khiến những người này thông cảm mà còn khơi dậy rất nhiều ham muốn chiếm hữu của họ hơn. Thật ra hôm xem mắt đó, tao đã định chuốc say mày, cũng đã đặt phòng riêng ở khách sạn rồi. Đôi mắt của Tạ thiếu gia sáng lên, anh ta cởi áo vứt ra một bên tiến từng bước một đến gần. Tối nay, mày không thể chạy trốn được nữa. Mày là của tao. Susan sợ đến mức vừa hét chói tai vừa lùi lại, đồ xúc sinh, đừng đến đây. Cha tôi cũng là người của chính phủ, ông ấy sẽ không buông tha cho các người. Không cần. Ngay khi Tạ thiếu gia như lang như hổ lao vào. Susan. Dầm. Phía sau truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ thấy một chiếc taxi giống như được chắp cánh lao lên tầng 2, phá hỏng cánh cửa sắt lớn của căn phòng bỏ hoang. Cái quái gì vậy? Đám người Tạ thiếu gia quay lại, khi nhìn thấy chiếc xe taxi thì lập tức kinh hoàng biến sắc. Mẹ kiếp, đây là tầng 2. Làm sao chiếc taxi này đến được đây? Loảng xoảng. Lại một tiếng vang lớn. Cửa xe bị người nào đó đá tung ra. Ngay sau đó, một người bước xuống khỏi taxi. Là mày. Tạ thiếu gia nhìn thấy người này, ánh mắt đột nhiên bốc lửa. Chính là thứ gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Diệp Lâm, khi Susan nhìn thấy Diệp Lâm bước xuống taxi như thể một vị thần từ trên trời rơi xuống thì không thể nhịn được nữa, cô ấy che miệng vừa khóc vừa cười rộ lên. Tôi biết, cậu nhất định sẽ đến cứu tôi. Lúc này, Tạ thiếu gia đã tức giận quay người chỉ tay vào Diệp Lâm. Thằng nhãi kia, ngày đó chính là mày phá hỏng việc, tốt của tao, mày dám đánh tao. Nếu như nhà họ Triệu không ủng hộ mày thì tao đã giết mày từ lâu rồi. Hôm nay mày còn dám đến phá hoại việc tốt của tao à? Đúng là tìm chết mày. Nói xong, Tạ thiếu gia ra lệnh cho anh em bên cạnh mình, lên. Bắt nó. Mày còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Được rồi, lát nữa tao sẽ để mày đứng sang một bên trơ mắt nhìn.
Ở trong mắt của Tạ thiếu gia thì bên bọn họ có 5 người đàn ông, đối phó với một kẻ hèn như Diệp Lâm là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhưng giây tiếp theo, 4 gã kia còn chưa đến gần đã bị Diệp Lâm tát một cái bay đi. Tên nào tên nấy như bùn đám bùn lầy, nặng nề dính vào tường, sống chết không rõ. Hít. Nhìn thấy tình huống này, Tạ thiếu gia không khỏi hít. Một hơi khí lạnh, dường như không thể tin vào hai mắt mình. Đây là 5 người lớn sống sờ sờ đấy. Bị ném đi như thế mà vẫn nằm trên tường không ngã xuống là sao? Sao một người bình thường có thể làm thế được chứ? Mày là người hay ma? Tạ thiếu gia đã sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân, từng bước lùi lại phía sau. Anh ta từng bước một đến gần cửa sổ, có ý đồ nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy. Trong chớp mắt, Diệp Lâm như một bóng ma đến gần cửa sổ đó. Là mày đang tìm chết. Nếu tên này dám đến tìm anh báo thù, có lẽ còn có thể tha mạng chó của anh ta. Nhưng anh ta ngàn vạn lần không nên chạm vào Susan. Diệp Lâm dùng một tay tóm lấy cổ họng của Tạ thiếu gia. Một tay rút con dao găm từ thắt lưng ra. Không, đừng, Tạ thiếu gia gian nan nặn ra mấy chữ, đừng giết tôi. Đừng. Chính vào lúc Diệp Lâm muốn ra tay, Susan lại đột nhiên bước tới vươn tay ra túm chặt lấy tay Diệp Lâm. Đừng để loại người này làm bẩn tay cậu, Susan vội vàng khuyên nhủ. Cậu vừa mới ra tù, nếu lại dính tới mạng người thì đời này của cậu coi như xong. Diệp Lâm ngây người nhìn Susan, anh bỗng nhiên nhớ tới ngày mình ra tù, khi Kim Lũ Y tới tìm mình báo thù thì người ở bên cạnh mình cũng khuyên mình như vậy. Ra tay với loại rác rưởi này, không đáng. Tôi vẫn luôn tin cậu bị oan. Susan tiếp tục nói. Đừng giết người, đừng có để lại vết đen trên lý lịch. Ở trong mắt Susan đơn thuần thiện lương kia, Diệp Lâm vẫn luôn là người đàn ông trong mộng của cô. Đây cũng là lý do ở trước mặt Susan, Diệp Lâm rất ít khi thể hiện bản thân mình. Anh không muốn phá hủy hình tượng của mình trong lòng cô. Không muốn khiến cô thất vọng. Được. Nếu Susan đã mở miệng, vậy thì đương nhiên Diệp Lâm sẽ đồng ý. Chỉ có điều, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tôi phải tịch thu công cụ gây án của anh ta. Miễn cho sau này anh ta lại dùng thứ này hại cô gái khác. Cái gì? Susan nghe vậy nhất thời chưa phản ứng được. Cô còn tưởng là mấy thứ như vũ khí khí giới linh tinh, còn cảm thấy mấy thứ này đâu có quan trọng lắm nhỉ. Susan, cha mẹ cậu tới kìa. Diệp Lâm chỉ tay về một phía khiến Susan rời ánh mắt qua chỗ khác. Chính vào lúc Susan quay đầu, Diệp Lâm ra tay nhanh như chớp. Đầu tiên là phế thằng em của Tạ thiếu gia, sau đó đóng đỉnh tứ chỉ của anh ta xuống nền đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến Susan sợ tới mức giật thót mình. Tiếng kêu kia thảm thiết như vọng lên từ địa ngục cửu u, khiến người ta không rét mà run. Đừng quay đầu. Hình ảnh sau lưng không phù hợp với trẻ em. Diệp Lâm ôm lấy bả vai Susan rồi nhanh chóng phá cửa sổ rơi xuống. Sau khi hai người tiếp đất an toàn, trong lòng Susan vẫn còn sợ hãi. Cậu làm gì anh ta rồi? Susan bất an gặng hỏi. Cho anh ta một bài học nho nhỏ giúp anh ta phát triển trí nhớ thôi. Chúng ta đi thôi. Diệp Lâm mang theo Susan rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang này. Chỉ cách một con đường nhưng nếu phía đối diện là đường phố phồn hoa thì bên này nơi khuất ánh mặt trời lại là nơi sinh ra vô số tội ác. Diệp Lâm đi cùng Susan trên đường. Đi được một lúc mà cô vẫn sợ hãi, giống như chưa hồi phục lại tinh thần ừ nỗi khiếp sợ ban nấy. Chỉ có điều Diệp Lâm không nhìn thấy đám khí đen trên đầu cô nữa rồi, chứng tỏ kiếp nạn này đã được vượt qua, cuối cùng anh cũng có thể yên lòng. San San, không lâu sau cha mẹ Susan chạy chậm tới. San San, con không sao chứ? Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám bắt cóc con? Cha nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Một nhà ba người đoàn tụ bên nhau. Tuy rằng Diệp Lâm đã cứu Susan nhưng mẹ của cô vẫn có thành kiến rất lớn với anh. Có phải là cậu ở bên ngoài chọc phải kẻ nào đó, kẻ thù không tìm thấy cậu cho nên mới bắt con gái bảo bối của tôi không? Tôi nói rồi, cậu tránh xa con gái tôi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.